Trong sơn mạch to lớn tràn đầy tiếng bàn tán, tiếng nói chuyện, âm thanh lộn xộn. Chủ đề người ta bàn nhiều nhất là hỏa thổ tôn giả và lục lâm thiên mới gần đây. Nhiều người khi nhắc ba chữ lục lâm thiên liền biến sắc mặt, có đánh chết bọn họ cũng không dám trêu vào. Càng nhiều nữa người đang chờ đợi, chờ tử vong thâm uyên mở ra. Mục đích của mọi người đó là vì tử vong thâm uyên, nếu tìm được cơ duyên trong đó là ước mơ của mọi người được thỏa mãn. Khá nhiều cường giả ẩn thế giờ đi ra, cũng vì gặp bình cảnh, không có cơ duyên nên muốn pha tan bình cảnh đó đi, nhưng dễ làm sao. Mọi người chờ đợi, thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm bao phủ đất đai, ánh trăng chiếu rọi. Trăng chiếu trên xương trắng nhân vật, xương trắng mênh mông vô bờ mơ hồ lộ ra một tầng sáng quái dị, kỳ lạ không tả được. Ánh sáng quái dị kia thấp thoáng chiếu xuống, rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn, ánh sáng chiếu uống kèm theo khí tức làm lòng người run sợ. Trên một ngọn núi, đa số cường giả thiên địa minh tụ tập cùng nhau, sắc mặt khó xem. Chuyện hỏa thổ tôn giả để lại cái gai trong lòng mọi người. Vô ảnh kiếm tôn mắt lóe tia sáng nhìn lướt qua đám cường giả các đại sơn môn. Các vị, phỏng chừng ngày mai tử vong thâm uyên sẽ mở ra, khi đó mọi người cần hợp sức với nhau. Lộc Linh tôn giả đề nghị. Đây là tự nhiên, quyết định vậy đi. Nếu gặp báu vật trong tử vong thâm uyên thì người gặp có phần. Mọi người thấy được không? Mọi người gật đầu nói. Không thành vấn đề. Không ai phản đối, đế đạo minh gắn kết với nhau, nếu bọn họ không hợp sức lại thì hậu quả không tưởng nổi. Yết sát tôn giả ánh mắt lạnh nhạt nói. Lục lâm thiên này quá ngông cuồng, chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì được tiểu tử này sao? Lộc Linh tôn giả trầm giọng nói. Hiện tại lục lâm thiên có đế đạo minh làm chỗ dựa, phỏng chừng các vị cũng biết vài chuyện rồi. Vẫn chưa phải lúc làm hành động, đầu tiên cần chờ đợi. Tiểu tử kia sẽ không nhảy nhót được mấy ngày. Phong Vũ tôn giả ánh mắt âm trầm nói. Lục lâm thiên phát triển quá nhanh, sớm biết như vậy. Nhưng giờ có hối hận cũng đã không kịp, lúc trước phi linh môn vẫn còn trong tầm kiểm soát của Hóa Vũ tông thì Hóa Vũ tông không ra tay, cái này là sai lầm lớn nhất. Lộc Linh tôn giả nói. Hiện tại hết thảy cũng không còn kịp rồi, nhưng lục lâm thiên vẫn còn non lắm. Dưới bóng đêm, trong sương mù trắng ngẫu nhiên có ánh sao lấp lánh. Cách gần đó, trên một ngọn núi, núi xanh biếc, trên một tảng đá, một thân hình thướt tha đứng. Vóc dáng đường cong nhấp nhô, trang phục màu lam, cặp chân thon dài chống đỡ mông vỉnh, toát ra khí chất dã tính kiêu ngạo. Nhưng lúc này mắt nàng thẫn thờ nhìn ngọn núi mé bên cạnh, mắt hấp háy, ánh sáng phức tạp. Đột nhiên ánh mắt lam linh cảnh giác nhìn chằm chằm sau lưng. Ai đó? Ra mặt đi. Một thân hình bước ra. Linh Nhi, sao nàng cũng ở đây? Người đến mặc trường sam màu tím, 30 mấy tuổi, bề ngoài không tệ. Khí tức dao động trên người là tu vi vũ vương tứ trọng. Lam Linh nhìn người này thì mắt đẹp chợt lóe tia sáng. Sao ngươi đến đây? Thanh niên áo tím nhìn thoáng qua Lam Linh, ngỏ lời. Linh Nhi, chuyện của chúng ta đã kéo đã lâu như vậy. Hay là lần này sau này ra khỏi tử vong thâm uyên thì chúng ta hãy thành hôn đi. Người này chính là thiên sĩ tuyết sư của Hóa Vũ Tông. Lam Linh hé môi son, trong bóng đêm càng hấp dẫn hơn. Chờ đến lúc đó rồi tính sau. Phong vận quyến rũ trưởng thành càng lộ rõ ra hơn. Công Tôn Xuân Thu nhìn Lam Linh, mắt rực lửa tham lam, cất bước áp sát ôm chặt nàng. Đã nhiều năm rồi, chúng ta đã có hôn ước, tại sao nàng vẫn không có ý định lập gia đình? Lam Linh trầm giọng quát. Công Tôn Xuân Thu, xin hãy tự trọng. Thân hình yểu điệu lùi nhanh lại, đoạn kiếm giữ chặt trong lòng bàn tay chỉ vào Công Tôn Xuân Thu. Công Tôn Xuân Thu sững sờ. Lam Linh, chúng ta đã có hôn ước, rốt cuộc nàng muốn sao? Chợt ánh mắt Công Tôn Xuân Thu âm trầm nhìn Lam Linh. Chúng ta đã có hôn ước nhưng mấy năm qua ta không được chạm vào nàng, đến gần nàng cũng không được. Nàng đối xử với ta vô cùng lạnh lùng. Chẳng lẽ ta không lọt vào mắt xanh của nàng nổi sao? Mắt đẹp Lam Linh chợt lóe, nàng nhìn Công Tôn Xuân Thu. Công Tôn Xuân Thu, chính ngươi nên biết vì cái gì. Hôn ước của chúng ta chẳng qua nghe người ta sắp đặt, nói gì tự nguyện. Công Tôn Xuân Thu nghe vậy mắt lóe tia sáng nhìn Lam Linh chằm chằm ánh mắt rất âm trầm nói. Lam Linh, chính vì vậy nên chúng ta chỉ có nhận mệnh, mà ta thật sự thích nàng. Dù thế nào thì nàng là của ta. Không thể chạy thoát, sớm muộn gì nàng là của ta. Lam Linh liếc Công Tôn Xuân Thu,
tiếp tục ký. Ít nhất bây giờ không phải. Công Tôn Xuân Thu hung tợn nhìn đăm đăm dáng người quyến rũ đường cong của Lam Linh một lần, lạnh nhạt nói. Sắp rồi, sau khi ra Tử Vong Thâm Uyên ta sẽ nói với tông môn, ta không chờ nữa. Nếu không thì hủy hợp tác với Vạn Thú Tông của nàng. Công Tôn Xuân Thu nói xong oán hận liếc Lam Linh một cái, quay đi. Lam Linh nhìn bóng lưng Công Tôn Xuân Thu, mắt đờ đẫn. Chốc lát sau Lam Linh đưa mắt nhìn một ngọn núi, thì thào. Ta thật sự nhất định phải làm như vậy sao? Màn đêm bao phủ, Lục Lâm Thiên đã đến trận thế chùa Vân Dương Tông, nói tình huống của Vân Hồng Lăng cho nhạc phụ Vân Thiếu Thiên. Cường giả tôn cấp của Vân Dương Tông hiển nhiên đã nghe Vân Thiếu Thiên nói về chuyện độc cô gia tộc, cũng biết Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới. Nên nguyên một đám nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên được Vân Phi Hồng cho biết vài thông tin về Tử Vong Thâm Uyên. Tính mối quan hệ cực kỳ giữa Lục Lâm Thiên và Vân Dương Tông thì Vân Dương Tông không cần thiết giấm giếm tin tức mật địa. Lúc trước mấy cường giả Vân Dương Tông tranh giành một khối đại lục, cơ duyên tình cờ trực tiếp phong ấn rồi sở hữu nó. Trong Tử Vong Thâm Uyên mọi thứ như vực sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng trong vực sâu có vô số lục địa trôi nổi lơ lửng, không tìm được quỹ tích. Vì vậy Lục Lâm Thiên khó thể chiếm được tin tức hữu dụng, nhưng tốt hơn là không có tin nào. Sau một lát Lục Lâm Thiên mới trở lại trận thế Phi Linh Môn. Từ Đông Vô Mệnh báo cáo Lục Lâm Thiên biết một số tình huống hiện tại của Phi Linh Môn. Nam Thúc và Kim Huyền sớm trở về Phi Linh Môn. Trước mắt Phi Linh Môn không có chuyện gì lớn, nhưng mà thiên địa minh âm thầm có chút động tác nhỏ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng động ầm ĩ, một ngày mới lại đến. Trong dãy núi sương mù dày đặc bao phủ, chân trời phía đông chiếu rọi ánh sáng, bóng đêm bị xua đi, dãy núi thấp thoáng hiện ra. Vô số khí tức lập tức thức tỉnh, các khí tức dao động trong dãy núi. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng thở ra một ngụm khí chọc trong người. Phù! Khí thế của Lục Lâm Thiên hiện cực kỳ trầm ổn, chợt lóe qua rồi thu giấu đi, người ngoài. Khó thể phát hiện nhìn ngó được. Khá đông người. Lục Lâm Thiên thấy ngọn núi quanh sơn mạch, cảm nhận khí tức, khá ngạc nhiên. Trong đó có lẫn vào nhiều khí tức cường đại mà mịt mờ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang điếc tai, trong sương mù dày đặc phát ra một rồi chấn động rất nhỏ. Chấn động tăng mạnh dần, vô số cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào sương mù dày bao la không có cuối. Ầm ầm ầm. Ngay bao phủ, âm thanh điếc tai như sấm nổ vang lên. Trên sương mù dày đặc nổi lên chấn động kịch liệt. Đột nhiên toàn bộ không gian vặn vẹo đuổi. Vù vù vù. Trong không gian vạ vẹo có khí tức rung động hồn người khuếch tán. Cùng với sương mù dày dâng trào vặn vẹo phát ra tiếng vù vù như vòi rồng. Ong ong ong. Trong tiếng nổ năng lượng khuếch tán, chấn động sương mù dày đã đến mức độ khủng bố, như thể cả thiên địa đều run rẩy. Mở ra. Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào sương mù dày. Khí tức đáng sợ làm mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Dao động năng lượng siêu khủng bố khuếch tán như có một con hung thú đang tỉnh lại trong sương mù dày, làm lòng người run sợ. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú, lòng nặng nề. Khí thế thật mạnh. Khí thế đáng sợ thế này, Tử Vong Thâm Uyên đúng là không tầm thường. Bảo Tử Vong Thâm Uyên không có gì thì Lục Lâm Thiên không tin. Lục Lâm Thiên nhìn Dương Quá, Lục Tâm Đồng bên cạnh mình, dặn dò. Đại ca, Tâm Đồng, các người hãy cẩn thận chút. Lục Tâm Đồng nói. Ta biết rõ, ca ca cũng nhớ cẩn thận. Sợ là đám người đế đạo minh không dễ bỏ qua. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu cô nương khôn lanh. Lục Lâm Thiên nói với Phi Linh Môn bên cạnh mình và đám người Thánh Linh Giáo. Các đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo nghe lệnh. Vào trong Tử Vong Thâm Uyên, gặp đám người đế đạo minh thì cảnh giác đề phòng. Nếu có cơ hội thì các ngươi không cần e ngại cái gì. Đám cường giả gật đầu đồng thanh kêu lên. Rõ. Bọn họ hiểu lời Lục Lâm Thiên nói, ý là gặp một mình mà có cơ hội thắng thì cứ xuống tay xử người đế đạo minh. Dặn dò đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo xong Lục Lâm Thiên yên lòng hơn. Trong Tử Vong Thâm Uyên, Lục Lâm Thiên ước chừng người đế đạo minh tuyệt đối sẽ không khách sáo với hắn nên hắn cũng chẳng cần lễ độ với họ làm gì, tiên hạ thủ vi cường thì tốt hơn. Theo không gian bên trên chấn động, các cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm xương trắng trước không gian bao la. Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra, không lâu sau sẽ có thể đi vào trong. Các cặp mắt theo dõi sương mù dày đặc vặn vẹo,
trong dãy núi có vô số cặp mắt quan sát sương mù dày. Đa số người tiếng hít thở trở nên dày nặng nhiều, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Lòng Lục Lâm Thiên thầm ngạc nhiên. Khí thế này quá kinh khủng. Trong sương mù truyền ra khí thế quá dữ, Lục Lâm Thiên cảm giác trái tim như bị ép chặt, một tảng đá lớn đè lên người, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Ầm ầm ầm. Lại tiếng nổ vang điếc tai, trong sương mù dày bao la, không gian vặn vẹo đột nhiên run lên. Tiếng vù vù vang lên, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian to lớn. Vòng xoáy không gian xoay tròn bay ra từ sườn mù dày như trùng động không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Vòng xoáy không gian xuất hiện tựa như một con đường lớn thông thiên xuyên thấu qua sương mù trắng vô tận cắt ngang thiên địa này. Vòng xoáy không gian sâu không thấy đáy, không gian khẽ run, sóng không gian khuếch tán sóng gợn. Khí thế quá mạnh. Trong vòng xoáy không gian phát ra khí thế khiến người hồn người run sợ càng mạnh mẽ hơn. Tử vong thâm uyên mở ra, mọi người nhanh vào đi. Trên các ngọn núi có nhiều người đi đầu phóng lên trời, chân khí linh lực dâng lên. Liên tục vang tiếng xé gió chui vào vòng xoáy không gian. Tử vong thâm uyên mở ra, mọi người xông lên. Rốt cục mở ra, nhanh đi vào. Trong sơn mạch, trên các ngọn núi từng bóng người vụt qua kèm theo tiếng xé gió phô thiên cái địa không dứt. Từng bóng người bay hướng con đường ỏng xoáy không gian lúc trước không gian vặn vẹo. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, nhiều người mắt đỏ ngầu như bốc trá. Trong tử vong thâm uyên làm bọn họ khát khao cơ duyên. Trên ngọn núi, trường bào của Lộc Linh Tôn giả bay phần phật. Chúng ta vào đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lộc Linh Tôn giả nhìn con đường vòng xoáy không gian, mắt cũng rực lửa. Trong tử vong thâm uyên kỳ dị này chôn giấu quá nhiều bí mật, lúc này đây toàn bộ Lan Lăng Sơn Trang ôm chờ mong lớn lao đối với tử vong thâm uyên. Vù vù vù. Trong thiên địa minh từng bóng người bay lên, đám người cực kỳ mong chờ bay ngay vào vòng xoáy không gian trước mặt. Trên một ngọn núi, Tử Đồng trưởng lão nói với đám người thiên địa các. Chúng ta cũng đi, cẩn thận chút, tử vong thâm uyên nguy hiểm không tầm thường. Tử Đồng trưởng lão dứt lời, mấy chục bóng người xé gió bay lên, lần lượt từng người chui ngay vào vòng xoáy không gian. Tình hình đồ sộ, Lục Lâm Thiên quan sát cảnh tượng đó. Hắn đứng trên ngọn núi nhìn đám người rậm rạp từ các dãy núi bay ra, lòng kinh sợ liên tục cảm thán. Nhiều khí thế phát ra toàn là linh tôn, vũ tôn. Có nhiều khí thế đã đến cấp độ cực kỳ cường đại, có lẽ là nhiều cường giả đỉnh cao ẩn thân xen lẫn vào trong. Tử vong thâm uyên hấp dẫn vô biên. Ô Trấn Vũ đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Minh chủ, chúng ta cũng đi thôi. Ô Trấn Vũ nhìn phía xa người đế đạo minh đã bay lên, không muốn báu vật lọt vào tay đối địch. Lục Lâm Thiên cười mỉa nói. Chúng ta không vội, có báu vật không phải ai đi vào trước sẽ là của người đó, nguy hiểm thì luôn dành cho người đi vào trước tiên. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Ha ha, nói cũng đúng. Báu vật này là dựa vào cơ duyên, ai đi vào trước không có nghĩa là sẽ lấy được báu vật. Dưới thiên đảo, Lạc Kiến Hồng đã chứng kiến vận may của Lục Lâm Thiên thế nào. Cường giả đỉnh cao của các đại sơn môn đang định khởi hành nhưng nghe lời Lục Lâm Thiên nói xong ai nấy thay đổi sắc mặt, không ngờ hắn có định lực như vậy, mạnh hơn bọn họ nhiều. Các cường giả ngạc nhiên, thầm sợ hãi, thán phục. Tử vong thâm uyên mở ra mà Lục Lâm Thiên trẻ tuổi có thể giữ được tâm tính, sự bình tĩnh đã là bất phàm. Đám cường giả đều im lặng, vô hình chung công nhận lời Lục Lâm Thiên nói, bắt đầu chờ hắn chỉ huy. Một lát sau, mấy bóng người trong sơn mạch xung quanh đi vào gần hết. Lục Lâm Thiên chậm rãi nói. Các vị tiền bối, trưởng môn, chúng ta cũng vào. Hãy cẩn thận, trong tử vong thâm uyên có nhiều thượng cổ tàn trận, thượng cổ đại trận, nhớ phải theo sát nhau. Trong tử vong thâm uyên có nhiều nơi quái dị, chú ý đừng đi cách xa nhau. Cường giả các đại sơn môn dặn dò đệ tử trong môn rồi mới bay lên, nhanh chóng lao vào con. Đường vòng xoáy không gian. Vân Thiếu Thiên cố ý tiến tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, dặn dò. Lâm Thiên, tử vong thâm uyên mở ra, bình thường thì thời gian không cụ thể. Có khi mấy ngày, một tháng, mấy tháng. Không ai biết bao lâu thì tử vong thâm uyên sẽ đóng cửa, khi đó có lực lượng bài xích đẩy người đến chỗ nào đó tập trung với nhau, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Nếu đang trong một số thượng cổ tàn trận, đại trận thì không cách nào đi ra được, cho nên người phải hết sức cẩn thận. Có nhiều chỗ cực kỳ quỷ dị. Mọi người cùng một chỗ rồi bỗng nhiên tách rời ra không thấy nhau nữa. Lục Lâm Thiên gật đầu nói.
Tiểu tế nhớ kỹ. Về điều này thì hôm qua sư công Thiên Dương tôn giả đã nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Vân Thiếu Thiên nói. Ngươi nhớ cẩn thận mọi việc. Gần đây cơ duyên của tiểu tử nhà ngươi rất khá, hy vọng lúc này ngươi sẽ vẫn lấy được cơ duyên lớn. Vân Tiếu Thiên không quá lo cho Lục Lâm Thiên, vì gã biết thực lực hiện tại của tiểu tử này thì Vân Tiếu Thiên nên lo cho chính bản thân mình còn sự thật hơn. Dặn dò Lục Lâm Thiên xong, Vân Tiếu Thiên lập tức hộ tống đám cường giả Vân Dương Tông nhảy người vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Lâm Thiên không nói nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo nghe kỹ. Báu vật quan trọng nhưng mạng sống của mình mới là ưu tiên nhất, hiểu chưa? Báu vật và cơ duyên mặc dù rất quan trọng nhưng với Lục Lâm Thiên thì Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo hiện tại không thiếu báu vật, so sánh thì cường giả Phi Linh Môn đến đây mới là trụ cột quan trọng nhất của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, mạnh hơn mấy báu vật gì đó nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo gật đầu nói. Chúng ta tuân mệnh, cường giả Phi Linh Môn không phải sau này mới tham gia vào Phi Linh Môn. Ví dụ Thiên Thủ Quỷ Tôn, Đông Vô Mệnh, Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Sĩ Tôn Giả vốn không liên quan gì với Thánh Linh Giáo, nhưng hiện tại mọi người không rõ ràng là Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo là hai sơn môn độc lập nhưng lại tương đương là một. Cho nên cường giả Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo ở chung rất thân nhau. Lục Lâm Thiên quay người lại thấy Thúc Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, mở miệng nói. Đông Lão, tiến vào Tử Vong Thâm Uyên hãy cẩn thận với mọi người lạ xung quanh. Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Yên tâm đi, trước kia ta toàn là lưu lạc một mình, đã trải qua nhiều chuyện, sẽ không qua bất cần đâu. Đông Vô Mệnh thầm cảm thán, không lâu trước kia thanh niên áo xanh còn cần nhờ lão bảo vệ một chút, giờ này ngày này thanh niên mặc áo xanh đã đến trình độ tự bảo vệ mình. Đông Vô Mệnh mắt thấy Phi Linh Môn từng bước một phát triển đến bây giờ, lão nắm rõ nhất từng biến đổi. Giờ phút này... Trong lòng Đông Vô Mệnh tràn ngập vui mừng và thỏa mãn. Ngày xưa lão đã không nhìn lầm người, nếu không làm gì có được ngày hôm nay. Lúc trước Thôi Hồn Độc Xuất ở cổ vực tuy cũng nổi tiếng dữ dội nhưng trong mắt cường giả thật sự thì Đông Vô Mệnh tự hiểu mình chỉ là con ếch dưới đáy giếng. Đông Vô Mệnh càng không thể sánh bằng cường giả tam tông tứ môn, nhất tông một môn một giáo một trang, bốn các bốn đảo. Trong mắt cường giả thật sự của các đại môn đại phái thì Thôi Hồn Độc Xuất như lão trong G giả DNG giả so sánh vi ơ sắc i.ng. Một y càng không dám thảo luận ta ầm tôn tứ môn, ột chút, dư ô giả đến đớ yên người pa ỉ lúc ti a không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Đông Vô Mệnh biết rõ tuy bản thân chỉ có thực lực tu vi linh vương nhưng toàn bộ cổ vực, thậm chí trên đại lục thì danh tiếng của lão so với trước kia thật sự là cách biệt một trời. Hiện tại toàn bộ đại lục có mấy người không biết Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Dù ở chung với các cường giả tôn cấp của những đại môn đại phái thì đối phương đối xử lễ độ, không dám qua loa. Lý do rất đơn giản, vì địa vị của Đông Vô Mệnh trong Phi Linh Môn. Địa vị này là thanh niên áo xanh tôn xưng Đông Vô Mệnh, hắn luôn kính trọng lão. Chúng ta cũng vào đi thôi. Các đại sơn môn bắt đầu vào con đường vòng xoáy không gian, Lục Lâm Thiên nheo mắt. Ánh sáng bạc lóe lên dưới chân, bay vào con đường vòng xoáy không gian. Dương Quá nói, Tam muội, hãy cẩn thận chút. Dương Quá nhảy vọt lên, chân khí dao động, gã nhanh như tia chớp lao vào vòng xoáy không gian. Vù vù vù, đám cường giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo lao nhanh lên trên, linh lực chân khí dâng lên bao vây quanh thân hóa thành từng bóng dáng mơ hồ chui vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Lâm Thiên nhảy người một cái đã vào con đường vòng xoáy không gian. Xung quanh con đường sóng không gian dao động tựa như vòng xoáy không gian này đã là bên ngoài một chỗ không gian khác. Mới vừa tiến vào con đường vòng xoáy không gian, Lục Lâm Thiên cảm giác lực hút lớn kéo hắn vào trong. Lực hút vô cùng cường đại khiến thân hình hắn không cách nào tự chủ lao vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Lâm Thiên cảm giác sự biến đổi này, chân khí trong người tuôn nhanh ra mới đứng vững được. Lục Lâm Thiên quan sát xung quanh, trước con đường vòng xoáy không gian đập vào mắt là một mảnh không gian chấn động, sóng không gian trắng xóa. Trong con đường vòng xoáy không gian xen lẫn chấn động năng lượng cuồng bạo, kèm theo khí tức cực mạnh khác lạ. Khí tức này hùng hậu làm Lục Lâm Thiên cảm nhận uy áp cực lớn. Trước lực hút không gian, giây lát sau Lục Lâm Thiên cảm thấy tình huống lực hút trong không gian này yếu dần, năng lượng chấn động không gian phía trước kịch liệt hơn. Vù vù vù. Khi Lục Lâm Thiên nhảy ra khỏi vào con đường vòng xoáy không gian thì phía trước có ánh sáng chói mắt yếu ớt. Trong một giây tầm mắt Lục Lâm Thiên rộng mở hẳn ra,
diện tích to lớn đập vào mắt hắn. Giờ phút này không gian xung quanh đông nghịt người, từng bóng người đứng im như tượng, ánh mắt kinh sợ không nói nên lời. Trong một thoáng Lục Lâm Thiên cũng trố mắt nhìn, đứng lơ lửng giữa không trung, mắt đăm đăm nhìn ra xa. Bên dưới đám mây mù trắng xóa có một mảnh đất chân không bao la vô biên. Hư không và bầu trời hợp làm một thể, toàn bộ không gian chỉ có thể nhìn thấy không trung, không cách nào xem mặt đất được, sâu không thấy đáy. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ toàn bộ không gian, trong tầm mắt xuất hiện một tòa lục địa lơ lửng. Lục địa này toàn bằng đá xanh, hình dạng như mũi khoang, diện tích vài trăm thước. Phía dưới là hình tròn mũi nhọn tựa băng chùy lơ lửng trong không trung. Xoẹt xoẹt xoẹt, chớp mắt ngắn ngủi đập vào mắt Lục Lâm Thiên lại có vài lục địa lơ lửng tương tự. Tựa như một băng chùy đá xanh lơ lửng trong không trung, bên trên chùy lũi lại tỏa sáng chói mắt như đã được mài một lần. Nhưng kiểu mài này rất tự nhiên, là thiên nhiên tự động phong hóa hình thành. Mau nhìn kìa! Đó là cái gì? Lục Lâm Thiên đang ngạc nhiên. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Địa Nhị Tôn, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên Cùng Kỳ, các cường giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo đều đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Mọi người sợ hãi thán phục, chỉ thấy giờ phút này không gian đằng trước xuất hiện lục địa hình băng chùy, diện tích không lớn, cỡ ngàn thước, nhỏ chỉ vài thước, xen lẫn nhiều đá to lơ lửng. Toàn bộ không gian là một dãy kéo dài đến tận cùng chân trời, chi chít lục địa và tảng đá. Trong đó lục địa to lớn nhất có núi cao V Upsilon T như trời, hùng vĩ đổ sộ. Trong không gian mây trắng lượn lờ, khắp nơi đầy lục địa trôi lơ ửng, tổng hùng hậu mà thương mang, bao la rộng lớn. Những lục địa nổi như bay theo gió, từ đằng xa trôi nổi đến, đang dọc theo một loại quỹ tích trôi nổi di động tới. Loại quỹ tích này không có dấu vết rõ ràng để lần theo, nó có chút mất trật tự. Nhưng cũng có hướng đi đại khái, trôi nổi dọc theo một hướng, tốc độ không nhanh không chậm. Cái này là Tử Vong Thâm Uyên sao? Hiện tại Lục Lâm Thiên đã kinh ngạc ngây người. Trong không gian bao la bát ngát không có đất đai, khắp nơi đều là hư không. Lục địa lớn nhỏ rậm rạp trôi nổi, mây mù che kín, giống y như tiên cảnh. Trong đó có thêm uy áp không chỗ nào không có khiến người ta không dám khinh thường. Vù vù vù. Mọi người sợ hãi thán phục, đã có nhiều người nhảy lên những nền đất bằng trên lục địa. Bọn họ đáp xuống nhưng lục địa không chìm, mấy người đứng trên lục địa to chỉ mấy thước vậy mà chẳng hề dao động lắc lư. Vù vù vù. Mọi người tặc lưỡi ca thán, nhiều người lấy lại tinh thần. Cả đám quan sát bốn phía, lần lượt từng người lao đi xa. Mọi người tự rời đi. Thấy rõ những tán tu và người thế lực nhỏ đều đi ngược hướng với đại môn đại phái, không thích ở chung với đại môn đại phái. Vì nếu gặp báu vật, đi chung những đại môn đại phái tới khi giành báu vật chắc chắn không đánh lại người ta. Dương Quá nhìn chăm chú Tử Vong Thâm Uyên, cực kỳ rung động. Nhị đệ, đây là Tử Vong Thâm Uyên sao? Đúng là cực kỳ thần dị. Không gian mênh mông lục địa trôi nổi lại lấp đầy tầm mắt người. Lục Lâm Thiên nói. Đại ca. Tâm Đồng, trong này không thể so sánh với bình thường được, cẩn thận là hơn. Trong không gian này Lục Lâm Thiên mơ hồ phát hiện khí tức nguy hiểm khắp nơi, lại như có như không, khiến tim hắn đập nhanh. Lục Tâm Đồng gật đầu nói. Đại ca cũng nhớ cẩn thận, nơi đây hơi kỳ lạ. Lúc này có thể không thể sơ sẩy, hết thảy cẩn thận là hơn. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, cái này không gian ở trong, mắt đẹp Lục Tâm Đồng hấp hái, trong Tử Vong Thâm Uyên. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức khiến hắn không nói nên lời, mới tiến vào trong đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên rung động nhìn xung quanh sau đó tới gần Lục Lâm Thiên hỏi. Giáo chủ, chúng ta tách ra hành động, hay vẫn chung một chỗ? Cùng Kỳ Tôn giả nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, nghe nói trong này vô cùng mênh mông, ta cảm thấy mọi người tách ra thì tốt hơn. Tuy đông người thì an toàn nhưng cơ hội sẽ nhỏ hơn nhiều. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một hồi, nói. Vậy các vị hãy hoạt động tự do, nhớ cẩn thận mọi thứ. Lục Lâm Thiên chia cường giả Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn ra 6 nhóm. Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả từng người dẫn một đội cường giả Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Hợp dẫn theo một đội cường giả Thánh Linh Giáo. Trong Phi Linh Môn, Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa từng người mang theo một đội cường giả Phi Linh Môn. Đội khác thì do Hỏa Sĩ Tôn Giả và các cường giả khác cùng dẫn dắt. Về phần Lục Lâm Thiên,
Dương quá, lục tâm đồng thì hành động chung một chỗ. Phân phối xong hết thiên địa nhị tôn, kim lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả lần lượt dặn dò lục lâm thiên rồi ra đi. Đông vô mệnh đi theo tại hỏa xí tôn giả dẫn đoàn, không dặn dò gì lục lâm thiên. Giờ phút này, đông vô mệnh biết lão không có gì để dặn hắn được. Sau khi mọi người rời đi, lục lâm thiên, lục tâm đồng, dương quá rơi vào một chỗ đất bằng lơ lửng. Quan sát bốn phía một lúc, lục tâm đồng mở miệng nói. Ca ca, chúng ta đi bên nào? Lục lâm thiên nhìn kỹ tứ phía, xung quanh không còn bao nhiêu người. Lục lâm thiên suy tư một lúc, nhìn bên trái. Đi bên này xem. Dương quá nói. Vậy tốt, chúng ta đi bên này. Vù vù vù. Ba người nhảy vọt lên, thân hình biến mất tại chỗ, hóa thành ba luồng sáng, giây sau đã ra ngoài mấy trăm thước. Không gian mây mù lượn lờ, diện tích không giới hạn. Trên một lục địa lơ lửng, cực lạc tam quỷ đứng thẳng. Xung quanh có nhiều người, cảm giác khí tức của ba người bọn họ thì không dám tới gần, chỉ nhìn một cái sau đó bỏ đi rất xa. Âm quỷ nhìn lệ quỷ, biểu tình hơi thay đổi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Âm quỷ hỏi. Chúng ta thật sự phải nghe lời lục lâm thiên sao? Lan lăng sơn trang không dễ trêu vào. Dương quỷ mắt lóe tia sáng hỏi. Đại ca, chúng ta thật sự nghe theo lệnh của lục lâm thiên, ra tay với lan lăng sơn trang sao? Dương quỷ nhìn lệ quỷ, biểu tình phân vân do dự. Lệ quỷ trầm giọng nói. Lan lăng sơn trang không dễ chọc nhưng hiện tại chúng ta bị người kiểm soát. Ánh mắt lệ quỷ bi ai. Không ngờ lúc này lật thuyền trong mương. Dương quỷ, âm quỷ nhớ đến thủ đoạn của lục tâm đồng, cho đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Nữ nhân kia xinh đẹp như tiên nhưng ra tay lại làm người ta rợn gai óc. Lệ quỷ liếc mắt nhìn Dương quỷ, âm quỷ, hỏi ý kiến. Lão nhị, lão tam, nhiều năm qua chúng ta không ra khỏi bình nguyên man hoang, các người thật sự cam lòng sao? Lão nhị, lão tam nhìn nhau, hỏi lệ quỷ. Đại ca muốn nói cái gì? Lệ quỷ trầm giọng nói. Ba huynh đệ chúng ta luôn có tiếng xấu, bị những người đại môn đại phái xa lánh nên phải uốn mình ở trong bình nguyên man hoang, có tu vi thực lực nhưng không cách nào thi triển. Có lẽ lúc này là cơ hội cho chúng ta, cơ hội rời khỏi bình nguyên man hoang. Âm quỷ nhìn lệ quỷ chằm chằm, trong lòng phân vân. Đại ca thật sự tin tưởng lục lâm thiên sẽ đối xử tốt với ba huynh đệ chúng ta. Nên biết danh tiếng của huynh đệ chúng ta không dễ nghe. Ta không có nắm chắc tuyệt đối, nhưng theo ta quan sát thì lục lâm thiên tuyệt đối đáng tin hơn lan lăng sơn trang. Tuy lan lăng sơn trang không dễ chọc nhưng lục lâm thiên cũng khó dây vào. Giết hỏa thổ tôn giả tại chỗ mà thiên địa minh không dám hó hé câu nào. Chỉ điểm này khí thế của Lan Lăng Sơn Trang đã yếu đi. Tuy nội tình phi linh môn không lâu nhưng bây giờ có nhiều cường giả, nghe đồn thiên linh đan tôn đã thành đế, còn có các cường giả thánh linh giáo, kim lang tôn giả. Nếu lộc linh tôn giả nói với chúng ta là sự thật thì Lan Lăng Sơn Trang đâu làm gì phi linh môn được. Có vẻ lệ quỷ suy tư thời gian khá lâu về vấn đề này. Dương quỷ nhướng chân mày hỏi lệ quỷ. Đại ca đã có quyết định, muốn lựa chọn phi linh môn. Lựa chọn lục lâm thiên sao? Lệ quỷ nhìn Dương quỷ, âm quỷ, mỉm cười nói. Cái này cũng vì sự quyết đoán, bá khí của lục lâm thiên không phải người bình thường có thể so sánh, tuổi còn nhỏ đã đến trình độ ngày hôm nay. Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn đều cam nguyện lôi kéo. Lục lâm thiên giữ lại ba người chúng ta đương nhiên không sợ danh tiếng của chúng ta thế nào. Hắn cho chúng ta đan dược bát phẩm, vũ linh khí địa giai, chẳng lẽ lão nhị? Lão tam không nhìn ra mục đích sao? Âm quỷ hỏi. Đại ca, chẳng phải là lục tâm đồng cho chúng ta vũ linh khí địa giai sao? Lục tâm đồng là tam muội của lục lâm thiên, đều nghe lời hắn. Lục lâm thiên mới là chủ trong nhà. Lệ quỷ mắt lóe tia sáng, tuy lúc này bị người kiềm chế nhưng có một số việc không chạy thoát ánh mắt lão được. Nếu không ba huynh đệ đã chẳng sống đến giờ này. Dương quỷ hỏi. Đại ca. Lục lâm thiên kia thật sự rộng lượng với chúng ta vậy sao? Lệ quỷ trầm ngâm một lúc, ngước lên nhìn Dương quỷ, âm quỷ, trả lời. Đúng vậy. Dương quỷ trầm giọng hỏi. Ý của đại ca là chúng ta thật sự sẽ đối phó Lan Lăng Sơn Trang. Chẳng những đối phó Lan Lăng Sơn Trang mà còn phải làm thật nặng tay vào. Lệ quỷ mắt bắn ra tia sáng lạnh trầm giọng nói. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, một cơ hội xoay người. Không làm gì thôi, đã làm phải là vố lớn,
sống hay chết phải xem chúng ta đánh bạc ra sao. Dường như lệ quỷ không dễ dàng đi đến quyết định. Âm quỷ, dương quỷ nói. Đại ca, chúng ta đều nghe lời đại ca. Lệ quỷ nói. Tốt, Lan Lăng Sơn Trang cũng không có ý tốt với ba huynh đệ chúng ta, không cần kiêng dè cái gì. Vù vù vù. Ba người có quyết định xong biến thành ba luồng sáng mất hút ngay tại chỗ. Trong vực sâu bao la, mênh mông vô cùng, ba người lục lâm thiên xuyên qua một mảnh đất bằng phẳng lơ lửng, đánh giá khắp nơi. Từng khối lục địa lơ lửng như nhau, bên ngoài không thể thấy được. Lục Tâm Đồng chợt kêu lên. Đại ca, mau nhìn cái kia. Lục Lâm Thiên, Dương Quá theo tiếng nhìn hướng Lục Tâm Đồng chỉ. Dương Quá nhìn sang, kinh thán. Là một khối lục địa. Đằng trước tầm mắt có một khối lục địa lớn, mây mù màu trắng quanh quẩn, mép lục địa có làn khói trắng như ẩn như hiện. Ba người cẩn thận nhìn kỹ mới thấy rõ ràng. Lục địa lơ lửng cực lớn không thấy cuối này nhìn như không giới hạn vắt qua vực sâu này. Phía xa lục địa có ngọn núi sừng sững, khắp nơi cây cối sum xuê, xanh biếc che bóng, khác với lục địa trụi lủi mà ba người đã thấy mấy lần vừa rồi. Kích cỡ cũng chênh lệch như con kiến và con voi. Lục Lâm Thiên thán phục. Lục địa lớn qua. Mảnh đất bao la vô biên, có vách núi dốc đứng, cũng có sông nước chảy xiết, không biết trôi đi đâu trong vực sâu này. Lục Tâm Đồng hỏi ý kiến Lục Lâm Thiên. Ca ca, chúng ta đi trong xem được không? Ba người nhảy lên đã đến biên giới lục địa bao la, nhìn vùng đất mênh mông trước mặt, bọn họ ngày càng đến gần nó thì càng rung động hơn. Lục địa này và đại lục bên ngoài không có gì khác nhau nhưng so sánh thì càng xanh biếc hơn. Đặc biệt là sơn mạch phía xa tựa như sơn mạch nguyên thủy không giấu chân người. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đi, chúng ta vào xem. Trong không trung có khá nhiều người đã vào lục địa lớn này. Vù vù vù. Ba người lắc mình vào trong lục địa mênh mông. Bùm bùm bùm. Ba người mới vừa tiến vào lục địa thì nghe phía trước có tiếng nổ dữ dội. Dương Quá nhìn đằng trước, tinh thần quan sát, nhận ra tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C là nhiều cường giả đang đánh nhau. Có người đang đánh nhau. Lục Lâm Thiên nói ngay. Chúng ta đi nhìn xem. Tinh thần quan sát. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt ngay. Mới rồi Lục Lâm Thiên nhận ra có khá nhiều khí tức quen thuộc. Cách không xa, trong một sơn mạch, cây cối núi rừng rậm rạp, bầu trời đầy sương trắng cấu thành bức tranh sơn thủy tao nhã giạt rào, ngắm nó thấy rất vui vẻ, thoải mái. Lúc này khi ba người Lục Lâm Thiên rơi xuống đất thì thấy bên ngoài sơn mạch có khoảng 30 người đang đánh nhau dữ dội. Phía không xa gần đó có mấy người đang xem cuộc chiến, cực kỳ tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng thiên địa kịch liệt tụ tập, thành thế khiến người sợ hãi. Không trung phía xa có nhiều người đang quan sát. Trong đám người, một thanh niên mặt như nữ giới, mặc áo trắng, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sâu thẳm ướt nước, tay cầm cây quạt trắng tinh vạch phá không gian hất đối thủ ra. Phá! Sóng khí đẩy ra, mặt đất xung quanh bị xới lên một tầng. Thanh niên áo trắng đẩy đối thủ ra liền nói với Hàn Ngọc tôn giả đang đánh nhau dữ dội gần đó. Hàn Ngọc trưởng lão, mau cướp báu vật. Thanh niên áo trắng chính là cốc chủ Thánh Linh Cốc, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Hàn Ngọc tôn giả gật đầu nói. Tuân lệnh cốc chủ. Trong kịch chiến gay cấn, một lão nhân 50 tuổi, mặt tái xanh mặc một bộ trường sam, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc tôn giả chằm chằm. Hàn Ngọc tôn giả, người còn chưa đủ thực lực. Lão nhân vừa nói vừa vỗ một trường phong kín tất cả đường lui của Hàn Ngọc tôn giả. Hàn Ngọc tôn giả quát to. Hừ, rõ ràng là Thánh Linh Cốc ta thấy trước, Vạn Thú Tông nhà ngươi hiếp người quá đáng. Hàn Ngọc tôn giả ngưng tụ trường ấn đóng băng không gian xung quanh lại. Lão nhân 50 tuổi lạnh lùng quát. Hừ, chút tài mọn. Trường ấn biến đổi, vận chuyển khí tức thuộc tính thổ bằng bạc, một thủ ấn nặng nề vỗ từ trên xuống. Bùm! Hai trưởng ấn đỡ Upsilon.NG chạm, tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên. Trưởng của Hàn Ngọc tôn giả chỉ cầm cự được dây lát rồi thiết bị chấn nát, vụn băng tung tóe, không gian lộ ra khe nứt không gian đen ngòm như ẩn như hiện. Thân hình Hàn Ngọc tôn giả lao ỏ đảo bị đẩy lùi, giọt máu vương trên khóe môi bắn ra. Lão nhân 50 tuổi lạnh lùng quát. Phú tôn nhị trọng nho nhỏ, chết đi. Chân khí thuộc tính thổ tuôn ra ồ ạt. Không trung run rẩy,
thân hình lại lao vào Hàn Ngọc Tôn giả lảo đảo thụt lùi. Kình phong uy thế cường đại đột nhiên ập đến. Xoẹt. Chớp mắt ngắn ngủi, chân khí dâng lên trong tay lão nhân 50 tuổi, giơ tay nhấc chân kéo năng lượng thiên địa thuộc tính thổ tụ tập không gian quanh lão nhốt Hàn Ngọc Tôn giả vào trong, không cách nào thoát khỏi. Một chưởng lại mạnh mẽ vỗ vào Hàn Ngọc Tôn giả. Hàn Ngọc Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt, hoảng hốt ổn định thân hình bị đẩy lùi, chân khí tuôn ra từ tay Hàn Ngọc Tôn giả. Không trung trước mặt Hàn Ngọc Tôn giả co rút, toàn bộ không gian hóa thành hàn băng đông lại trọn không gian. Bùm! Giây phút này lão nhân 50 tuổi ngưng tụ năng lượng thuộc tính thổ thành trưởng vỗ mạnh vào hàn băng. Một trưởng đánh ra, không gian bị đánh thủng một cái lỗ, không gian hàn băng bị nghiền nát. Hàn Ngọc Tôn giả văng ra, phun búng máu, mặt tái xanh. Phụt! Hàn Ngọc Tôn giả lại bị đẩy lui, lão nhân 50 tuổi lần nữa tuôn ra chân khí. Chết đi! Một thất luyện chân khí màu vàng đất bắn ra từ tay lão nhân 50 tuổi bay hướng Hàn Ngọc Tôn giả. Lại một đòn công kích ập đến, đối phương là Vũ Tôn Tam Trọng. Hàn Ngọc Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt, không cách nào chống lại cường giả Vạn Thú Tông này. Bỗng nhiên trên bầu trời sau lưng mãnh liệt truyền ra tiếng xé gió, một luồng sáng màu xanh xuất hiện trước mặt Hàn Ngọc Tôn giả. Chợt có tiếng quát kỳ lạ vang lên. Người của Vạn Thú Tông đúng là càn quấy không nói lý, dám xuống tay độc ác vậy thì ta sẽ dạy ngươi một bài học. Ánh sáng xanh bao bọc thân thể thu về, Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Hàn Ngọc Tôn giả. Cánh tay run nhẹ, thuộc tính hỏa hùng hậu tụ tập lại, bàn tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ một chảo ấn nóng cháy. Xoẹt. Chớp mắt chảo ấn xé năm sóng không gian dài bắn ra, nhanh như tia chớp chụp vào thất luyện chân khí thuộc tính thổ bắn tới. Xoẹt. Thất luyện chân khí thuộc tính thổ đỡ upsilon.ng vào chảo ấn của Lục Lâm Thiên liền bị đốt thành tro, biến mất. Giây phút này lão nhân 50 tuổi chưa lấy lại tinh thần. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ. Lục Lâm Thiên xuất hiện cách mặt lão nhân 50 tuổi chưa tới nửa thước, bốn mắt nhìn nhau. Lão nhân 50 tuổi hoàn toàn biến sắc mặt, trong một chớp mắt lão cảm thấy hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi, toàn bộ không gian vặn vẹo cứng lại, chân khí trong người bị kẹt. Xoẹt. Chảo ấn của Lục Lâm Thiên trực tiếp vỗ vào bụng lão nhân 50 tuổi, trên trường ấn tuôn ra một luồng sáng vàng đổ ập xuống. Rầm. Tiếng nổ vang trầm thấp, lão nhân 50 tuổi đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt kinh hoàng đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, lão nhân 50 tuổi há to mồm phun búng máu xen lẫn vụn nội tạng. Phụt. Cơ thể lão nhân 50 tuổi bắn ngược ra đập mạnh vào nền đá mấy chục thước bên ngoài, làm mặt đất thủng một cái hố to. Phụt. Lão nhân 50 tuổi nằm im dưới đất không đứng lên nổi, không biết sống hay chết. Huy trưởng lão coi chừng. Mấy người ở phía xa xem cuộc chiến sắc mặt hoảng hốt, vội lao lên. Đột nhiên bọn họ lao vào Lục Lâm Thiên, từng người dùng thất luyện linh lực chân khí trùng kích Lục Lâm Thiên. Tổng cộng 5 người, 2 vũ tôn, 1 linh tôn, còn có 2 vũ vương cao trọng. Trong đó một người thực lực tu vi đã đến vũ tôn thất trọng, một người khác là linh tôn ngũ trọng. Còn lại một vũ tôn đã đến đẳng cấp tôn cấp tứ trọng. Mấy người cùng tấn công Lục Lâm Thiên, thanh thế này cực kỳ cường đại. Thất luyện chân khí của 3 cường giả tôn cấp trực tiếp xuyên thủng không gian. 5 người này lao thẳng tới trong tích tắc, Lục Tâm Đồng quát to. Muốn chết. Dương Quá đi cùng 2 người cũng lao ra. Bóng dáng 2 người cùng một thời gian vọt ra, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy 2 cái bóng mơ hồ bắn ra, sóng không gian lướt qua bên cạnh 2 người. Xoẹt. Một thất luyện linh lực khói độc của Lục Tâm Đồng chặn lại tôn cấp tứ trọng, 2 cường giả vương cấp cao trọng giữa không trung. Cùng lúc đó, Dương Quá đã đến trước mặt Vũ Tôn thất trọng, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tay Dương Quá đấm ra quyền ấn có thuộc tính thổ đậm đặc bao quanh ầm ầm va chạm cùng Vũ Tôn thất trọng kia. Quyền ấn oanh kích ra, khe nứt không gian bốn phía khuếch tán lan tràn. Bùm! Chớp mắt quyền ấn của Dương Quá va chạm với thất luyện chân khí của Vũ Tôn thất trọng. Tiếng nổ vang trầm đỡ upsilon, C, hai lực lượng va chạm mang theo khe hở đen ngòm đường vòng cung bắn ra. Không gian xung quanh vỡ tàng tấc. Phụt. Không có đường lùi, Vũ Tôn thất trọng của Vạn Thú Tông bị đánh rơi từ không trung xuống. Bùm bùm. Cùng lúc, Lục Tâm Đồng ngăn cản tôn cấp tứ trọng, 2 vũ vương cao trọng. Các đối thủ bị Lục Tâm Đồng dùng một chiêu chấn, miệng ọc máu liên hồi. Vũ Tôn thất trọng bị Dương Quá đẩy lùi, 4 người bị ném xuống ngọn núi khác nhau, lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như phá hủy chấn vỡ đỉnh ngọn núi.
Xoẹt. Thời gian ngắn ngủi, thân hình linh tôn ngũ trọng đã đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Một thất luyện linh lực xuyên thủng không gian đâm tới. Lúc này linh tôn ngũ trọng đã nhận ra hai cường giả đồng tông cạnh mình bị một chiêu đánh bị thương nặng không rõ sống chết, gã lộ vẻ mặt kinh sợ. Trước kia ở Vạn Thú Tông, Vũ Quyết trưởng lão Vũ Tôn ngũ trọng đỉnh cao có túi càn khôn vậy mà đều bị Lục Lâm Thiên giết, cường giả linh tôn ngũ trọng thì có mặt tại đây thấy hết, hiện tại gã không đủ sức chống cự, gần như cùng lúc đó thân hình nhanh chóng lùi ra sau. Xoẹt. Thất luyện kinh lực giáng xuống, chảo ấn trong tay Lục Lâm Thiên vặn không gian trước mặt, thất luyện linh lực xuyên qua không gian ập đến trong khoảnh khắc mất tích trong không gian. Lục Lâm Thiên lắc mình kéo theo tàn ảnh vượt không gian xuất hiện trước mặt linh tôn ngũ trọng. Đám tấn công ta, ngươi đang tự tìm chết. Lục Lâm Thiên xuất hiện, không gian thuộc tính thổ làm không gian to lớn bị đông lại. Cường giả linh tôn ngũ trọng nhanh chóng chạy trốn linh lực bị kẹt lại, không cách nào nhúc nhích. Xoẹt. Một chảo ấn của Lục Lâm Thiên chụp xuống đỉnh đầu linh tôn ngũ trọng. Lục Lâm Thiên, ngươi dừng tay cho ta. Chỉ một chốc chậm trễ, cường giả vũ tôn thất trọng bị Lục Lâm Thiên đấm xuống ngọn núi lại nhảy lên không trung, khóe môi chảy máu ròng ròng. Gã vừa lúc thấy Lục Lâm Thiên giơ chảo ấn đã chụp xuống trưởng lão tu vi linh tôn ngũ trọng trong tông. Lòng vũ tôn này hoảng hốt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Hừ, ta tại sao phải dừng tay? Các ngươi đã tấn công bản tôn là tự mình tìm chết, liên quan gì ta? Vạn Thú Tông theo phe đế đạo minh, thì Lục Lâm Thiên có thể nương tay, lúc này hắn không cần e ngại Vạn Thú Tông. Để lại cường giả Vạn Thú Tông cho sau này thiên địa minh đấu upsilon.ng phải đối thủ thêm cường đại. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Chết đi. Lục Lâm Thiên gồng chảo ấn. Răng rắc. Tiếng xương gãy giòn vang, lão nhân 50 tuổi bị nứt xương. Đầu cường giả linh tôn ngũ trọng bị chảo ấn của Lục Lâm Thiên vặn gãy. Chảo ấn bóp nát đầu, hồn anh không chạy ra được, thân hình hóa thành huyết vụ rơi tung tóe trong không trung. Đám người Vạn Thú Tông vây xem bị rung động. Đám cường giả thánh linh giáo thấy cảnh tượng trên không trung, một thoáng bất ngờ rồi sau lưng là mừng như điên. Là minh chủ. Ba người bị Lục Tâm Đồng đánh bay lần nữa nhảy lên không trung. Khí tức ba người suy yếu, sắc mặt cả đám tái nhợt, e rằng đã bị thương khá nặng. Lục Tâm Đồng tiểu độc ma sẽ không nương tay, chỉ sợ cũng trọng thương sâu, Lục Tâm Đồng tiểu tử này độc ma cũng không phải đơn giản lưu thủ người. Vũ Tôn thất trọng rung động giây lát sau nghiêm nghị hét to. Lục Lâm Thiên, Vạn Thú Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng giống ồm ồm, mắt bốc lửa nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Gã không ngờ Lục Lâm Thiên thật sự dám giết người của Vạn Thú Tông. Gã tức điên nhưng không dám nhúc nhích, mới rồi đánh với Dương Quá chỉ một chiêu đã bị thương nặng, chỉ thực lực của Dương Quá đã làm gã chịu không thấu huống chi tăng thêm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Vũ Tôn thất trọng, cười khẩy hỏi. Người đang uy hiếp ta sao? Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên lạnh băng. Vừa rồi là các ngươi tấn công ta, món nợ này về sau sẽ tính sổ với Vạn Thú Tông ngươi. Là ta không tha cho Vạn Thú Tông ngươi. Hiện tại ngươi tốt nhất cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta cho các ngươi hôm nay không một người trốn thoát. Vũ Tôn thất trọng Vạn Thú Tông đôi mắt đỏ ngầu hăm dọa. Khá lắm Lục Lâm Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Miệng đe dọa nhưng Vũ Tôn thất trọng không dám đánh với Lục Lâm Thiên. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cộng thêm Vạn Thú Tông hiện tại không sinh ra chút hiệu quả uy hiếp gì đối với Lục Lâm Thiên hiện nay. Cho nên Vũ Tôn thất trọng không dám nói nhiều. Những Vũ Tôn khác cả đám đều giận mà không dám nói gì. Tuy nhiên chỉ là ghét chứ không ai dám dọa nạt gì Lục Lâm Thiên. Tu vi như bọn họ làm sao dám báo thù cho trưởng lão đã chết. Mấy cường giả Vạn Thú Tông đã đáp xuống đất. Nâng dậy lão nhân 50 tuổi ban đầu bị Lục Lâm Thiên một trưởng vỗ rớt từ trên cao xuống. Huy trưởng lão. Thế mới phát hiện huy trưởng lão tu vi vũ tôn tam trọng, đan điền khí hải bị phá hủy chỉ còn lại một cái mạng, nói cách khác tu vi đều mất hết, giờ trưởng lão đã là phế nhân. Vũ tôn thất trọng Vạn Thú Tông nâng người bị thương dậy, trầm giọng nói. Chúng ta đi. Ánh mắt vũ tôn thất trọng Vạn Thú Tông tức giận liếc Lục Lâm Thiên, không thể không vội vàng rời đi. Gã không chút nghi ngờ nếu lại trêu vào Lục Lâm Thiên thì hắn sẵn sàng giết sạch bọn họ, không có chuyện gì hắn không dám làm. Mắt thấy đám người Vạn Thú Tông như chó cụp đuôi rời đi, người thánh linh cốc lớn tiếng xuyệt. Cút đi! Đám người còn lại cực kỳ hưng phấn. Âm Dương Vương giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả,
Và một tôn giả nhất trọng khác Lục Lâm Thiên chưa từng gặp đến bên cạnh Lục Lâm Thiên hành lễ cảm ơn. Minh chủ, đa tạ. Các đệ tử Thánh Linh Cốc rất vui vẻ, cung kính hành lễ. Đa tạ Minh chủ. Cùng với đó là một tôn cấp nhất trọng khác Lục Lâm Thiên trước kia cũng chưa từng gặp qua đến bên người Lục Lâm Thiên hành lễ nói tạ ơn. Minh chủ không hề sợ Vạn Thú Tông, bênh vực cho Thánh Linh Cốc đánh Vạn Thú Tông như chó cụp đuôi chạy trốn, điều này khiến đám người Thánh Linh Cốc cực kỳ tôn sùng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chắp tay gật đầu với mọi người. Các vị đa lễ. Nhìn đội hình Thánh Linh Cốc, chỉ có Hàn Ngọc Tôn giả, Dạ Vị Ương, người còn lại đã binh chia làm hai đường đi hướng khác. Lục Lâm Thiên hỏi Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Dạ Cốc chủ, tại sao các người đánh nhau với người Vạn Thú Tông? Chẳng lẽ là vì thất tinh linh hoa sao? Lục Lâm Thiên hỏi xong liếc Dạ Vị Ương một cái, mắt nhìn chằm chằm một ngọn núi trống phía bên trái, giữa sườn núi. Lục Lâm Thiên vừa đến đây liền chú ý tới sườn núi có mùi linh dược đậm đặc, một đóa thất tinh linh hoa đang nở giữa sườn núi. Thất tinh linh hoa cao một thước, màu xanh ngọc bích lẫn xanh ra trời. Hoa nở bảy đóa tựa như ngôi sao xếp hàng, nó là linh dược cần thiết để luyện chế nhiều loại đan dược bát phẩm, thậm chí là đan dược đẳng cấp bát phẩm cao giai, tính giá trị đáng xếp vào hàng báu vật. Xung quanh có nhiều người đứng phía xa theo dõi thất tinh linh hoa, nhưng không ai dám ra tay cướp. Mới rồi Lục Lâm Thiên không nương tay với người Vạn Thú Tông, các tán tu và cường giả thế lực nhỏ không dám tới trêu chọc Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, là chúng ta thấy thất tinh linh hoa trước, không ngờ Vạn Thú Tông muốn cứng rắn cướp nên mới đánh nhau. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói. Đa tạ Minh Chủ trợ giúp, thất tinh linh hoa cứ để cho Minh Chủ vậy. Lục Lâm Thiên nói với Dạ Vị Ương. Là các ngươi thấy trước nên đương nhiên thuộc về các ngươi, ta đi nơi khác tìm xem. Các ngươi nhớ cẩn thận chút, gặp người thiên địa minh thì cố gắng nhường nhịn một chút. Dạ Vị Ương nhẹ gật đầu nói. Vâng, mới rồi suýt chút nữa nhiều đệ tử Thánh Linh Cốc sẽ gặp họa. Lục Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Chúng ta đi xung quanh nhìn xem. Ba người liền nhảy vào trong sơn mạch. Nhìn bóng dáng ba người rời đi. Dạ Vị Ương sững người rồi mới nhảy lên đỉnh núi cẩn thận hái thất tinh linh hoa vào tay, đựng trong hộp ngọc, cất vào chữ vật giới chỉ. Phía xa, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Lão nhị, lão tam, các ngươi đã thấy chưa? Còn người Dương Quỷ co rút nói. Lục Lâm Thiên không sợ Vạn Thú Tông. Dương Quỷ tỏ ra khó hiểu. Dương Quỷ không hiểu tại sao Lục Lâm Thiên cứ gây thù hằn khắp nơi. Đây không phải cách làm của người thông minh. Âm quỷ nói, Lục Lâm Thiên không ngốc, cho nên kết luận là hắn không e ngại, mới dám ra tay với Vạn Thú Tông. Lệ quỷ nói, lúc này chúng ta phải xem vận may rồi. Trong lòng lệ quỷ càng thêm kiên định quyết tâm. Trong không trung sơn mạch, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá lao nhanh tới trước. Lục Tâm Đồng nhoẻn miệng cười nói, ca ca, vừa rồi muội ngăn ba người kia lại, sẽ không sống được bao lâu. Lục Tâm Đồng đắc ý khoe với Lục Lâm Thiên. Lúc muội vừa ra tay có dùng chút thủ đoạn, ước chừng mãi khi ba người kia chết mới biết mình bị trúng độc. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Giết thì giết, sớm muộn gì thiên địa minh và đế đạo minh cũng đấu với nhau, có thể ra tay được thì ra tay sớm cũng tốt. Vốn mọi người không mong ra tay với đế đạo minh nhanh như vậy, tính trận thế thì đế đạo minh mạnh hơn thiên địa minh. Nhưng từ khi Lục Lâm Thiên biết Lan Lăng Sơn Trang âm thầm muốn đối phó với mình, còn có đảo Khôn Dương nửa đường chặn giết, tất cả khiến hắn đổi ý. Có một số việc mình phải xuống tay trước. Lục Tâm Đồng nói, người thiên địa minh vẫn luôn có ý xấu với chúng ta, tất nhiên không thể buông tha. Dương Quá nhíu mày hỏi Lục Lâm Thiên. Nhị đệ, Vạn Thú Tông tạm thời chưa rõ ràng muốn đối phó chúng ta, vừa rồi ngươi giết một cường giả của bọn họ e rằng sẽ khiến Vạn Thú Tông có chút ý kiến. Lục Lâm Thiên nói, đại ca lo nghĩ là đúng, nhưng lúc trước đến Vạn Thú Tông, chúng ta đều tham gia, cuối cùng Vạn Thú Tông chọn thiên địa minh. Vì vậy Vạn Thú Tông nên được dạy bài học. Trong lòng Lục Lâm Thiên hơi bất ngờ, đại ca trung hậu nhưng gần đây nhìn vấn đề ngày càng thấu triệt. Hiện tại không cần phải lo gì. Lục Tâm Đồng cười nói, đế đạo minh chúng ta biểu hiện hơi kém hơn thiên địa minh một chút nhưng nếu đánh nhau thì chẳng sợ gì thiên địa minh. Lục Tâm Đồng ngừng một chút, mắt lóe tia sáng kiêu ngạo. Huống chi bây giờ Tiểu Long là tộc trưởng hoàng tộc Thanh Long, còn có tộc cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh Tỷ.
Cộng thêm Vân Hàm hiện nay là Bách Hiêu Chi Vương, lỡ có đánh nhau thì chúng ta thông báo một tiếng, sẽ không thành vấn đề. Khi đó không biết thiên địa minh sẽ chết như thế nào. Lục Lâm Thiên cười nói. Nhà đầu này thật là lém lỉnh. Trong tổ yêu lâm, đại hội Bách Hiêu, Vân Hàm trở thành Bách Hiêu Chi Vương. Dùng quan hệ Lục Lâm Thiên kinh doanh cùng tộc Thải Vân yêu tước, nếu có ngày nào đó, mượn lực lượng yêu thú bách tộc một chút cũng không phải không được. Bách tộc có đến hơn 300 yêu thú bát giai, tuyệt đối là thực lực đáng sợ. Nếu nổi thành tộc cửu vĩ yêu hồ, Lục Lâm Thiên tự nhận là có quan hệ của Nghĩa Phụ và Tử Hiên Lão Tổ thì chắc có thể mượn được chút lực lượng. Còn về Hoàng tộc Thanh Long, tộc trưởng Long Mộ thì Lục Lâm Thiên đã gọi là ngoại tổ, cộng thêm có Tiểu Long, quan hệ cũng thân. Đã có những lực lượng này, đây cũng là tiền vốn hiện tại Lục Lâm Thiên dám tiên hạ thủ vi cường với Thiên Địa Minh. Lục Lâm Thiên sẽ không dễ dàng mượn được những lực lượng này, dù sao là mượn của người ta, chỉ có thể mượn một lần, nhiều. Hơn e rằng không được. Quan trọng nhất là Lục Lâm Thiên tự biết các đại sơn môn đều đang giấu giếm, không chịu bày ra thực lực thế lực của sơn môn. Lục Lâm Thiên kinh doanh chút ngoại lực tuyệt đối không thể bộc lộ. Nhắc tới Tiểu Long làm Lục Tâm Đồng thấy hơi nhớ. Ca ca, không biết Tiểu Long ra sao rồi. Lục Lâm Thiên cười cười. Từ đó đến bây giờ Tiểu Long chưa từng rời xa hắn, thời gian sống chung khá lâu, không biết hiện tại Tiểu Long ra sao, có lẽ đại hội tứ tộc đã qua. Hình như là ở đây. Lục Lâm Thiên đáp xuống một hiệp cốc xanh biếc, cửa vào bụi cỏ che đậy, như là không có người đặt chân qua nơi đây. Ca ca, chỗ này là đâu? Thân hình thướt tha đáp xuống, Lục Tâm Đồng nhìn hiệp cốc. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Nhưng chắc chỗ này hơi đặc biệt. Lúc nãy đánh nhau với người Vạn Thú Tông, Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức khác lạ chấn động nên mới vội vàng tới đây. Lục Lâm Thiên lần mò theo khí tức chấn động tìm đến đây. Dương quá cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện chỗ đặc biệt gì. Sao ta không cảm giác được? Lục Lâm Thiên nói. Đại ca hãy xem trong hiệp cốc có chỗ nào khác với nơi khác. Dương quá nghe gợi ý thì nhìn bốn phía. Dò xét một lát sau bỗng thay đổi sắc mặt. Dương quá nói. Nhị đệ, hiệp cốc này xanh hơn nơi khác. Lục Lâm Thiên nói. Hiệp cốc này xanh hơn nơi khác, tục ngữ nói một cành siêu quần xuất chúng, gió sẽ bẻ gãy cây cao. Nhưng hiệp cốc này vẫn bình yên như thế, năng lượng thiên địa bên này càng đậm đặc. Ta cho rằng hiệp cốc có gì đó khác biệt. Lục Lâm Thiên đăm chiêu nhìn hiệp cốc, nói. Đại ca, Tâm Đồng, chúng ta vào thử. Dương quá, Lục Tâm Đồng gật gù. Ba người lắc mình, quanh thân nổi lên một vầng sáng chen vào lối vào hiệp cốc bị lùm cây chặn lại. Trong lùm cây, ba người cẩn thận tiến vào, đề phòng nguy hiểm không biết. Nhưng không cần lo trong Tử Vong Thâm Uyên có yêu thú, linh thú. Nghe nói những người lành lặn ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên bảo chưa từng gặp yêu thú, linh thú. Dọc theo lùm cây tiến lên. Khoảng một canh giờ sau ba người tinh thần quan sát mà không phát hiện có gì đặc biệt. Lục Tâm Đồng hỏi. Đại ca, có khi nào chúng ta nhìn lầm không? Nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Ba người đã vào rừng cây rậm rạp, chung quanh yên tĩnh im ắng, yên tĩnh có chút đáng sợ. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú bốn phía, chấn động khí thức kỳ dị bên này cho thấy cực kỳ đậm đặc nhưng không nhìn ra nó có chỗ đặc biệt gì, cái này làm Lục Lâm Thiên thầm lấy làm lạ. Kể bên này kỳ dị khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy cực kỳ nồng đậm, nhưng là lại nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, cái này lại để cho Lục Lâm Thiên giờ phút này trong nội tâm cũng có chút kỳ quái. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt lẩm bẩm. Chẳng lẽ? Lục Lâm Thiên xem xét kỹ xung quanh. Lục Tâm Đồng chớp mắt đẹp hỏi. Ca ca, có chuyện gì? Hình như có một mê huyễn trận. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Dường như chúng ta luôn đi lòng vòng một chỗ. Dương quá kinh ngạc hỏi. Nhị đệ ý là nói chúng ta đã bị nhốt. Trong lòng Dương quá sớm thấy có gì kỳ, giờ nghe Lục Lâm Thiên nói, gã lại nhìn kỹ bốn phía. Hình như chúng ta bị nhốt thật. Mắt Lục Tâm Đồng sáng rực nói. Vậy thì mau phá mê hồn trận này đi. Lục Tâm Đồng không qua lo lắng, nơi này có mê hồn trận chứng minh nó bất phàm, không chừng sẽ lấy được nhiều thu hoạch. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Mê huyễn trận này bất phàm, ta cũng khó cởi bỏ ngay. Tạo nghệ trận pháp của Lục Lâm Thiên kém xa sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Thiên Linh Lục ghi lại đồ vật thì hắn chỉ hứng thú với khôi lỗi, huyết hồn ấn nhất, trận pháp không phải sở trường của hắn.
vừa rồi Lục Lâm Thiên dò xét qua, trận pháp này bất phàm, nếu sớm biết thế này thì bình thường hắn đã chăm chỉ học trận pháp. Lục Tâm Đồng hơi lo lắng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây không đi ra được sao? Lục Lâm Thiên nói. Để ta xem kỹ lại, chắc chắn có cách. Lúc này không thể rối loạn, Lục Lâm Thiên đành nước đến chân mới nhảy, bắt đại thứ gì. Trong đầu Lục Lâm Thiên hồi tưởng phần liên quan trận pháp đã nghiên cứu thiên linh lục, hy vọng sẽ phá được mê hồn trận này. Lục Tâm Đồng, Dương Quá không nói gì thêm, chỉ có thể chờ Lục Lâm Thiên giải mê hồn trận. Hai người không biết gì về trận pháp nên chẳng thể giúp đỡ. Vù vù vù. Bên ngoài hiệp cốc, mười mấy bóng người xuất hiện ở bên ngoài hiệp cốc. Nữ nhân đi đầu mặc áo gấm màu tím nhạt, thân hình thướt tha, đôi mắt đen lấy như bảo thạch ướt nước, khuôn mặt thanh tú lưu ly, ngũ quan tinh xảo như điêu bằng ngọc lộ ra vài phần quyến rũ. Tuy nàng dịu dàng đứng nhưng thần thái tựa tiên, phong độ tư thái siêu quần đủ làm nam nhân nào thấy cũng bị hút mất hồn. Nữ nhân như vậy chỉ có thể là Tử Tước Thánh Nữ của Thiên Địa Các, Tử Yên. Một lão nhân đứng sau lưng nàng lên tiếng. Thánh nữ, dường như là nơi này. Lão nhân mặc áo lam, người không có khí tức dao động gì nhưng vô hình toát ra áp lực. Lão nhân áo lam ban đầu lúc ở Thiên Môn Cốc từng cùng Tử Yên, Lam Thập Tam âm thầm xuất hiện. Hơn 10 người này chỉ có Tử Yên và lão nhân áo lam dẫn đầu. Hỏa Vân Tôn Giả, Kình Linh Vương đều theo sau, có khá nhiều cường giả. Khí tức trong này khác với bên ngoài, chúng ta đi xem thử. Tử Yên đánh giá bốn phía, nhìn chăm chú cửa vào hiệp cốc. Sắc mặt Tử Yên hơi thay đổi. Có người đã vào trước, chúng ta phải nhanh lên. Lão nhân áo lam nhìn kỹ lối vào hiệp cốc, nói. Số người không nhiều, chắc là tán tu. Lùm cây không người đặt chân có dấu vết bị đỡ upsilon.ng chạm chứng minh có người đi vào hiệp cốc, nhưng nhìn ra được không nhiều người, khả năng là tán tu rất lớn. Đại môn đại phái thì dù tản ra hành động cũng sẽ kéo cả đội đi. Tử Yên nói. Nơi này khí tức dao động khác khác lạ, không chừng sẽ có thu hoạch gì, đi vào xem thử. Thân hình thướt tha nhoáng một cái Tử Yên đã vào trong hiệp cốc. Trong hiệp cốc rừng sâu núi thẳm cây cối che trời, Lục Lâm Thiên vắt óc suy nghĩ mấy canh giờ nhưng không có cách nào phá vỡ mê hồn trận được. Lục Lâm Thiên đi tới đi lui vòng quanh một vòng lớn, không cách nào thoát ra. Lục Tâm Đồng hỏi ý. Ca ca, hay là chúng ta tách ra hành động? Lục Lâm Thiên dầu dĩ lắc đầu nói. Không được, chỗ này rất nguy hiểm, cẩn thận chút thì hơn. Trong tử vong thâm uyên này Lục Lâm Thiên không dám để cô nương Lục Tâm Đồng đi một mình. Dương Quá nhìn chằm chằm một chỗ rừng cây. Nhị đệ, tam muội, hãy tới đây nhìn xem đó là cái gì. Đại ca, phát hiện được gì sao? Lục Lâm Thiên lắc người đến bên cạnh Dương Quá ngay, đưa mắt nhìn lại, rừng cây này không có gì đặc biệt. Dương Quá nhìn chằm chằm hàng cây thứ ba trước mặt. Nhị đệ hãy nhìn cái cây thứ ba có phải là khác lạ không? Con người Lục Lâm Thiên co rút, mắt nhìn chằm chằm cái cây thứ ba to dập trời, sau một lát rơi vào trầm tư. Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, phát hiện cái gì sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có chút manh mối, theo ta đi. Đi theo bước chân của ta, đừng đạp sai. Tuy tạo nghệ trận pháp của Lục Lâm Thiên không quá giỏi nhưng không đến mức hoàn toàn rốt, ít nhất so với người bình thường thì đã xem như giỏi, so với chuyên nghiệp trận pháp thì thua xa. Lục Lâm Thiên nói xong nhìn cái cây to thứ ba che trời, quẹo trái nửa vòng, đi bộ 99 bước, lại ngẩng lên nhìn cái cây, khóe môi càng cong lên vui vẻ. Lúc này Lục Tâm Đồng, Dương Quá nhìn sang Lục Lâm Thiên, sau đó không dám khinh thường đi từng bước một. Nhìn Lục Lâm Thiên vui vẻ nhếch môi cười thì hai người yên tâm hơn chút, đoán chừng hắn đã có cách phá vỡ mê huyễn trận này. Lục Lâm Thiên đạp bước ra, mỗi bước khoảng cách giống nhau. Mỗi lần 99 bước đều sẽ gặp một cây to che trời, cứ thế tổng cộng là 999 bước, trải qua 9 cái cây to thì Lục Lâm Thiên ngừng lại. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Đây là cửu chuyển mê lâm trận, có lẽ bây giờ chúng ta đã thoát ra. Dứt lời Lục Lâm Thiên nhìn cái cây to che trời trước mặt, cẩn thận xem xét, mỉm cười. Lục Lâm Thiên thay đổi thủ ấn, một thất luyện chân khí rơi vào khối tảng đá nằm ở góc cây. Ầm ầm ầm, thất luyện chân khí rơi xuống trên tảng đá to, ánh sáng vàng bắn ra. Mặt đất rung rinh, không biết chuyện gì xảy ra mà nền đất chỗ ba người đứng xuất hiện một khí lưu vòng xoáy không gian thật to.
chớp mắt dưới chân ba người khoảng cách trở thành trạng thái chân không, như thể dưới chân có một lỗ đen không gian thật lớn. Ba người rơi xuống trạng thái chân không, tốc độ nhanh đến mức không ai chú ý đến. Lục Lâm Thiên hét to. Coi chừng. Chân khí dâng lên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng bay lên cao. Vù vù vù. Chỉ chớp mắt, trong trạng thái chân không đột nhiên có vòng xoáy khí lưu không gian rít gào ập đến, tựa như vòng xoáy vòi rồng xoay tròn. Lục Lâm Thiên đang muốn bay lên cao liền bị cự ly hút người, chân khí tuôn ra không thể nhảy ra chân không. Lòng Lục Lâm Thiên hoảng hốt. Lực hút thật mạnh. Dùng tu vi, thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên mà vẫn bị trói buộc, lực hút trong không gian này quá khủng bố. Lục Lâm Thiên vừa kinh sợ vừa không dám có chút do dự nào, lập tức vận chuyển huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng. Tiếng sấm sét vang lên, thúc giục uy năng đến mạnh nhất mới đứng vững thân hình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bị lực hút cắn nuốt rơi xuống trạng thái chân không. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt hét lên. Đại ca, Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên vận dụng huyễn ảnh thanh vũ rực nhanh chóng biến thành luồng sáng lao thẳng xuống. Xoẹt. Tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh nhưng vòng xoáy không gian vòi rồng trong trạng thái chân không càng lúc càng mạnh. Mới rồi Lục Lâm Thiên muốn bắt lấy Dương Quá, Lục Tâm Đồng nhưng lại bị vòng xoáy khí lưu không gian ngăn cản. Lục Tâm Đồng hét lên. Ca ca. Thân hình yểu điệu của Lục Tâm Đồng bị hút vào trạng thái chân không. Dương Quá quát to. Nhị đệ, nhớ cẩn thận. Ánh sáng vàng bừng lên quanh thân Dương Quá nhưng không cách nào ổn định thân hình, vẫn bị hút vào, biến mất dưới khí lưu trạng thái chân không. Lục Lâm Thiên bối rối. Chết tiệt. Lục Lâm Thiên thu về huyễn ảnh thanh vũ rực, nương lực hút lớn vội vàng đuổi theo. Trong rừng sâu núi thẳng hiệp cốc, nhìn bốn phía, mắt đẹp chợt lóe sáng. Lão nhân áo lam hỏi. Thánh nữ, dường như chúng ta bị nhốt. Một đám cường giả thiên địa các ánh mắt trầm trọng. Nếu suy đoán đúng thì đây là cửu chuyển mê lâm trận. Tử Yên xem xét một lúc sau nói. Tất cả mọi người theo sau ta, đừng đi sai. Trong không gian trạng thái chân không, lực hút càng lúc càng lớn. Lục Lâm Thiên không chút chống cự, hắn muốn tăng tốc đuổi theo đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng, chỉ có điều một đường rơi xuống nhưng hắn không tìm thấy hai người. Vù vù vù. Vòng xó ai trạng thái chân không càng lúc càng mạnh, mang theo tiếng gió rít cuồng bạo điếc tai nhức óc. Lực hút lớn đã đến tình trạng khủng bố, toàn bộ không gian trở nên mơ hồ. Lục Lâm Thiên khởi động thanh linh khải giáp. Lát sau Lục Lâm Thiên không biết làm sao mà té cái bịch xuống đất, may có mặc thanh linh khải giáp nên không bị gì. Chỗ này là đâu? Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, cũng chẳng quan tâm may mắn chính mình không sao, ánh mắt trước tiên là được nhìn chăm chú tứ phía. Xung quanh là sơn mạch liên miên, khắp nơi một mảnh xanh biếc. Lục Lâm Thiên hét to. Đại ca, Tâm Đồng. Tiếng giống ồm ồm vang vọng trong không trung, hồi âm văng vẳng nhưng không thấy Dương Quá, Lục Tâm Đồng trả lời. Lục Lâm Thiên thầm cầu nguyện. Tuyệt đối đừng bị gì. Ba người rơi xuống chung một chỗ, Lục Lâm Thiên không bị gì thì đại ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng cũng sẽ không sao. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên xem xét một lúc. Lao tới trước, hắn không biết đây là đâu, bây giờ chỉ có thể tìm đại ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng trước rồi tính sau. Trong vòng xoáy khí lưu trạng thái chân không, lúc này mấy chục người thiên địa các bị nhốt. Mọi người coi chừng. Trong vòng xoáy khí lưu khủng bố, một đám cường giả tôn cấp bị hút vào trong. Không gian này có lực lượng vô hình có thể áp chế linh lực chân khí, cho nên cường giả tôn cấp không có bao nhiêu sức mạnh chống cự. Xoẹt. Một đám cường giả bày ra thủ đoạn phòng ngự nhưng không có hiệu quả nào tốt, tất cả bị hút vào vòng xoáy trạng thái chân không. Váy dài của Tử Yên bay phần phật, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc mặt. Nguy rồi, đây không phải cửu chuyển mê lâm trận đơn thuần. Vầng sáng linh lực chói mắt bao phủ người Tử Yên, nhưng nàng không cưỡng lại được lực hút khủng bố, thân hình bị kéo vào. Vù vù vù, từng bóng người thân bất do kỷ bị lực lượng hút vào trong. Xoẹt. Khi Tử Yên rơi xuống đất thì một quảng trường to lớn nằm dưới chân nàng. Xung quanh quảng trường có nhiều cột đá che trời, thân hình thướt tha của nàng xuất hiện trên quảng trường to lớn này. Tử Yên nhìn chăm chú, quảng trường này thật đúng là to lớn, nhìn không giới hạn, tổng diện tích hơn vạn thước. Dường như nơi đây từng là một tòa cung điện cổ xưa. Tử Yên đánh giá bốn phía, không biết đám cường giả thiên địa các rơi đi đâu. Tử Yên biến sắc mặt,
thân hình yểu điệu lắc người lao vào giữa quảng trường. Tử Yên thấy cung điện cổ xưa, nhìn từ xa nó không được lớn bao nhiêu. Nhưng khi Tử Yên nhìn gần cung điện thì mắt đẹp chất chứa ngạc nhiên. Cung điện cổ xưa cực kỳ khổng lồ, tổng thể có màu xanh hồng, cao chừng mấy chục thước, to lớn sừng sững, lộ ra khí tức cổ xưa như bao nhiêu năm rồi chưa có ai bước chân vào. Tử Yên nhìn cung điện cổ xưa, nhíu mày. Nàng chưa vào trong đã cảm giác khí tức quái dị, làm người ta rung động. Tử Yên do dự một chút, gót sen nhẹ nhàng đi hướng cung điện xưa. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, Tử Yên mới bước ra ba bước thì toàn bộ quảng trường rung bần bật. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung rinh, quanh quảng trường phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt. Chỉ giây lát, trên mặt đất lót đá xưa bóng loáng đột nhiên nứt ra một cái khe, chín thân hình xuất hiện. Trước mặt Lục Lâm Thiên, chín thân hình hiện ra, Tử Yên phản xạ lùi mấy bước, mắt đẹp nhìn chăm chú chín thân hình xuất hiện. Chín thân hình có màu đỏ, bí văn quấn quanh người, vóc dáng thô kệch không khác gì người thật. Khôi lỗi. Tử Yên biến sắc mặt, chín thân hình này là chín khôi lỗi. Chín khôi lỗi xuất hiện, mở đôi mắt trống rỗng ra, tay co thành nắm đấm vung lên, như nhiều năm không hoạt động giờ toàn thân phát ra sát khí sắc bén ngút trời. Từng đợt sát khí ngút trời hóa thành khí thế vô hình bắn ra từ người chín khôi lỗi. Quảng trường yên tĩnh như sống lại thế hệ trước tiêu sát ác liệt sắc bén, ánh sáng xung quanh vào dây thú này cũng mông lung hơn. Xoẹt. Cùng lúc đó, khôi lỗi đứng bên trái ngoài cùng thoáng chốc yên tĩnh, nhảy ra mang theo tiếng hét vang vẳng. Khôi lỗi đỏ rực vung hai tay, màu đỏ trên người nỏ bừng sáng, lập tức điều động năng lượng hùng hậu. Một chảo ấn xé rách không gian, mơ hồ có khe nứt không gian đen ngòm. Quanh chảo ấn còn có lửa lượn lờ chụp xuống Tử Yên. Chảo ấn này chất chứa khí tức sát phạt cực kỳ đậm đặc khuếch tán ra. Vù vù vù. Mắt Tử Yên trợn to, nhanh chóng thụt lùi. Váy dài bay lên, cổ tay trắng duỗi ra khỏi ống tay áo. Một thất luyện linh lực mang theo đốm linh hỏa bay ra nghênh đón như xuyên thủng không gian. Bùm. Với tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Trong tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ thất luyện linh lực đỡ Upsilon.NG vào chảo ấn của khôi lỗi. Hai năng lượng va chạm, không gian lộ ra khe nứt ánh sáng đen, chớp mắt kình khí cường đại hiện hình cung bắn ra. Cộp cộp cộp. Trên mặt đất, đột nhiên sắc mặt Tử Yên hơi trắng, váy tím bay bay, phong độ tư thái chắc tuyệt, mái tóc bay bay. Thân hình đường cong yểu điệu trong kình phong ập đến hình thành đường cong quyến rũ, thân hình yêu kiều bị đẩy thụt lùi mấy bước. Ngay khi bị đẩy lùi, Tử Yên biến sắc mặt kêu lên. Khôi lỗi bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi này đã đến cấp độ bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi vốn khó đối phó mà bát giai hậu kỳ thì càng khó khăn thêm. Xoẹt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thân hình mềm dẻo của Tử Yên bị đẩy lùi mấy bước, hai khôi lỗi khác cùng nhảy ra lóe lên giữa không trung. Hai thân hình kim loại đỏ rực của khôi lỗi xuất hiện trong không trung trước mặt Tử Yên. Đôi mắt luôn bình tĩnh của Tử Yên thoáng chốc trở nên trầm trọng. Xoẹt. Hai khôi lỗi thân hình đỏ rực đột nhiên nóng cháy lên, cơ thể kim loại như có lửa đốt cháy bừng bừng. Hơi nóng tràn ngập không gian như sắp bị đốt cháy. Hai khôi lỗi đánh ra chảo ấn nóng hừng hực. Dưới chảo ấn, năm khe hở không gian đen ngòm xé rách đằng trước móng vuốt. Nơi chảo ấn xẹt qua không gian toàn là sóng gợn nóng cháy đổ ập vào Tử Yên. Xoẹt. Tốc độ nhanh đến mức không thể tránh thoát. Cùng lúc đó, Tử Yên vung bàn tay phải lên, vận dụng năng lượng thiên địa bàng bạc. Kinh khí đè ép không gian hóa thành vòi rồng lớn vặn vẹo không gian càn quét tất cả ập hướng khôi lỗi bên trái. Vù vù vù. Tay trái Tử Yên nhẹ nâng lên, thủ ấn khoảnh khắc biến đổi. Trong váy dài màu tím bắn ra thất luyện linh lực, tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ chớp mắt một cái đã đến bên khôi lỗi thứ hai. Thất luyện linh lực mang theo lực lượng xuyên qua không gian với thế sấm sét đè hướng khôi lỗi thứ hai. Răng rắc. Trong khoảnh khắc bốn lực công kích va chạm, trường ấn và thất luyện linh lực của Tử Yên giằng co với chảo ấn hai con khôi lỗi giây lát rồi bị chảo ấn xé rách. Mảng lớn không gian trong phút chốc bị xé thành mảnh nhỏ, kinh khí ngập trời phá không mà ra. Cộp cộp cộp. Dưới đất, mặt Tử Yên lại trắng bệch, phun ra ngụm máu, lảo đảo thụt lùi. Xoẹt. Cũng vào lúc này, khôi lỗi thứ nhất ra tay trước lại xé gió xuất hiện trước mặt Tử Yên đang lảo đảo thụt lùi, chảo ấn đánh tới. Tử Yên biến sắc mặt kinh kêu. Nguy rồi. Tử Yên bối rối vội bày một vầng sáng linh lực, thân thể mềm mại nhanh chóng thụt lùi. Rắc.
chảo ấn đánh vào vòng sáng linh lực, ngọn lửa trên chảo ấn chút xuống vòng sáng linh lực tự nhiên bày ra. Giống như lại muốn đốt vòng sáng linh lực, chỉ rằng có giây lát rồi nó cũng tan vỡ. Chảo ấn vặn vẹo xuyên thủng không gian, nhanh như tia chớp chụp vào vai ngọc của Tử Yên. Bùm! Tiếng nổ vang trầm đỡ Upsilon, C. Thân hình tựa tiên nữ của Tử Yên giờ như thiên sứ gãy cánh bay ngược ra sau, té xuống đất. Giây sau vị trí Tử Yên rơi, mặt đất quảng trường rạn nứt ra vô số khe hở. Trong khe hở đá vụn, Tử Yên phun búng máu. Phụt! Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đẫm máu nhìn có cảm giác thê mỹ, đôi mắt tràn đầy trầm trọng. Nhưng khôi lỗi này là bát giai hậu kỳ, còn không phải loại bình thường. Tử Yên phỏng chừng những khôi lỗi bát giai này tuyệt đối mạnh hơn hậu kỳ một chút. Tử Yên mới là linh tôn ngũ trọng, bản thân linh tôn công kích vật lý không bằng vũ tôn, huống chi lúc này coi như là vũ tôn ngũ trọng cũng không thể chống lại khôi lỗi bát giai, mà hiện giờ có tận 9 con. Những khôi lỗi này như có linh trí, hiện tại mới chỉ có 3 khôi lỗi ra tay. Xoẹt! Khoảnh khắc ngắn ngủi lại một khôi lỗi lao thẳng tới. Mang theo khí sát phạt sắc bén khốc liệt, ngũ chảo chụp xuống đầu Tử Yên. Tử Yên hoảng hốt bò ra, quanh thân ngưng tụ áo giáp linh hồn màu tím nhạt, khí tức cổ xưa hùng hậu khuếch tán, nhìn là biết không phải vật bình thường. Tay trắng nõn vung lên, một ấn đột ngột đánh ra. Bùm! Trường chảo va nhau, vừa va chạm Tử Yên lại bị đẩy lùi, khóe môi chảy dòng máu đỏ, mặt trắng bệch. Vèo! 3 khôi lỗi không cho Tử Yên thời gian thở dốc, lại lắc người lao tới. 3 chảo ấn xuyên thủng không gian, tốc độ khôi lỗi nhanh khủng bố. 3 chảo ấn trống rỗng xuất hiện nhốt Tử Yên vào trong. Kinh phong nóng bỏng sắc bén khốc liệt ập đến trước, thổi váy dài màu tím của Tử Yên bay phần phật. Nguy rồi! 3 khôi lỗi bát giai hậu kỳ công kích đến gần, biểu tình Tử Yên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ có thể liều mạng. Vù vù vù! Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng động. Trong không trung phía trước một bóng người biến thành ánh sáng xanh nhanh như tia chớp lướt tới. Chớp mắt thân hình ánh sáng xanh phá vỡ hư không, chợt lóe xuất hiện trước mặt Tử Yên, tay đánh ra trưởng ấn. Không trung gió nổi mây phun, năng lượng thuộc tính phong hùng hậu, trưởng ấn hóa thành 3 tàn ảnh bắn ra, mang theo khí sắc bén tàn nhẫn, xu thế tia chớp đỡ upsilon.ng vào chảo ấn của 3 con khôi lỗi. Răng rác, răng rác. Trong khoảnh khắc 3 trưởng ấn và lực công kích 3 chảo ấn của 3 khôi lỗi va chạm. Chảo ấn rằng có 1 giây rồi bắn ra ánh sáng chói lòa. 3 trưởng ấn mang theo năng lượng thuộc tính phong tàn sát bừa bãi, chảo ấn của 3 khôi lỗi bị phá vỡ. Bùm bùm bùm. 3 tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C liên tục, kinh khí ngút trời rít gào. 3 khôi lỗi bị đẩy lùi ra. Cộp cộp cộp. Chớp mắt thân hình màu xanh cũng bị chấn lảo đảo lùi mấy bước. Cùng đối kháng 3 khôi lỗi, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Lực công kích của 3 khôi lỗi này ngang ngửa vũ tôn bát trọng, cộng thêm đặc tính khôi lỗi, không dễ đối phó. Tử Yên đang định dốc hết sức ra liều mạng đột nhiên nhìn chằm chằm thân hình màu xanh từ đâu chạy đến. Mắt đẹp xoe tròn, Tử Yên quen người mặc áo xanh này. Tử Yên ngạc nhiên kêu lên. Lục trưởng môn tại sao tới đây? Tử Yên ngạc nhiên đến khó tin, nàng không bao giờ ngờ người đến sẽ là hắn. Lục Lâm Thiên ngoái đầu lại mỉm cười nói. Tử Yên cô nương có sao không? Vốn Lục Lâm Thiên một đường tìm đại ca Dương quá, Lục Tâm Đồng, ai ngờ ở phía xa phát hiện động tĩnh bên này, không ngờ đến đây còn gặp được người quen. Lục Lâm Thiên nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nơi này bất phàm, sợ là không đơn giản. Bây giờ còn có thể chống cự được, nếu chậm hơn chút e rằng không ổn. Nhìn người áo xanh, Tử Yên ném mấy viên đan dược vào miệng cố dặn ra nụ cười. Tử Yên bỗng ngạc nhiên la lên. Coi chừng. Vù vù vù. Vào giây phút ngắn ngủi này, 3 khôi lỗi mới bị Lục Lâm Thiên đẩy lùi ánh mắt lại long lên, khí bạo ngược bắn ra. 3 thân hình xé gió lại nhào lên, thanh thế kinh người, không gian bị phá thủng. 3 khôi lỗi vừa hành động là Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ giao cho ta, Tử Yên cô nương hãy nghỉ ngơi trước đi. Trọng thủy kết giới. Lục Lâm Thiên dùng tốc độ như quỷ mị quay người thụt lùi, đã kết ấn sẵn từ lâu. Không gian quanh thân Lục Lâm Thiên gió nổi mây phun, thuộc tính thủy đậm đặc tụ tập. Thuộc tính thủy bàng bạc hóa thành sóng nước, vũ kỹ, trọng thủy kết giới, ầm ầm đổ ập xuống. Thân ảnh Lục Lâm Thiên dùng loại tốc độ quỷ mị quay người đánh tới 3 khôi lỗi đang xông lên, nhưng không gian quanh thân nó hiện ra một vòng xoáy sóng nước. Vòng xoáy xoay trầm xuống,
không gian gần sắp vỡ ra từng tấc, trói chặt ba con khôi lỗi lại. Ba khôi lỗi bị trói, thân hình khôi lỗi liền toát ra ánh sáng nóng cháy. Hai tay khôi lỗi vung như móng vuốt sắc nhọn của chim vồ mồi. Từng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách không gian đánh ra. Xung lực lớn xé rách bình chướng nước chảy. Lui lại cho ta. Ba con khôi lỗi phá hỏng trọng thủy kết giới thì chúng nó mới chui ra, thân hình Lục Lâm Thiên đã đến sau lưng ba khôi lỗi. Lục Lâm Thiên đánh ra ba quyền ấn, tàn ảnh nhanh như tia chớp sấm sét đánh vào người ba con khôi lỗi. Bùm bùm bùm. Có lẽ vì Lục Lâm Thiên tham gia nên sáu khôi lỗi chỉ toát ra sát khí ngập trời chứ không nhúc nhích, bỗng chốc trở nên hung ác, bạo ngược, khí sát phạt tràn ngập. Sáu thân hình, sáu chảo ấn kéo theo năng lượng bàng bạc, không gian to lớn tựa như đốt lửa. Sáu chảo ấn trong khoảnh khắc từ sáu hướng nhốt Lục Lâm Thiên vào trong. Đại địa vô ảnh cước. Khi sáu khôi lỗi lao tới, Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị tinh thần trước, hắn quát khẽ, dưới chân lóe ánh sáng bạc, thân hình bay lên cao hai chân liên tục đá ra. Vô số dấu chân tàn ảnh bay ra. Cước ấn đá ra, trong một giây ngắn ngủi thế sấm sét tụ thành bão tố càn quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian, đỡ upsilon.ng mạnh vào sau khôi lỗi. Bùm bùm bùm. Vô số cước ấn với tốc độ mắt thường không thấy rõ nhanh như tia chớp phồng lên, mỗi cước ấn rơi xuống đều mang theo tiếng nổ điếc tai. Chớp mắt kình phong đáng sợ phô thiên cái địa ập đến. Kình phong cuốn đi tất cả, giữa không trung cả ngàn thước không gian hỗn loạn. Sóng không gian vỡ ra từng tấc, chảo ấn của sáu con khôi lỗi bị đá nát. Toàn bộ không gian run rẩy, sáu cước ảnh dưới khe nứt không gian đen thui, thân hình sáu khôi lỗi từ không trung tầm thấp đến rớt xuống đất. Bùm! Sáu khôi lỗi rớt xuống đất, mặt đất quảng trường lung lay, đất đai quanh thân hình nứt rạn, sóng không gian nóng cháy dao động. Tử Yên nhìn thấy tất cả, đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên. Tuy thiên địa các sớm biết một số chuyện trong Độc Cô gia tộc nhưng chính mắt nhìn thực lực của Lục Lâm Thiên làm Tử Yên rung động. Chín khôi lỗi này toàn là đẳng cấp bát giai hậu kỳ, thực lực tương đương với vũ tôn bát trọng. Tử Yên không đỡ nổi một khôi lỗi, chín khôi lỗi tương đương chín vũ tôn bát trọng, không ngờ bị Lục Lâm Thiên dễ dàng đẩy lui. Tử Yên cười khổ, lòng thầm lạc lõng. Trên đảo Bình Nham Tử Yên còn có thể so tài với Lục Lâm Thiên, mấy năm nay nàng xem hắn là mục tiêu. Không ngờ hôm nay gặp mặt vẫn cách biệt nhiều như thế, dù hiện tại Tử Yên có liều mạng tới đâu cũng khó lay động Lục Lâm Thiên một ly. Khôi lỗi mạnh quá. Tuy Lục Lâm Thiên đang đẩy lùi đám khôi lỗi nhưng lòng vẫn rất ngạc nhiên. Nếu khoanh tay đứng thì bàn chân sẽ hơi tê. Đám khôi lỗi này làm bằng kim loại, rõ ràng không phải khôi lỗi người sống. Muốn tìm ra những khôi lỗi được chế tạo đẳng cấp cỡ này, chỉ tính tài liệu luyện chế thì những đại môn đại phái cũng khó gom đủ. Lục Lâm Thiên không khó đoán ra chín khôi lỗi trấn thủ nơi đây, sử dụng chín khôi lỗi như vậy canh chừng đủ thấy chỗ này bất phàm. Vù vù vù. Chín khôi lỗi bị đánh bay lại đứng dậy, thân hình không bị sứt mẻ gì, lực phòng ngự khủng bố chứng minh tài liệu luyện chế tốt hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng một chút. Chín con khôi lỗi lại đứng dậy, Lục Lâm Thiên thấy thế chân mày nhíu chặt, đám khôi lỗi này toàn là thực lực đẳng cấp gần sau bát giai hậu kỳ, lại là khôi lỗi càng khó đối phó. Chín khôi lỗi bát giai hậu kỳ khó đối phó hơn chín vũ tôn bát trọng rất nhiều. Vù vù vù. Chín con khôi lỗi đứng lên, nhảy vọt người lên, tốc độ nhanh như tia chớp. Chín bóng người quay quanh thành một vòng tròn, nhốt Lục Lâm Thiên, Tử Yên vào giữa. Biểu tình Tử Yên trầm trọng hỏi. Lục trưởng môn có nắm chắc không? Tử Yên đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, cảm giác những hắn còn có thủ đoạn khác. Không giống với khôi lỗi bình thường. Những khôi lỗi này rất quái dị. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, giờ đã bị chín khôi lỗi bao vây. Trong mắt những khôi lỗi này, không trống giống như khôi lỗi bình thường khác mà tràn đầy ý sát phạt đến tràn ra, như thể không giết hết kẻ xúc phạm mình thì không dừng tay. Lúc này chín khôi lỗi mơ hồ bày ra cái gì đó, có chút ăn ý. Hiện tại Lục Lâm Thiên khó thể suy nghĩ chín khôi lỗi này rốt cuộc người đang điều khiển nó hay tự nó có ý thức của riêng mình. Tử Yên xem xét một lúc. Biểu tình trầm trọng, trầm giọng nói. Nếu suy đoán là đúng là chín khôi lỗi này chắc là từ cường giả thượng cổ nào đó luyện chế ra. Thân thể khôi lỗi được luyện chế thành công nhưng trong đầu dùng thủ đoạn đặc biệt rút linh hồn cường giả nhân loại ra khỏi thân thể, sau đó phong ấn lại trong đầu khôi lỗi, làm vậy là có thể chế tạo ra khôi lỗi, độ mạnh thân thể hơn khôi lỗi sống, lại có được lý trí như khôi lỗi sống. Loại khôi lỗi này tốt hơn khôi lỗi bình thường rất nhiều.
Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn chín khôi lỗi. Không tệ. Kiểu luyện chế khôi lỗi thế này trên thiên linh lục cũng không nghĩ tới. Vèo. Trong khi Lục Lâm Thiên thăm dò thì khí tức nóng cháy trên người chín khôi lỗi phóng đại lên, bí văn quanh thân tỏa sáng chói lòa như trở thành ngọn lửa thực chất. Trong giây lát trên chín khôi lỗi, bí văn phức tạp huyền ảo tỏa ánh sáng ngút trời. Trong không trung xu thế hình cung, bí văn trên người chín khôi lỗi liên kết với nhau đan xen tựa mạng nhện bao lại trọn vẹn không gian. Những bí văn bao phủ xuống, toàn bộ không gian như đốt cháy. Xoẹt xoẹt. Bí văn liên kết bao tùm không gian, Lục Lâm Thiên và Tử Yên cũng không tránh khỏi. Cùng lúc đó khí thế trên người chín khôi lỗi phóng địa, vốn là sau bát giai hậu kỳ giờ nhảy lên bát giai hậu kỳ, tuy còn chưa tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong nhưng lúc này uy thế của chín khôi lỗi mạnh hơn lúc nãy là bát giai hậu kỳ rất nhiều. Mí mắt Lục Lâm Thiên co giật. Hình như là trận pháp khôi lỗi liên kích. Chín khôi lỗi như có linh trí, còn biết trận pháp khôi lỗi liên kích. Cái này gần giống tam tinh trận của Cực Lạc Tam Quỷ, có thể kéo tu vi lên cao. Lúc này chín khôi lỗi nhảy lên tu vi bát giai hậu kỳ hậu giai, thực lực sánh bằng vũ tôn bát trọng. Tử Yên dựa lưng vào Lục Lâm Thiên, mặt không chút máu, đôi mắt đẹp trầm trọng nói. Lục trưởng môn, dường như chúng ta gặp rắc rối. Lúc này chín khôi lỗi tương đương với chín vũ tôn bát trọng, tu vi thực lực cỡ này phải là cường giả thiên địa các tới hết chỗ này mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Chống đỡ và đối phó không cùng một việc, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Lục Lâm Thiên nói. Tử Yên cô nương hãy cẩn thận chút. Người Lục Lâm Thiên lóe ánh sáng vàng, tiếng sấm điếc tai. Người Lục Lâm Thiên trùm thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ dực. Năng lượng bàng bạc khuếch tán, đối diện chín khôi lỗi bát giai hậu kỳ hậu giai thì Lục Lâm Thiên không dám lơ là chút nào. Cùng lúc đó, chín khôi lỗi liên kết với nhau kéo theo năng lượng hùng hậu nóng cháy, không gian run rẩy. Hai khôi lỗi đi đầu nhanh như tia chớp bay ra kéo thò bí văn kết nối trên bầu trời. Tay khôi lỗi mang theo chảo ấn với kình phong sắc bén không gì sánh bằng chụp xuống Lục Lâm Thiên và Tử Yên. Nhìn khôi lỗi mạnh mẽ xông lên, mắt Tử Yên trợn to, thân hình thướt tha xẹt qua, biểu tình trầm trọng. Linh lực mênh mông trong không trung bộc phát từ cơ thể yểu điệu tư thế quyến rũ. Giờ đây Lục trưởng môn dốc hết sức ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cực kỳ trầm trọng, còn khôi lỗi kia giơ vuốt tới. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ một cái không lùi còn tiến tới, ánh sáng vàng bao bọc tay Lục Lâm Thiên, bốn phía lộ ra khe nứt không gian đen ngòm. Một quyền ấn nhanh như tia chớp đỡ upsilon.ng vào. Dầm. Một quyền một chảo tựa như thiên thạch va nhau. Năng lượng kinh người va chạm, toàn bộ không gian lung lay. Từng tấc không gian tan vỡ, kinh phong khủng bố càn quét. Thân hình khôi lỗi và Lục Lâm Thiên lảo đảo lùi ra. Lục Lâm Thiên lộ biểu tình kinh ngạc kêu lên. Mạnh quá! Qua một kích này Lục Lâm Thiên biết thực lực đám khôi lỗi. Ban đầu những khôi lỗi còn dễ đối phó nhưng lúc này thực lực tăng vọt, sánh bằng vũ tôn bát trọng. Lục Lâm Thiên dựa vào thực lực mạnh nhất đến thế là cùng. Bùm! Tiếng nổ vang trầm đỡ upsilon, c, Tử Yên và khôi lỗi kia va chạm vào nhau. Chảo ấn của khôi lỗi chấn vỡ thất luyện linh lực, chảo mang theo kình khí nóng cháy giáng xuống. Tử Yên hoàn toàn biến sắc mặt, người nhanh chóng thụt lùi nhưng vẫn chậm một bước, chảo ấn chụp xuống vai nàng. Không có đường lùi, Tử Yên hộc máu. Phụt, Tử Yên văng ra sau, vai giáp linh hồn màu tím nhạt trên người nàng bị ô chộp hõm năm vệt, xung quanh lan tràn vết nứt. Ánh sáng tím lóe lên, áo giáp linh hồn tan biến trên người Tử Yên. Tử Yên lảo đảo văng ra, Lục Lâm Thiên chạy tới sau lưng nàng. Cẩn thận, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ. Cánh tay phải Lục Lâm Thiên ôm Tử Yên vào khuỷu tay, cơ thể bị chấn thụt lùi một bước. Phụt, Tử Yên lại hộc máu, môi đỏ mềm mại tái nhợt được máu đỏ tô thêm thắm tươi. Trước ngực váy tím nhuộm đỏ màu máu. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên khí tức đã suy yếu đến tột độ, trong mắt miễn cưỡng nặn ra ý cười khổ. Lục trưởng môn, mặc kệ ta đi, Lục trưởng môn có huyễn ảnh thanh vũ dực, đi mau. Đừng nói chuyện nữa. Lục Lâm Thiên nhét một viên đan dược trị thương vào miệng Tử Yên. Xoẹt! Lại một khôi lỗi lao lên. Khôi lỗi hành động, bí văn trên bầu trời kết nối với nhau, lại một chảo ấn chụp xuống. Long ảnh tí! Trong phút nguy cấp tay phải Lục Lâm Thiên bảo vệ Tử Yên, vung tay trái ra. Quyền ấn đấm vào chảo ấn của khôi lỗi, ánh sáng vàng bàng bạc như cuồng phong rít gào tuôn ra chút xuống chảo ấn của khôi lỗi.
mắt thường trông thấy chảo ấn của khôi lỗi giản vỡ như có lực lượng mạnh mẽ ngút trời chấn vỡ nó. Tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời. Growl. Trong âm thanh, một ảo ảnh cự long hoàng kim theo nắm đấm của Lục Lâm Thiên xé gió bay ra. Trong một giây, ảo ảnh cự long hoàng kim lập tức đỡ upsilon.ng vào khôi lỗi đỏ rực. Bùm. Bão năng lượng khủng bố như gió lốc càn quét, khôi lỗi bị đẩy lui. Vù vù vù. Còn lại 8 con khôi lỗi không chậm chút nào, chúng lao ra nhào vào Lục Lâm Thiên. Trong không trung gió nổi mây phun, bí văn lắc lư không ngớt. Growl. Lục Lâm Thiên thúc giục thanh linh khải giáp hình dạng thứ hai hổ biến. Ánh sáng xanh quanh người hắn chói lòa, thân hình hơi cong, nhanh chóng thụt lùi chướng to ra. Vài tỏa ánh sáng xanh phủ lên người Lục Lâm Thiên như đao nhẫn. Chớp mắt ngắn ngủi đôi tay Lục Lâm Thiên biến thành móng vuốt cọp to lớn, phải bao trùm toàn thân, hắn đã biến to ra hơn 100 thước. Lục Lâm Thiên khẽ quát. Tử Yên cô nương, hãy leo lên người ta. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Long Ảnh Tí. Đại Địa Vô Ảnh Cước. Chớp mắt tay Lục Lâm Thiên đánh ra từng đợt lực công kích, mang theo uy thế khủng bố kinh người. Dọc đường đi không gian nứt rạn, khí thế ngút trời tuôn ra. Vù vù vù. 8 con khôi lỗi, 8 chảo ấn chụp xuống. Bùm bùm bùm. Cú va chạm đáng sợ rung dữ dội, dư âm kình khí khủng bố xé rách khe nứt không gian lộ ra tia sáng đen nhưng lập tức khép lại ngay. Cộp cộp cộp. Bão kình khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời, thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi. Thân cọp khổng lồ không thể ngăn cản 8 khôi lỗi cùng công kích. 8 khôi lỗi công kích mang theo thế liên kích nên uy lực càng lớn. Bùm. Cùng lúc đó, khôi lỗi thứ 9 lại lên, chảo ấn nóng rực xẹt nhanh tới đập mạnh vào lưng cọp to của Lục Lâm Thiên. Cú cào phát ra tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, chảo ấn rơi trên người Lục Lâm Thiên, ánh sáng lấp lánh. Xèo xèo. Chảo ấn giáng xuống, Lục Lâm Thiên lại liên tục bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, trên thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên bộc phát tia điện. Điện quang to lớn tuôn vào chảo ấn của khôi lỗi. 9 khôi lỗi hợp tác công kích. Một chiêu đã đẩy lùi Lục Lâm Thiên. Cơ thể hắn bị thương nhưng nhờ có thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể nên không đáng lo. Lực phòng ngự khủng bố còn chống đỡ được, nếu đổi lại người bình thường thì kết cuộc khó thể tưởng tượng. Mắt hổ của Lục Lâm Thiên trầm trọng. Mạnh quá! 9 khôi lỗi tương đương 9 vũ tôn bát trọng. Lúc này Lục Lâm Thiên bị bao vây cộng với che chở cho Tử Yên, rất khó chống lại. Ong ong ong! Thân hình bị đẩy lùi. Lục Lâm Thiên không do dự nữa. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ đập xé gió trốn đi, 9 khôi lỗi. Quá khó giải quyết. Gru gru. 9 khôi lỗi phát ra tiếng ù ù, dường như có linh tính. 9 thân hình ngay ngắn hành động, mỗi khôi lỗi trong tay có năng lượng thất luyện nóng rực gắn kết với nhau thành cái vòng bao bọc to lớn bao phủ Lục Lâm Thiên vào trong, không thể thoát ra được. Phiền toái. Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Lâm Thiên chấn động, cắt vỡ không gian. Thế nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng trói buộc vô hình xuất hiện. Siêu. Trước mặt Lục Lâm Thiên lập tức có một đầu khôi lỗi nhảy ra, ánh mắt hung ác bạo ngược, tràn ngập khí tức sát phạt. Chảo hóa thành quyền, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lục Lâm Thiên. Linh Vũ Quyết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa, không có thời gian cân nhắc, trên hổ chảo, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo chảo ấn khổng lồ. Chảo ấn có một cỗ uy áp linh hồn mạnh mẽ. Quyền ấn của đầu khôi lỗi kia cũng không có một chút đình trệ nào liền va chạm với chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Oanh! Chảo quyền va chạm, trong sát na cả không gian bị nghiền nát, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Cả không trung hung hăng run rẩy một chút, một cỗ kình khí năng lượng kinh khủng hóa thành một cơn lốc hình tròn khuếch tán ra trung cơ nơ. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lập tức lui lại. Thế nhưng trong lúc thân hình hắn bị đẩy lùi từ trong chảo ấn có một đạo tàn ảnh chảo ấn bắn ra mang theo một cỗ linh lực bàng bạc, bên trong tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan. Nhanh chóng đánh vào trên người khôi lỗi. Linh hồn lực chút xuống, Lục Lâm Thiên lập tức ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đầu khôi lỗi này. Trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, linh hồn lực đánh vào khôi lỗi, đầu khôi lỗi này không ngờ lại ngốc trệ trong chớp mắt. Ồ! Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng chỉ định dùng linh hồn lực thăm dò mà thôi, thế nhưng thật không ngờ hắn chỉ tùy ý dùng linh hồn lực thăm dò lại có phát hiện kinh người như vậy. Ô ô, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, đột nhiên có thêm 8 đầu khôi lỗi nữa nhảy ra.
8 đầu khôi lỗi lao thẳng tới Lục Lâm Thiên cùng với đầu khôi lỗi vừa mới bị công kích của Lục Lâm Thiên làm cho ngây ngốc. 9 đầu khôi lỗi đánh ra 9 đạo năng lượng nóng bỏng giống như gợn sóng xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thật đúng là hung hăng. Hàn ý trong mắt hổ của Lục Lâm Thiên bắn ra, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Đột nhiên hổ chảo mở rộng hóa thành một đạo thủ ấn quỷ dị. Thời không lao ngục, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, âm thanh vừa dứt, thời không lao ngục 8 lần uy năng lấy thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Thời không lao ngục 8 lần uy năng lan tràn, cả không gian lung lay sắp đổ. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc trong sát na hội tụ, không gian giống như cứng lại, bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong. Cả 9 dầu khôi lỗi đang lao tới cũng bị bao phủ. Ô ô, trong giây lát không gian như động lại, chính đạo năng lượng nóng bỏng bắt đầu bị ngăn cản. Mỗi lần tiến thêm một bước năng lượng sẽ trở nên phai nhạt đi không ít. Thân hình 9 đầu khôi lỗi lập tức bị trói buộc. 9 đạo khôi lỗi giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của thời không lao ngục, thế nhưng khó mà có thể thoát ra được. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc rồi lại khôi phục như cũ. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bao phủ trong thời không lao ngục, lăng không mà đứng. Thời không lao ngục 8 lần uy năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn vũ tôn cửu trọng. Thực lực của những đầu khôi lỗi kia giờ phút này đều có thể so sánh với vũ tôn cửu trọng, lại là 9 đầu khôi lỗi cho nên khó có thể ngăn chặn. Siêu siêu! 9 đạo năng lượng tuy rằng chậm lại, thế nhưng vẫn xuyên thủng không gian đánh tới. Thổ sinh kim! Nhìn thấy vậy hổ chảo của Lục Lâm Thiên kết một đạo thủ ấn quỷ dị. Thủ ấn rơi xuống, phía trên thân hình cự hổ của Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo kim quang. Kim quang rực rỡ giống như ánh mắt trời, khí tức sắc bén. Cuồng bạo đột nhiên rót vào trong thời không lao ngục. Cả thiên địa lập tức rung chuyển, không gian run rẩy. Trong nháy mắt Tử Yên ở trên lưng hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên không biết tại sao lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho tim nàng đập nhanh hơn vài phần. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục 8 lần uy năng rung chuyển, năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng lập tức biến mất. Mà một cỗ khí tức sắc bén, sát phạt chi khí, bá đạo vô cùng lan tràn ra chung quanh. Uy năng kéo lên, cả không gian nứt vỡ. Ầm ầm. Trong thời không lao ngục trong chốc lát lan tràn, bao phủ không gian hơn vạn thước. Kim quang đại thịnh, cả không trung gió nổi mây phun. Đây là vũ kỹ thiên cấp sao? Mắt thấy uy thế cùng với cảnh này, trên khuôn mặt trắng bệch của Tử Yên hiện lên sự kinh ngạc. Trong cỗ uy năng khủng bố này nàng có cảm giác tim mình đập nhanh hơn vài phần. Linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Thiên địa các đã sớm nhận được tin tức Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiên cấp. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, kim quang rực rỡ lan tràn ra chung quanh. Thân hình 9 đầu không lỗi trong thời không lao ngục thuộc tính kim hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Thân hình đứng đó, dưới cỗ khí tức sắc bén, bá đạo kia, 9 đạo năng lượng đang bắn về phía Lục Lâm Thiên lập tức tiêu tán. Đồng thời quang mang trên 9 đầu khôi lỗi dưới thời không lao ngục thuộc tính kim bắt đầu rạn nứt. Ken két. Quang mang nứt vỡ, năng lượng bàng bạc dưới thời không lao ngục thuộc tính kim biến mất không thấy. Uy thế của 9 đầu khôi lỗi trong nháy mắt giảm bớt, lần nữa khôi phục tới bát giai hậu kỳ. Uy thế giảm đi nhiều, thân hình ở trong thời không lao ngục không có cách nào nhúc nhích được nữa. Giống. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước người một đầu khôi lỗi. Hổ chảo phá không đánh ra, trực tiếp vỗ vào trên đầu khôi lỗi này. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên thúc giục Âm Dương Linh Vũ Quyết, dưới hổ chảo chân khí tuôn ra, một cỗ hấp lực cực lớn tràn vào trong đầu khôi lỗi. Hấp lực xuất hiện, lập tức tràn vào trong đầu không lỗi. Sâu trong đầu khôi lỗi có một đoàn quang mang đỏ thẫm, tràn ngập khí tức sát phạt, hung ác, bạo ngược. Hấp lực của Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu khởi động, đem quang mang đỏ thẫm đánh cho sơ xác, lộ ra một hồn anh hình người. Hồn anh dữ tợn, hai mắt đỏ rực, toàn thân tràn ngập khí tức hung ác, bạo ngược, giống như hoàn toàn là do khí tức sát phạt tạo ra vậy. Cảm nhận có hấp lực, hồn anh dữ tợn kia muốn lao ra, thế nhưng lại bị một cỗ hấp lực thôn phệ. Ồ, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, cấp độ của hồn anh này khi còn sống tuyệt đối đã đạt tới vũ tôn bát trọng. Chỉ là toàn thân lại cực kỳ quái dị, giống như linh trí đã bị luyện chế qua, chỉ còn lại khí tức sát phạt, hung ác.
Thậm chí Lục Lâm Thiên còn có cảm giác có một thủ đoạn đặc thù nào đó luyện chế khí tức sát phạt, hung ác, bạo ngược này. Thành hồn anh. Thế nhưng thứ khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc lúc này cũng không phải là luyện chế hồn anh mà là sự phòng ngự trong đầu hồn anh. So với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn yếu hơn, thậm chí là không có bất kỳ tầng phòng ngự nào. Ngay từ đầu Lục Lâm Thiên thi triển âm dương linh vũ quyết, công kích linh hồn đánh tới Lục Lâm Thiên đã phát hiện ra phòng ngự trong đầu đám khôi lỗi này rất yếu. Thân là khôi lỗi cao cấp bậc này, trong đầu thường thường sẽ được người luyện chế bố trí cấm chế lợi hại. Cấm chế này khó có thể mở ra được, thậm chí có một ít khôi lỗi, một khi ngoại nhân động vào cấm chế thì cấm chế sẽ tự động hủy diệt khôi lỗi. Khôi lỗi cao cấp bậc này cũng không thể tiện nghi cho người khác được. Cho nên ngay từ đầu tuy rằng Lục Lâm Thiên muốn phản khống khôi lỗi thế nhưng cũng không dám làm. Muốn phản khống khôi lỗi, đầu tiên cần thực lực mạnh hơn người bố trí. Kẻ có được 9 đầu khôi lỗi này sợ rằng tuyệt không phải là người bình thường. Muốn phản khống không dễ chút nào. Thế nhưng hiện tại trong đầu khôi lỗi bát giai hậu kỳ này Lục Lâm Thiên hoàn toàn không gặp một chút ngăn cản nào, căn bản không có một chút cấm chế nào cho nên lúc này Lục Lâm Thiên mới kinh ngạc. Kẻ cổ nhân 9 đầu khôi lỗi này không ngờ lại không bố trí bất luận một cái cấm chế gì. Dưới âm dương linh vũ quyết, Lục Lâm Thiên lập tức thôn phệ hồn anh ở bên trong. Hồn anh tôn cấp bát trọng, thực lực chân chính cũng không cường hãn bằng tôn cấp bát trọng bình thường. Đó là nguyên nhân do đã lâu, thậm chí là những hồn anh này hung ác, bạo ngược vô cùng, bản tính đã bị luyện chế, chỉ còn lại bản tính hung ác mà thôi. Siêu. Khi âm dương linh vũ quyết thôn phệ hồn anh Lục Lâm Thiên lập tức thu âm dương linh vũ quyết lại, thân hình cự hồ khổng lồ lùi về phía sau mấy bước. Trong mi tâm có một đoàn quang mang màu tím lóe lên, sát khí bàng bạc tuôn ra, đại hồn anh lập tức xuất hiện trước người. Bí pháp cửu chuyển thiên linh. Bí pháp ám ma phân thân. Đại hồn anh xuất hiện, khí tức lập tức tăng vọt, thân ảnh phân ra làm 9.8 đạo linh hồn phân thân xuất hiện hóa thành 9 đạo lưu quang cùng với bản thể đại hồn anh trực tiếp phóng vào trong mi tâm của 9 đầu khôi lỗi trong thời không lao ngục. Siêu. 9 đầu khôi lỗi bị thời không lao ngục thuộc tính kim áp chế không có cách nào nhúc nhích. Đại hồn anh cùng với linh hồn phân thân bắn vào trong mi tâm, thân hình khôi lỗi run lên rồi lập tức ngây dại. Lục Lâm Thiên đã thăm dò qua, hồn anh trong đầu những khôi lỗi này không có sức phản kháng quá lớn, đại hồn anh ra tay đã là quá đủ. Vốn Lục Lâm Thiên định phá hủy 9 đầu khôi lỗi này, thế nhưng do phát hiện ra trong đầu 9 đầu khôi lỗi này không bố trí bất kỳ thủ đoạn gì cho nên mới trực tiếp thi triển âm dương linh vũ quyết thôn vệ hồn anh trong đầu. Chỉ là khi phát hiện ra trên người những đầu khôi lỗi này không có bất kỳ một cấm chế gì cho nên Lục Lâm Thiên mới không muốn phá hủy những đầu khôi lỗi này. 9 đầu khôi lỗi dùng bí pháp đặc thù luyện chế ra, có trận pháp hợp kích, uy lực kinh người. Nếu như thôn vệ những hồn anh trong đầu của đám khôi lỗi này chẳng khác gì hủy đi khôi lỗi. Hắn cũng không hiểu được phương pháp luyện chế nhưng khôi lỗi như vậy. Lui một bước mà nói, muốn lần nữa khôi phục những khôi lỗi này thì phải đánh chết 9 linh tôn cùng với vũ tôn bát trọng trở lên, điều này rất khó. Cho nên hiện tại đã có sẵn hồn anh, tất cả khôi lỗi này đều không bị bố trí thủ đoạn trên người. Dường như đám khôi lỗi này trong lòng người kia cũng không quá quan trọng vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, nếu như có thể khống chế được đám hồn anh này thì sẽ tương đương với việc có thể khống chế 9 đầu khôi lỗi. Về phần phương pháp khống chế đám hồn anh này Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bên trong phương pháp luyện chế hoạt nhân khôi lỗi thì có phương pháp khống chế linh hồn. Phương pháp này cũng có thể khống chế được hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt này. Đại hồn anh cùng với 8 đạo linh hồn phân thân phân biệt tiến vào trong đầu 9 đầu khôi lỗi. Ở trong 9 đầu khôi lỗi, hồn anh hung ác lập ức lao thẳng ra, thế nhưng giống như suy đoán trong đầu của Lục Lâm Thiên trước đó, những hồn anh này không thể làm gì được đại hồn anh và các linh hồn phân thân. Những đầu khôi lỗi này tuy rằng cường đại, thế nhưng phải cần sự phối hợp của bản thể và hồn anh mới được. Mấu chốt là trên người những hồn anh này, khi đó hồn anh mới có thể khống chế khôi lỗi. Hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt ngăn cản công kích đánh tới, thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh, tăng thêm đặc tính của đại hồn anh cho nên lập tức bị đại hồn anh khống chế. Bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký ở sâu trong hồn anh. 9 đầu khôi lỗi lập tức bị Lục Lâm Thiên bố trí linh hồn ấn ký, thân hình liền ngây ngốc. Siêu. Tất cả nằm trong sự khống chế, thân hình cự hổ của Lục Lâm Thiên được thu liếm, thời không lao ngục thuộc tính kim trên không trung trong nháy mắt biến mất.
thân hình mềm mại của Tử Hiên lần nữa được Lục Lâm Thiên ôm vào trong ngực. Mùi thơm đặc biệt kia khiến cho Lục Lâm Thiên nhớ tới năm đó trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Khi đó hắn cũng ôm nữ tử có mùi hương như hoa lan này. Ánh mắt Tử Hiên nhìn vào trên người chín đầu khôi lỗi. Chín đầu khôi lỗi ngốc trệ, đứng bất động. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên phân biệt đánh vào trong đầu chín đầu khôi lỗi. Nàng không khó đoán ra, sợ rằng Lục Lâm Thiên đang khống chế chín đầu khôi lỗi này. Siêu! Trong giây lát ngắn ngủi trong mắt chín đầu khôi lỗi đột nhiên xuất hiện sự hung ác như cũ, thậm chí là còn lớn hơn. Cùng một lúc trên người chín đầu khôi lỗi có một đạo lưu quang bắn ra. Đại hồn anh cùng với tám đạo linh hồn phân thân xuất hiện, tám đạo linh hồn phân thân trở về vị trí cũ, đại hồn anh cũng trở về trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn chín đầu khôi lỗi, thân hình lặng lặng đáp xuống mặt đất, trong mắt tràn ngập sự hung ác, bạo ngược, thế nhưng lại không có động tác gì với Lục Lâm Thiên, ngược lại trong mắt còn hiện lên sự nhu thuận. Về sau gọi các ngươi là hung khôi vậy. Nhìn chín đầu khôi lỗi, cánh tay Lục Lâm Thiên phất lên, thu chín đầu khôi lỗi vừa rồi còn hung hãn vào trong nhẫn chữ vật. Quá trình khống chế đám khôi lỗi này thậm chí còn thuận lợi vượt quá khỏi dự đoán của Lục Lâm Thiên. Cơ hồ chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký, giống như là do hắn luyện chế ra vậy. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên cũng coi như là người trong nghề, chỉ có người luyện chế những đầu khôi lỗi này sau khi luyện chế ra hoàn toàn không để vào trong mắt. Thậm chí có thể còn coi đám khôi lỗi này là vật thí nghiệm không thèm để ý tới cho nên mới xuất hiện. Tình huống như vậy. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán, nếu như đúng như suy đoán của hắn thì cường giả luyện chế ra chín đầu khôi lỗi rốt cuộc tu vi đã tới bước nào rồi. Những đầu khôi lỗi khủng bố này nếu ném ra bên ngoài, cho dù là danh môn đại phái như Tam Tông Tứ Môn cũng tuyệt đối coi là chí bảo. Thế nhưng ở chỗ này lại không được coi trọng như vậy. Thậm chí là linh hồn ấn ký cũng không có lấy một tia. Thế nhưng bất kể như thế nào Lục Lâm Thiên lúc này mỉm cười. Có chín đầu khôi lỗi này bên cạnh không thể nghi ngờ là có thêm chín vũ tôn cửu trọng, còn không phải là vũ tôn cửu trọng bình thường. Một lần nữa hắn cũng có chỗ dựa vào. Trên người có chín đầu khôi lỗi này, về sau có kẻ nào giống như cực nhạc tam quỷ có đến trêu chọc hắn thì chín đầu khôi lỗi này cũng có thể khiến cho cực nhạc tam quỷ chạy rẽ đất. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng hắn lúc này không khỏi thầm nghĩ, hắn dễ dàng có chín đầu hung khôi như vậy, nếu như chuyện này bị đám người thiên địa minh biết được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lục trưởng môn, chín đầu khôi lỗi này Lục trưởng môn đều thu phục được hay sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên tràn ngập sự rung động. Dứt lời lại cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa, chín đầu khôi lỗi đều bị Lục Lâm Thiên thu vào trong nhẫn chữ vật. Chín đầu khôi lỗi kia tương đương với chín cường giả vũ tôn cửu trọng. Còn không phải là vũ tôn cửu trọng bình thường, ít nhất về lực phòng ngự của khôi lỗi chính là thứ mà không ai muốn gặp phải. Trong lòng Tử Yên rung động, chín đầu khôi lỗi này rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, về sau giống như bên cạnh Lục Lâm Thiên có thêm chín cường giả vũ tôn cửu trọng. Chuyện này sợ rằng bất kỳ sơn môn nào nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Khóe miệng nở nụ cười khổ, trong lòng Tử Yên thầm than một tiếng, xem ra lúc này Lục Lâm Thiên tới Tử Vong Thâm Uyên đã có thu hoạch kinh người. Mà sợ rằng kể từ giờ phút này trong Tử Vong Thâm Uyên, kẻ nào còn dám trêu vào Lục Lâm Thiên, sợ rằng kẻ đó sẽ không may. Đúng vậy, vận khí không tệ, chiếm được chín đầu khôi lỗi. Nghe Tử Yên hỏi, Lục Lâm Thiên thu lại tâm thần. Phốc phốc, trong miệng Tử Yên đột nhiên không biết tại sao lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh vật trước mặt tối sầm lại, thân hình uể oải ngã xuống mặt đất. Tử Yên cô nương, nàng sao rồi? Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện nâng Tử Yên lên, kỳ thật hắn cũng đã sớm nhìn ra thương thế trên người Tử Yên không nhẹ. Thương thế không nhẹ, xem chừng không đi được. Tử Yên miễn cưỡng nở nụ cười, liên tiếp bị khôi lỗi đánh trúng, dùng thực lực và lực phòng ngự của nàng mà hiện tại không bị đánh chết đã xem như không tệ rồi. Trước tiên điều tức một chút. Lục Lâm Thiên nhìn cung điện mang phong cách cổ xưa kia. Bên ngoài cung điện này có chín đầu khôi lỗi như vậy trông coi. Sợ rằng bên trong hơn phân nửa sẽ có không ít nguy hiểm. Lúc này thương thế của Tử Yên vô cùng nghiêm trọng, trước mắt không nên đi là tốt hơn. Ánh mắt hắn quét qua choang quanh, vịn Tử Yên đi tới một chỗ sạch sẽ trên quảng trường điều tức một hồi rồi tính tiếp. A hát! Lục Lâm Thiên đang dắt tay Tử Yên rời đi, thế nhưng đột nhiên Tử Yên kêu lên một tiếng đau đớn.
tiếng kêu này lọt vào tai Lục Lâm Thiên lại vô cùng êm tai. Tử Yên cô nương, sao rồi? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn phát giác ra cánh tay mà hắn đang nâng Tử Yên lên có chút ướt át. Mắt nhìn xuống, trên bờ vai nàng đang có máu tươi chảy xuống. Trong mắt hắn có chút lo lắng nói. Thương thế của nàng rất nặng. Không có chuyện gì lớn. Ngại quá, làm phiền tới Lục trưởng môn rồi. Trong mắt Tử Yên hiện lên sự áy náy, linh lực miễn cưỡng chuyển động. Phong bế máu chảy trên vai. Lúc trước nàng bị một đầu khôi lỗi xé rách hồn linh khải giáp cũng làm trọng thương tới vai. Giờ phút này thân hình nàng cực kỳ uể oải, thương thế rất nặng. Đừng nói chuyện, nàng cứ điều tức một chút đi. Không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi xoay người, đem Tử Yên ôm vào trong lòng, đi tới một nơi sạch sẽ trên quảng trường. Đột nhiên bị Lục Lâm Thiên ôm vào trong ngực như vậy khiến cho sắc mặt Tử Yên biến đổi, toàn thân run lên, thân hình cứng ngắc. Mãi cho đến khi Lục Lâm Thiên thả nàng xuống mặt đất mà nàng còn chưa phục hồi tinh thần. Trước tiên nàng cứ điều tức khôi phục thương thế, ta giúp nàng hộ pháp. Lục Lâm Thiên nói với Tử Yên. Được. Lúc này Tử Yên mới khôi phục lại tinh thần, thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ được mà đỏ ửng. Sau khi gật đầu đáp lập tức khoanh chân mà ngồi, thủ ấn kết xuất, bắt đầu điều tức. Lục Lâm Thiên không phát hiện ra có điều gì khác thường, trường bào màu xanh run lên, hít mùi hương của Tử Yên còn lưu lại, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười. Ánh mắt quan sát về bốn phía. Bốn phía quảng trường này đều là mặt đất sơn mạch rộng lớn, trong cung điện cổ xưa có khí tức bất phàm. Dưới cỗ khí tức này Lục Lâm Thiên không dám chủ quan chút nào. Bởi vì hắn không biết rõ bên trong cỗ khí tức bất phàm này còn có nguy hiểm gì hay không, tốt nhất nên cẩn thận một chút thì hơn. Sau khi dò xét một lát, Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Tử Yên đang điều tức, tâm thần khẽ động. Đại hồn anh xuất hiện, thân ảnh lập tức lướt về phía trước. Bản thể Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Tử Yên không xa rồi khoanh chân ngồi xuống. Nhìn nữ tử có chút suy yếu trước mắt một lúc rồi cũng nhắm mắt điều tức. Thời gian trôi qua, trong tử vong thâm uyên này cũng không có phân ra thành ngày và đêm, lúc nào cũng chỉ có xương trắng quanh quẩn, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể tính toán thời gian đại khái. Hơn 10 thời thần sau, Đại Hồn Anh trở lại trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Đại Hồn Anh tìm tòi không gian chung quanh cùng với phụ cận cũng không phát hiện ra điều gì, càng không tìm được Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương quá. Siêu siêu. Trong một không trung bao la, giữa không trung có hơn 10 đạo thân ảnh xẹt qua. Từng cỗ khí tức cường hãn, vô hình lan tràn ra bên ngoài. Mọi người lập tức đáp xuống một khối lục địa lớn vài trăm thước đang lơ lửng. Hai người dẫn đầu là một nam một nữ, nam thanh niên mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt như sao, ung dung mà cao quý. Thanh niên này nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây sẽ lập tức nhận ra, người này chính là sư huynh của Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt. Mà lúc này bên người Lăng Thanh Tuyệt chính là một đạo thân ảnh xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Khuôn mặt không trang điểm lại có chút vũ mị giống như tiên tử, người này chính là Lăng Thanh Tuyền. Hai vị thiếu chủ, phía trước hình như là người của Phi Linh Môn. Một lão giả nhìn mấy đạo thân ảnh phía trước, trong mắt hiện lên hàn ý nói. Tạm thời không ra tay với Phi Linh Môn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt này trầm xuống. Trong khi nói chuyện nhìn cũng cực kỳ ưu nhã. Thế nhưng nói tới Phi Linh Môn, sát ý trong mắt hắn không tự chủ. Được mà tuôn ra. Thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Phi Linh Môn sao? Không ít cường giả chúng ta đều chết trong tay Phi Linh Môn. Bút sổ sách này ở trong tử vong thâm uyên này chúng ta cũng nên báo một chút. Trong mắt một lão giả mặc trường bào màu trắng bắn ra hàn ý cực lớn. Hiện tại không nên trêu vào Phi Linh Môn. Hiện tại cả đế đạo minh đều ở trong tử vong thâm uyên này, chúng ta trước tiên cứ tha cho bọn chúng. Nếu như có cơ hội động thủ lần nữa cũng không muộn. Trước tiên cứ tìm tòi một chút bên này. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt run lên, thân hình nhảy lên không trung, đám người phía sau lập tức đi theo. Lăng Thanh Tuyền không nói gì, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, thân ảnh nhoáng lên, lập tức đuổi theo mọi người. Thương thế của Tử Yên lúc này quá nặng, sau khi điều tức. Ăn vào không ít đan dược chữa thương thì mới có chút hiệu quả. Sắc mặt trắng bệch mới khôi phục một tia hồng nhuận, chỉ là dưới thương thế như vậy nàng muốn khôi phục sợ rằng không phải là điều trong thời gian ngắn có thể làm được. 20 thời thần sau, Tử Yên mới thở ra một ngụm chọc khí, thu thủ ấn lại. Thở một ngụm chọc khí ra, sắc mặt nàng tuy rằng hồng nhuận hơn trước đó thế nhưng vẫn tái nhợt.
Hai mắt Tử Yên mở ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào thân ảnh màu xanh, ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn tới Nhập Thần. Tử Yên cô nương, sao rồi? Lục Lâm Thiên dừng điều tức, ánh mắt nhìn vào trên người Tử Yên. Từ khí sắc của nàng hắn có thể nhận ra thương thế của nàng như vậy coi như là không có trở ngại, sợ rằng muốn khôi phục cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Không có việc gì, có thể đi lại được rồi. Tử Yên nói, lúc này đang trong tử vong thâm uyên nàng không có nhiều thời gian chữa thương. Nhìn Lục Lâm Thiên, nàng thầm nghĩ, tất cả mọi người đều đang gấp rút tìm kỳ ngộ, thế nhưng nam tử trước mắt nàng lúc này lại có thể hộ pháp cho nàng lâu như vậy, trong lòng nàng không khỏi có cảm giác khác thường. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nói. Thật sự có lỗi, làm chậm trễ thời gian của Lục trưởng môn. Tử Yên cô nương khách khí rồi. Lục Lâm Thiên không cảm thấy có vấn đề gì, từ trong miệng đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh hắn cũng biết được những năm này thiên địa các giúp phi linh môn không ít việc. Thiên địa các luôn là một sơn môn đặc thù nhất trên đại lục, có quan hệ như vậy đương nhiên Lục Lâm Thiên cần phải giữ gìn. Chúng ta đi thôi, tìm khắp nơi một chút. Nơi này sợ rằng bất phàm. Tử Yên gật đầu nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ. Thần thái lần nữa lại giống như tiên tử, sợ rằng bất luận nam tử nào nhìn thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Chung quanh ta đã tìm qua, không phát hiện ra thứ gì. Chỉ là tâm đồng cùng với đại ca Dương quá ta cũng không thấy. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại đang lo lắng cho hai người Lục Tâm Đồng và Dương quá. Xem ra Lục trưởng môn cũng rơi vào trong cửu chuyển mê lâm trận. Cường giả thiên địa các ta cũng mất tích, thế nhưng cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta không có việc gì, chắc rằng bọn họ cũng như vậy. Hiện tại không biết chúng ta có thể đi ra ngoài hay không. Tử Yên nói. Tử Yên cô nương cũng biết cửu chuyển mê lâm trận. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, cũng không quá kinh ngạc. Tử Yên thân là thánh nữ của thiên địa các biết rõ cửu chuyển mê lâm trận cũng không có gì kỳ quái. Về phần Lục Tâm Đồng và đại ca Dương quá, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ bình yên vô sự. Tử Yên nhìn qua Lục Lâm Thiên, lại nhìn máu trên bờ vai đã khô, nàng nói. Cửu chuyển mê lâm trận này ta có biết rõ một chút, thế nhưng thứ chúng ta tiến vào không phải là cửu chuyển mê lâm trận bình thường. Trong này cực kỳ quái dị, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Lục Lâm Thiên trầm tư, bên ngoài là cửu chuyển mê lâm trận bất phàm. Trong là chín đầu khôi lỗi, tất cả đều không bình thường. Nơi này sợ rằng càng thêm không bình thường. Trong cung điện này hẳn có thứ bất phàm. Tử Yên quay đầu nhìn cung điện sau lưng cách đó không xa. Mái tóc đen xóa xuống giống như một thác nước nhìn qua có chút vũ mị. Trước cung điện, Lục Lâm Thiên đã sớm dò xét qua. Cung điện cổ xưa này cực kỳ khổng lồ. Cả vật thể màu xanh đỏ, cao chừng mất chục thước, to lớn, sừng sững. Tản mát ra khí tức cổ xưa, dường như đã vô số năm tháng không có ai đặt chân qua. Chưa đi vào cung điện này thế nhưng Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị, khí tức này khiến cho hắn có chút rung động. Chúng ta vào xem. Lục Lâm Thiên nói, bên ngoài hắn đã dò xét qua, cũng không phát hiện ra điều gì. Sợ rằng có thứ gì cũng đặt ở trong cung điện màu xanh đỏ này rồi. Cẩn thận một chút. Tử Yên khẽ nói. Bước chân nhẹ nhàng theo Lục Lâm Thiên đi về phía cung điện cổ xưa. Hai người cẩn thận đi từng bước tới cung điện xanh đỏ khổng lồ. Cũng không có nguy hiểm gì. Cung điện màu xanh khổng lồ này cũng chỉ có một cánh cửa, không biết dùng tài liệu nào tạo thành, bên trên điêu khắc không ít đồ án hình thú dữ tợn. Lục Lâm Thiên, Tử Yên nhìn nhau, khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong cánh cửa lớn. Tiến vào cảnh cửa, Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua chung quanh. Thế nhưng ngoài ý muốn của Lục Lâm Thiên là bên trong cung điện lại là một quảng trường. Quảng trường không lớn, thế nhưng cũng không nhỏ. Mà trong quảng trường là một đống bừa bộn, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, chung quanh còn có không ít cột đá cùng với đá vụn. Đôi mắt xinh đẹp cử Tử Yên chớp động, tràn ngập vẻ nghi hoặc. Dường như cũng không ngờ bên trong cung điện lại là cảnh tượng như vậy. Lục Lâm Thiên dò xét khắp nơi một hồi, thế nhưng cũng không phát hiện ra được gì. Cả quảng trường đều là cảnh đổ nát thê lương, giống như nơi này từng xảy ra một trận đại chiến vậy. Chúng ta nhìn xem một chút, nàng cẩn thận. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, âm thanh vừa dứt, chân khí dưới chân léo lên, thân hình nhảy ra, bắt đầu đánh giá chung quanh. Thế nhưng lúc này trước mắt Lục Lâm Thiên cũng chỉ là quảng trường đổ nát thê lương. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không thể nào tin được. Ngươi cũng cẩn thận một chút,
Tử Yên khẽ nói, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc đánh giá khắp nơi. Một lát sau, hai người cẩn thận kiểm tra trong quảng trường, cũng không có phát hiện ra điều gì. Chỉ là trong không gian này tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Khí tức này dường như có chút quỷ dị a. Lục Lâm Thiên nhướng mày, bên trong nhìn như không có vật gì, thế nhưng cỗ khí tức vô hình mà quỷ dị kia vô cùng cổ xưa. Ảo trận thật cao mình. Trong lúc Lục Lâm Thiên nghi hoặc, âm thanh của Tử Yên vang lên. Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người Tử Yên, vội vàng hỏi. Tử Yên cô nương, nàng phát hiện ra gì sao? Lục trưởng môn, ta nghĩ chúng ta bị nhốt trong một ảo trận cao minh. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại chúng ta đã không ra được. Tử Yên quay đầu nói với Lục Lâm Thiên, thế nhưng không ngờ lại dán mặt vào vai Lục Lâm Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, chóp mũi cơ hồ đỡ upsilon.ng vào nhau. Khoảng cách như vậy khiến cho hai người sững sờ, đều cảm nhận được khí tức của đối phương. Thân hình hai người lập tức lùi về phía sau một bước. Lúc này Lục Lâm Thiên mới quay đầu lại nhìn, cánh cửa mà hai người vừa mới tiến vào đã biến mất không thấy. Lại là ảo trận. Lúc này Lục Lâm Thiên mới ý thức ra một lần nữa hắn đã bị nhốt trong ảo trận, không ngờ hắn lại không cảm giác ra một chút nào, đủ để thấy được ảo trận này lợi hại ra sao, ánh mắt hắn tràn ngập sự ngưng trọng, hỏi. Tử Yên cô nương, nàng có biện pháp phá ảo trận này không vậy? Trận pháp trong Tử Vong Thâm Uyên này đều là trận pháp thượng cổ, lưu truyền ra bên ngoài cực ít, ta chỉ hiểu được ra lông. Ảo trận này cực kỳ cao minh, sợ rằng ta cũng bất lực. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng, ảo trận này cực kỳ cao minh, nàng tự nhận mình không có biện pháp. Trận pháp thượng cổ không phải là thứ mà nàng chắc có thể phá vỡ. Lục Lâm Thiên nghe vậy càng thêm ngưng trọng, nếu bị nhốt ở chỗ này thì không ổn, không có cách nào đi ra bên ngoài. Cũng không thể bị nhốt đến chết ở trong này, chúng ta tìm kiếm chung quanh xem. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, đã bị nhốt ở bên trong vậy thì hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp đi ra mà thôi. Được, Tử Yên gật đầu nói, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hai người cẩn thận tìm kiếm cả quảng trường mấy thời thần, thế nhưng cũng không tìm được biện pháp gì. Vô luận như thế nào cũng không có cách nào rời khỏi quảng trường này. Trong mắt hai người hiện lên sự thất vọng, tất cả mọi biện pháp đều được nghĩ tới, thế nhưng đều không có hiệu quả. Lục trưởng môn, nếu như ngươi mặc kệ ta sớm rời đi thì nói không chừng lúc này cũng sẽ không bị vây ở đây. Tử Yên cười khổ nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào phía trên một bãi đá vụn, sắc mặt biến hóa, chậm rãi đi qua rồi bắt đầu cẩn thận đánh giá. Lập tức Lục Lâm Thiên dò xét đống đá vụn thứ hai, ánh mắt nhảy lên, hít sâu một hơi. Có phát hiện gì sao? Tử Yên nói. Nếu như ta đoán không sai ảo trận này hẳn là đường rời khỏi cửu chuyển mê lâm trận mà thôi. Chỉ là trận này có chút cải biến một ít. Lục Lâm Thiên nói. Thật sự là như thế sao? Chúng ta theo cửu chuyển mê lâm trận tiến vào đây cho nên vừa rồi thật không ngờ lại đi tới nơi này. Tử Yên sau khi được Lục Lâm Thiên chỉ điểm lập tức nhìn ra được một chút mánh khóe, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Ý bảo Tử Yên coi chừng một chút, Lục Lâm Thiên bắt đầu dựa theo phương pháp phá trận của cửu chuyển mê lâm trận, thế nhưng trong lòng không ngừng phập phùng, không biết sau khi phá vỡ trận hai người bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm gì đó hay không. Thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể phá vỡ ảo trận này mà thôi. Mất một lát, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên qua đống đá vụn trên quảng tường. Thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên theo sát phía sau. Khi tới đống đá vụn thứ 9, Lục Lâm Thiên bước ra một bước lại có chút do dự. Sau khi hít sâu một hơi, hắn quay đầu nói với Tử Yên, nói. Tử Yên cô nương, nàng nên coi chừng một chút. Dứt lời, Lục Lâm Thiên bước xuống một bước, ngay khi hắn hạ chân xuống bỗng nhiên quảng trường này ầm ầm run rẩy. Ầm ầm, cả quảng trường run rẩy giống như địa chấn, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn. Coi chừng. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, toàn thân đề phòng. Trong nơi này quỷ dị không thôi, hắn không thể không đề phòng. Siêu. Lúc này cả quảng trường run lên, trong ánh mắt cảnh giác của hai người cả quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Mà trong mắt của hai người xuất hiện một đại điện cực lớn. Hít. Mắt nhìn đại điện này, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển thành khiếp sợ. Ở trong đại điện có một bánh xe đang xoay. Cả đại điện màu cổ đồng,
cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên đại điện không ngừng có khí thức cổ xưa, thê lương lan tràn ra. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên nhìn kỹ chung quanh, lập tức thấy ở giữa đại điện có một thân ảnh. Thân ảnh này không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, toàn thân là xương bọc da, mái tóc rối tung giống như mạng nhện. Mà lúc này thứ khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ chính là khí thức trên thân hình này, chung quanh thân hình này có một tầng gợn sóng không gian lắc lư khiến cho linh hồn đau đớn. Toàn thân trong lúc vô hình gặp phải một cỗ uy áp bàng bạc, cực lớn. Uy áp thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, uy áp này vô cùng mạnh, khiến cho hắn nhìn một cái lập tức cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt. Chân khí cùng với linh lực trong cơ thể giống như bị đình trệ. Mà khí thức này Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm nhận được cực kỳ giống với khí thức trên người sư phụ Chí Thánh Đại Đế, thân hình này so với thân hình của sư phụ Chí Thánh Đại Đế còn cổ xưa hơn. Thân hình đế giả. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, khí thức trên thân hình này tuyệt đối đã đạt tới đế giả. Thân hình trước mắt này chính là do đế giả lưu lại. Lúc này Tử Yên cũng vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc, dường như nàng cũng cảm nhận được khí thức bàng bạc trên thân hình kia. Siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên dò xét, thân hình trong đại điện bỗng nhiên run lên, thân hình rung động tạo thành tiếng ken két. Tiếng ken két vang vọng, thân hình này bắt đầu nhúc nhích, tựa như sống lại. Toàn thân tràn ngập một cỗ năng lượng chấn động. Trong đại điện, thân hình kia dưới ánh mắt khó tin của Lục Lâm Thiên và Tử Yên, năng lượng quanh thân chậm rãi chấn động, thân hình vang lên tiếng lách cách. Thân hình đang khoanh chân ngồi lập tức đứng lên, thân hình đứng thẳng mang theo năng lượng chấn động, xuất hiện trước ánh mắt của Lục Lâm Thiên và Tử Yên. Có thể đi tới đây cũng coi như bất phàm, chỉ là vẫn không tránh thoát khỏi cái chết. Một âm thanh khàn khàn, hờ hững mà cổ xưa từ trong miệng âm thanh này vang vọng trong đại điện. Thân hình chỉ có xương bọc da chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc rối mất trật tự tung bay, lộ ra hai hốc mắt trống rỗng, trong hốc mắt là tia máu lập lòe. Không xong, chẳng lẽ vẫn còn sống? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thân hình đế giả này chẳng lẽ còn sống hay sao? Nếu như còn sống thì phiền lớn rồi. Lục Lâm Thiên nhìn thân hình đế giả, thân hình kia đứng trong đại điện, thân hình nhìn qua có chút đơn bạc thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Trong hốc mắt có hai luồng hồng quang lập lòe. Không xong, đây là thân hình đế giả. Tử Yên nhìn thấy thân hình này lập tức kinh hãi. Xem ra chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ, nếu như ngày hôm nay hai người bọn họ không đánh bại thân hình đế giả này mà nói thì không có cách nào thuận lợi rời khỏi nơi này. Mà cảm giác năng lượng chấn động trên thân hình đế giả này Lục Lâm Thiên tự nhận suy nghĩ của mình là viển vông. Đế giả này có lẽ đã vẫn lạc hoặc tới đại nạn. Thân hình đế giả này có lẽ là do vị cường giả kia khi còn sống bố trí một linh hồn lạc ấn, thực sự không phải là đế giả chính thức. Tử Yên khẽ nói, thực lực của nàng tuy rằng không được bao nhiêu, thế nhưng nhãn lực lại vô cùng bất phàm. Cho dù như vậy sợ rằng vô cùng khó đối phó, chỉ cần một đạo tàn niệm linh hồn cùng với thân hình đế giả cũng đã có thực lực khủng bố rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sự ngưng trọng, lúc này năng lượng chấn động quanh người thân hình đế giả kia dường như đang hấp thu năng lượng, khí tức ngày càng khủng bố. Lục trưởng môn, thân hình đế giả này dường như đang hấp thu năng lượng trở nên mạnh mẽ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Yên đột nhiên biến đổi, nàng bắt đầu có dự cảm không tốt. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm cảm giác được điểm này. Giờ phút này thân hình đế giả kia thậm chí còn đang bành trướng, năng lượng chấn động ngày càng mạnh, khí tức từ từ tăng cường. Thân hình đế giả này đang hấp thu năng lượng khiến cho bản thân mạnh lên. Càng hấp thu năng lượng càng nhiều thì chúng ta khó có thể chống đỡ. Nàng coi chừng một chút, ta đối phó với thân hình đế giả này. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu cứ để cho thân hình đế giả hấp thu năng lượng thì thực lực của hắn ngày càng mạnh. Đến lúc đó càng khó đối phó, thân hình đế giả này sợ rằng cũng không bỏ qua cho hai người bọn họ. Dứt lời thân hình Lục Lâm Thiên khẽ động, quanh thân bố trí thanh linh khải giáp, chân khí màu trắng dưới chân lóe lên. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện lướt về phía thân hình đế giả trong đại điện. Siêu! Chân khí mênh mông phô thiên cái địa từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra. Uy thế nhưng vậy khiến cho cả đại điện run lên. Trong khoảnh khắc năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, một đạo quyền ấn được đánh ra. Ngao! Trên quyền ấn, một hư ảnh hoàng kim cự long xuất hiện, trực tiếp rít gào với thân hình đế giả kia. Phanh! Hư ảnh hoàng kim cự long đánh tới, ánh mắt tràn ngập tia máu của đế giả kia run lên, thân hình nhoáng lên một cái,
dường như xương cốt vang lên tiếng lách cách. Bàn tay khô héo mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc trực tiếp đánh về phía hư ảnh Hoàng Kim Cự Long. Tốc độ của thân hình đế giả này nhìn như chậm chạp, thế nhưng tốc độ lúc này lại cực kỳ khủng bố. Trưởng ấn vừa mới đánh ra, không gian trước trưởng ấn lập tức bị chấn vỡ, trong giây lát va chạm với hư ảnh Hoàng Kim Cự Long. Phanh phanh! Hư ảnh Hoàng Kim Cự Long hơn ngàn thước dưới trưởng ấn này lập tức bị đánh nát thành từng khúc, không gian chung quanh xuất hiện vết nứt đen kịt. Siêu! Tiếp đó thân hình đế giả đột nhiên xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, tốc độ kinh khủng kia khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Không chút do dự hóa quyền thành trưởng, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay, một đạo trưởng ấn lập tức được đánh ra. Phanh! Đạo trưởng ấn gần trong gang tấc mang theo lực phá không hung hăng đánh vào trên người thân hình đế giả. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên lập tức biến sắc, thân hình đế giả này nhìn như yếu ớt, đi cũng khó khăn, thế nhưng so với sắt thép cứng nhất còn cứng rắn hơn. Một kích toàn lực của Lục Lâm Thiên vũ tôn lục trọng đỉnh ngay cả vũ tôn bát trọng cũng khó mà chống lại được. Thế nhưng ngay cả thân hình của đế giả này cũng không rung chuyển một chút nào, cánh tay hắn còn đau đớn kịch liệt. Phanh! Cùng lúc ánh mắt tràn ngập tia máu của thân hình đế giả lóe lên, bàn tay khô héo đánh ra một đạo trưởng ấn vào người Lục Lâm Thiên. Phanh! Quyền ấn đánh xuống, dùng tốc độ của Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không có cách nào tránh thoát. Một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện đập vào ngực Lục Lâm Thiên. Phốc phốc! Lục Lâm Thiên không có chút sức phản kháng nào, miệng lập tức phun ra máu tươi. Thanh linh khải giáp trên người trực tiếp bị đánh nát, thân hình mạnh mẽ bắn ngược về phía xua, nặng nề đập vào mặt đất. Phanh! Cả đại điện thoáng run rẩy, nơi thân hình Lục Lâm Thiên đập xuống mặt đất đại điện trực tiếp rạn nứt. Lục trưởng môn! Tử Yên yêu kiều quát lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Phốc phốc! Lục Lâm Thiên đứng lên, miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thanh linh khải giáp của hắn hoàn toàn không có lực kháng cự. Một mảng lớn lân phiến bị đánh nát, vết máu loang lổ, mà ngay cả bất diệt huyền thể cũng không có cách nào chống lại lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lục phủ ngũ tạng gần như bị đánh nát, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Ta không sao. Lục Lâm Thiên nói, may mà có bất diệt huyền thể, bằng không dưới một trưởng này cũng đủ để cho hắn toi mạng. Thực lực của thân hình đế giả này cũng quá mức kinh khủng, mà đây chỉ là thực lực của một đạo tàn hồn. Nếu như đế giả này còn sống thì không biết thực lực sẽ khủng bố bực nào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sự cảnh giác nhìn về phía thân hình đế giả này. Tử Yên lo lắng, đồng thời cũng rung động vì lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên. Một kích kinh khủng của thân hình đế giả kia sợ rằng vũ tôn cửu trọng bình thường cũng phải lành ít dữ nhiều nếu dám chống lại. Thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thể chống lại được. Một trưởng đánh bay Lục Lâm Thiên, thân hình đế giả kia nhìn Lục Lâm Thiên, quang mang chớp động, lần nữa bước ra một bước, muốn tiếp tục ra tay với Lục Lâm Thiên. Coi chừng! Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thực lực của thân hình đế giả này quá mức kinh khủng. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có cách nào biết rõ liệu mình có thể chống lại được kích thứ hai của thân hình đế giả kinh khủng này hay không. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này trong mắt Tử Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng, nàng tự biết mình không có lực chống cự, chỉ bằng cỗ uy áp trên người thân hình đế giả này cũng đã tạo thành áp chế tuyệt đối với nàng. Siêu! Thân hình đế giả bước ra một bước, trực tiếp phá không xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Uy áp phô thiên cái địa khuếch tán. Một đạo chảo ấn xé rách không gian đánh về phía hai người. Huyễn ảnh thanh vũ. Lục Lâm Thiên cấp tốc thúc giục huyễn ảnh thanh vũ, hai cánh trong nháy mắt mở rộng, tựa như một quang cầu màu xanh bao phủ hai người vào bên trong. Quang mang quanh quẩn huyễn ảnh thanh vũ, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Phanh. Đạo chảo ấn của thân hình đế giả đánh xuống, trực tiếp đánh vào phía trên huyễn ảnh thanh vũ. Hư ảnh chảo ấn to lớn hoàn toàn bao phủ huyễn ảnh thanh vũ. Phờ na. Trong khoảnh khắc huyễn ảnh thanh vũ bị đánh bay, nặng nề đập vào đại điện, trực tiếp phá hủy một cột đá màu xanh cực lớn. Cột đá sụp đổ, ầm ầm rơi xuống đất, đại điện run lên, cả tòa đại điện lung lay giống như sắp sụp đổ. Ông! Huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, Lục Lâm Thiên ôm Tử Yên, thân hình cùng với huyễn ảnh thanh vũ bị đẩy lui, nơi hắn đi qua mắt đất trực tiếp bị rạn nứt, tạo thành từng rãnh sâu trong đại điện. Phốc phốc! Lần nữa Lục Lâm Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua huyễn ảnh thanh vũ đánh xuống không ngờ lại khủng bố như vậy. Người tự tiện xông vào, chết.
thân hình đế giả này cũng không cho Lục Lâm Thiên thời gian trì hoãn, thân hình trực tiếp xẹt qua không gian, như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Trong bàn tay khô héo có một đạo quang tụ năng lượng bắn ra. Quang trụ bao phủ không gian khiến cho Lục Lâm Thiên không có cách nào tránh né. Siêu! Quang trụ bằng năng lượng bao phủ, lập tức đập vào trên người Lục Lâm Thiên. Năng lượng khủng bố cùng với uy áp tuyệt đối của đế giả xuyên thấu vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn. Lúc này Lục Lâm Thiên kinh hãi, bên trong năng lượng này có công kích linh hồn, mà còn mạnh mẽ không kém công kích vật lý. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có cảm giác đại hồn anh cùng với tiểu hồn anh của mình run rẩy, hoàn toàn bị uy áp khủng bố kia áp chế. Cỗ uy áp này tới từ sâu trong linh hồn khiến cho hắn cơ hồ không có sức phản kháng. Ông! Vào lúc nguy cấp kim đao màu vàng trong thân hình Lục Lâm Thiên nhảy ra, kim quang bao phủ trong đầu, công kích khủng bố này lập tức bị kim đao màu vàng thôn phệ. Ông! Trong đầu Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng thôn phệ năng lượng khủng bố. Trong khoảnh khắc này giống như kim đao bị thứ gì đó dẫn dắt, tiếng nổ vang vọng. Kim quang bắn ra, trực tiếp từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên bắn ra, bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Thân hình đế giả nhìn Lục Lâm Thiên, dưới cỗ kim quang này ánh mắt tràn ngập tia máu kia run lên, thân hình trực tiếp lùi lại phía sau vài bước. Thân hình khô héo run rẩy, ánh mắt nghi hoặc, dường như đang bị uy áp cực lớn. Ầm ầm. Lúc này mặt đất trong đại điện run lên, giống như chấn động. Tiếng ầm ầm vang vọng từ dưới lòng đất truyền ra. Thân hình đế giả run lên, ánh mắt nhìn vào bên ngoài đại điện, lại nhìn kim quang bao phủ Lục Lâm Thiên, toàn thân run lên, thân hình khô héo kia cung kính thi lễ với Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt tràn ngập tia máu xuất hiện sự kính sợ cùng với kiêng kỵ. Siêu! Thân hình đế giả lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên chỉ kịp nhìn thấy một đạo lưu quang nhàn nhạt biến mất mà thôi. Hít! Thân hình đế giả biến mất, kim đao màu vàng lập tức trở lại trên tiểu hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên. Khục khục! Kim quang biến mất, thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng tràn ra tia máu, lảo đảo ngồi xuống đất. Thương thế trên người hắn rất nặng, nếu không có lực phòng ngự hơn người sợ rằng hắn có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Trước mặt thân hình đế giả kia tu vi của hắn bị áp chế tuyệt đối, còn cỗ khí tức kia, hiện tại hắn nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lục trưởng môn, ngươi sao rồi? Tử Yên nhìn thân hình đế giả biến mất đang vô cùng nghi hoặc, nhìn thấy bộ dáng của Lục Lâm Thiên, sắc mặt đại biến, thân hình lập tức ngồi xuống trước mặt Lục Lâm Thiên, nói. Thương thế của ngươi không nhẹ. Dứt lời trong tay Tử Yên xuất hiện một khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lục Lâm Thiên. Lấy váy dài màu tím lau sạch vết máu nơi khóe miệng của Lục Lâm Thiên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xinh đẹp trốn tránh, khuôn mặt đỏ ửng. Cảm tạ, thương thế không nhẹ, thế nhưng ta còn chịu đựng được. Lục Lâm Thiên nói, nhìn nữ tử trước mắt, lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thân hình đứng lên, mắt nhìn cả đại điện, thân hình đế giả đột nhiên biến mất khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Thân hình đế giả kia tại sao lại đột nhiên biến mất? Trong lòng Tử Yên vô cùng nghi hoặc, thân hình đế giả kia đột nhiên rời đi khiến cho trong lòng nàng nghĩ không ra. Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trước khi rời đi thân hình đế giả thi lễ với Lục Lâm Thiên, chuyện này khiến cho nàng càng thêm nghi hoặc. Ta cũng không biết, trước tiên chúng ta nên nghĩ biện pháp rời khỏi đây thì hơn. Lục Lâm Thiên nói, nếu như để thân hình đế giả kia trở về thì không xong. Trong lòng hắn thầm phỏng đoán thực lực của đế giả kia cũng không dưới Huyền Hạo bao nhiêu. Hắn không có biện pháp chống lại, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút nghi hoặc, thân hình đế giả kia dường như vừa rồi còn thi lễ với hắn. Chuyện này vô cùng quái dị, mà nguyên nhân Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể quy kết cho kim đao màu vàng trong đầu. Cũng tốt, dường như trong này cũng không có thứ gì. Tử Yên khẽ nói, ánh mắt nhìn chung quanh, nơi này trống không chỉ có bụi bặm. Lục Lâm Thiên gật đầu, rời đi là tốt nhất, tránh cho thân hình đế giả kia trở về. Tuy rằng tổng lòng nghĩ tới trong thân hình đế giả kia có bảo vật như đế giả chi nguyên, nói không chừng còn nhận được truyền thừa. Thế nhưng sau khi chứng kiến thực lực của thân hình đế giả kia, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không dám mơ tưởng tới nó. Ồ! Lục Lâm Thiên đang định rời đi bỗng nhiên nhìn thấy nơi mà thân hình đế giả khoanh chân ngồi có không ít đồ án. Đây là thứ gì? Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi mới đến gần. Lúc này hắn mới nhìn rõ dường như trên mặt đất là địa đồ. Có thể thấy không ít dãy núi, cũng có không ít cung điện cùng với thông đạo.
Đây dường như là một bản đồ. Tử Yên tiến lên, nhìn qua đồ án rồi nói. Dường như là vậy, chỉ là không biết có quan hệ gì với nơi này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua địa đồ được khắc trên mặt đất. Thế nhưng cũng không nhìn ra có sự tương đồng nào với nơi này, sau khi nhìn qua lập tức không để ý nữa. Chúng ta đi thôi, vạn nhất thân hình đế giả kia trở về thì phiền lớn. Tử Yên nói. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong đại điện to lớn như vậy lại cực kỳ trống trải. Trừ phần đại điện trong lúc giao thủ bị phá hủy ra chung quanh cũng không có thứ gì tồn tại. Lục Lâm Thiên cũng không dám dừng lại, hai người lập tức tìm nơi rời khỏi đại điện. Trong đại điện rộng lớn, hai người cẩn thận từng tí một, tìm kiếm lối ra. Cũng không có nguy hiểm nào xuất hiện. Trong cung điện to lớn như vậy ngoài thân hình đế giả kia cũng không còn vật nào khác. Thân ảnh hai người xuôi ngược trong cung điện, cánh cửa khi trước đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hai người xuất hiện ở trên một vách đá dựng đứng, trước người chính là vách núi vạn trượng dựng đứng, trên không trung là mây mù lượn lờ. Siêu siêu. Hai người nhìn nhau, thả người nhảy lên, thân hình nhảy lên vách đá vạn trượng. Đây đã là một khối đại lục lơ lửng cuối cùng, mây mù lượn lờ ngập trời, trong không gian xuất hiện lần nữa vô số lục địa lớn nhỏ đang lơ lửng. Ảo trận thật cao minh. Tử Yên quay đầu lại, đại điện khổng lồ màu xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhìn về phía sau, đại điện kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ở phía sau hắn là một mảnh sơn mạch vô tận, xanh biếc. Đại lục phía trước giống như bị người ta mạnh mẽ chặt đứt vậy. Lục Lâm Thiên đảo qua chung quanh, cường giả tán tu chung quanh không ít, trong đó có không ít người đều là cường giả tôn cấp, cũng không biết là xuất hiện từ nơi nào. Mà nhìn không ít đội hình đại môn đại phái phía trước, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Trong đó có Lam Linh của Vạn Thú Tông, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, còn có Cổ Phong trưởng lão kia. Cùng với hai trưởng lão tôn cấp thân mang trường kiếm khác, đây không phải là Thao Ưng lão tổ của Vạn Thú Tông mà là cường giả khác, đoán chừng bọn họ đã chia ra mấy đường hành động. Giờ phút này trong sự dò xét của Lục Lâm Thiên, đám người Vạn Thú Tông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Lâm Thiên. Cả đám lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp sững sờ, ánh mắt này dường như khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng lại trên người Lam Linh một lúc rồi thu hồi. Vì Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông, Lam Linh trở thành thứ đặt cược, cũng không biết mấy năm nay nàng thế nào, mấy năm nay hắn cũng không nghe nói qua tin tức nàng cùng với Công Tôn Xuân Thu của Hóa Vũ Tông thành gia lập thất. Ánh mắt không dừng lại trên người Lam Linh quá lâu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía xa. Trừ người Vạn Thú Tông ra cách đó không xa còn có hơn chục đạo thân ảnh khiến cho hai mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời. Đúng là cường giả của Hóa Vũ Tông, có ba cường giả tôn cấp, trong đó có Công Tôn Hóa Nhai kia ở bên trong. Mà bên cạnh còn có một người mà Lục Lâm Thiên đã từng gặp qua, chính là tôn tử của Công Tôn Hóa Nhai, vị hôn phu của Lam Linh, chính là Công Tôn Xuân Thu. Nhìn Công Tôn Xuân Thu này trong lòng Lục Lâm Thiên mơ hồ có chút không thích. Phía xa xa Lục Lâm Thiên còn nhìn thấy Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các cùng với Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả, còn có Tiêu Trưởng Lão và Liêu Trưởng Lão mà hắn từng luận bàn qua. Khí tức của hai vũ si này hiện tại cũng đã đạt tới tôn cấp. Mắt nhìn cường giả trong ba đội hình, Lục Lâm Thiên cũng không có đi tới, ánh mắt ý bảo Tử Yên đi tới một bên. Ánh mắt sau đó nhìn về phía không gian vặn vẹo. Không gian vặn vẹo này dường như đang có dấu hiệu mở ra. Bằng không cũng sẽ không có khí tức bàng bạc lan tràn ra chung quanh như vậy. Lục trưởng môn, nơi này dường như có cấm chế do cường giả thượng cổ bố trí, không biết bên trong sẽ có thứ gì. Tử Yên nhìn gợn sóng trong không gian vặn vẹo, cấm chế này rất mạnh, người thực lực yếu một chút thậm chí còn không dám tới gần. Mặc kệ có cái gì chúng ta cứ nhìn kỹ hãy nói. Cấm chế này sắp tự động vỡ, đến lúc đó phải coi chừng một chút. Lục Lâm Thiên nói. Bên cạnh có không ít cường giả nhìn chằm chằm vào đó, tốt hơn hai người nên đề phòng thì hơn. Những năm tôi luyện vừa qua khiến cho Lục Lâm Thiên lúc nào cũng bảo trì sự cảnh giác. Tử Yên gật đầu, hai người cùng đứng ở một bên chờ đợi. Trong đám người, Công Tôn Xuân Thu vẫn luôn nhìn vào trên người Lam Linh, thậm chí còn công khai đi tới bên người Lam Linh, quan hệ của hai người cả đại lục đã sớm biết rõ. Nhìn thấy Công Tôn Xuân Thu tới, Lam Linh nhíu mày. Thế nhưng trước mặt mọi người trong tông nàng cũng không nói gì. Miệng nghiến răng, môi son khẽ mở, nhịn xuống sự không vui trong lòng. Thời gian lẳng lặng trôi qua,
trong lúc hai người Lục Lâm Thiên chờ đợi bên ngoài hạp cốc lần nữa có không ít thân ảnh bị khí tức từ trong hạp cốc lan tràn ra hấp dẫn tới. Trong đó có vài cường giả tôn cấp, bên trong có vô số vương cấp, thi thoảng còn có không ít cường giả Lan Lăng Sơn Trang khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn vài lần. Lan Lăng Sơn Trang tới đây tầm 10 người, Lục Lâm Thiên chỉ nhận ra Gia Cát Tây Phong và Gia Cát Tử Vân, mặt khác còn có mấy người có tu vi tôn cấp và vương cấp, Lộc Linh Tôn Giả và Liễm Linh Tôn Giả. Lan Lan Sơn Trang này vừa mới xuất hiện lập tức đi tới đội hình của Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông trò chuyện, ánh mắt không có chút ý tốt nhìn về phía đám người Nhật Sát Các. Lục Lâm Thiên nhìn thấy chuyện này trong mắt, thế nhưng cũng không để ý. Hiện tại có không ít cường giả tụ tập, chỉ bằng những người có thực lực như vậy không đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn hiện tại. Ồ! Trong lúc vô ý Lục Lâm Thiên nhìn vào một nơi hẻo lánh trong hạp cốc. Trên một tảng đá ở chỗ hẻo lánh kia có một lão giả ăn mặc bình thường. Lão giả này khép hờ mắt, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Bên người lão giả kia còn có một nam tử trung niên mặc áo vàng đang cung kính cúi đầu đứng. Hai người đứng ở nơi hẻo lánh, vốn không có gì kỳ quái. Thế nhưng lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên không khỏi nhảy lên, hai người này vẫn đứng ở nơi hẻo lánh kia, nhưng ngay từ đầu hắn lại không chú ý tới khí tức của hai người này. Giống như là như có như không vậy. Không hề nghi ngờ hai người này đều bất phàm. Nhìn chăm chú về phía trước, Lục Lâm Thiên lại thầm rùng mình. Bởi vì hắn phát hiện ra mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của lão giả kia. Mà trung niên mặc hoàng bào bên cạnh lão giả này Lục Lâm Thiên vừa mới dò xét lập tức biến sắc. Người này tuyệt đối là yêu thú, lại là yêu thú bát giai trung kỳ. Không biết người này là ai? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Người có yêu thú bát giai trung kỳ trong ngươi sợ rằng thực lực tuyệt đối khủng bố. Không biết người này có địa vị gì, rõ ràng nhìn qua lão giả này là một tán tu. Âm thầm dò xét người khác không phải là một chuyện lễ phép, tuy rằng Lục Lâm Thiên tự cho mình dò xét cực kỳ kín kẽ, thế nhưng khi Lục Lâm Thiên đang muốn thu hồi khí lập tức lão giả vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần kia đột nhiên mở hai mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Lâm Thiên có cảm giác trong nháy mắt linh hồn mình chấn động. Chỉ một tia khí tức vô hình của người này mà đã cường hãn như vậy. Ít nhất cũng là cường giả linh tôn cửu trọng. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, thực lực của người này sợ rằng đã tới tình trạng khủng bố. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn cảm giác được thực lực của lão giả này không dưới sư thúc Khổng Tước Tôn giả. Nhìn qua ánh mắt lão giả này, Lục Lâm Thiên thất lễ trước cho nên trong mắt hiện lên sự áy náy, cho như tạ tội. Lão giả kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong mắt có chút nghi hoặc rồi lập tức gật đầu với Lục Lâm Thiên. Phanh! Vào giờ phút này, gợn sóng vặn vẹo trong không gian đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt, lập tức bị nghiền nát, lộ ra một thông đạo cực lớn, một cỗ khí tức bàng bạc từ trong hạp cốc lan tràn ra. Cấm chế mở ra rồi. Nhanh đi vào, địa phương có cấm chế nhất định có bảo vật. Trong nháy mắt từng đạo khí tức giống như thức tỉnh, chân khí, linh lực tràn ra. Từng đạo thân ảnh phóng về phía hạp cốc giống như sợ chậm hơn người khác một bước. Lập tức có mười mấy đạo thân ảnh trong đó dường như còn có ba cường giả tôn cấp thấp trọng nhanh chóng lao vào trong hạp cốc. Siêu siêu. Mà lúc này trong hạp cốc bỗng nhiên có một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn, giống như vòi rồng rít gào. Trong hạp cốc, từ mặt đất bắt đầu có một vòng xoáy không khí lật tung mặt đất, vô số vết nứt trên mặt đất lan tràn ra chung quanh. Khí thế phô thiên cái địa tràn ngập. Năng lượng khủng bố tràn ngập, một cơn lốc bằng năng lượng cực lớn được ngưng tụ. Cơn lốc rít gào, hội tụ thành một vòi rồng cực lớn, khiến cho trong không gian xuất hiện vô số vết nứt đen kịt. Cả hạp cốc bị lật tung, trong cơn lốc khủng bố này, hơn 10 đạo thân ảnh dẫn đầu bắn vào hạp cốc lập tức bị cắn nuốt vào bên trong. Mau lui lại, nhanh. Từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến vào hạp cốc liều mạng chạy ra, sắc mặt cả đám đại biến. Trong hạp cốc, kinh phong khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, lập tức bạo liệt. Phanh phanh, kinh phong khuếch tán, cả không trung hạp cốc vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Khí tức khủng bố mà cuồng bạo phóng lên trời. Phốc phốc, một ít người gần đó lập tức bị đánh bay xuống mặt đất, có người bị trọng thương, có người bị thương nhẹ, còn có không ít người lảo đảo lui lại. Mà hơn 10 cường giả bị cắn nuốt vào bên trong lúc này đã không còn một chút xương cốt nào. Hít. Cảnh này khiến cho những người ở phía sau đang muốn tiến về phía trước lập tức hít sâu một hơi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, kình phong kinh khủng vừa rồi hẳn là năng lượng còn sót lại sau khi cấm chế mở ra bộc phát mới tạo thành cơn lốc kinh khủng như vậy.
chỉ tiếc hơn 10 người kia không chờ được, lại vì vậy mà mất đi tính mạng. Lúc này cả hạp cốc một mảnh bừa bộn, sau khi bình tĩnh lại, mọi người nhìn nhau, cũng không có ai dám tiến về phía trước. Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Doãn Ngạc nhìn nhau, cũng không định làm người dò đường đầu tiên. Siêu! Ngoài hạp cốc, lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên đứng lên, duỗi người một cái, bàn chân đạp mạnh tảng đá, trực tiếp phóng vào trong hạp cốc. Đại hán trung niên mặc hoàng bào bên người hắn vẫn luôn theo sau, thân ảnh hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hai người này tiến vào trong hạp cốc, không ít người chung quanh lúc này mới lục tục tiến vào trong hạp cốc. Thế nhưng tốc độ cũng không cao, tất cả đều vô cùng cảnh giác. Lục Lâm Thiên cũng không có sốt ruột, ở cửa vào hạp cốc lúc này có không ít thân ảnh dừng lại. Người của bốn đại sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang, Nhật Sát Các, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông vẫn đang đứng chờ xem tình hình. Sau khi nhận thấy trong hạp cốc không còn nguy hiểm gì mọi người mới có ý định khởi hành. Trường bào trên người Lục Lâm Thiên run lên, cũng định hành động. Địa phương có cấm chế trong Tử Vong Thâm Uyên này sợ rằng cũng có chút thu hoạch. Cho dù là ở trong cung điện cổ xưa màu xanh đỏ kia, tuy rằng hắn không nhận được bảo vật gì, thế nhưng đạt được 9 đầu khôi lỗi bát giai, đây đã là trọng bảo rồi. Ngay khi Lục Lâm Thiên định khởi hành, Lục Lâm Thiên cảm giác một ánh mắt quen thuộc đang nhìn vào mình, chính là Lam Linh của Vạn Thú Tông. Mắt nhìn Lam Linh, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu cười, bộ dáng của hắn hiện tại, Lục Lâm Thiên tự nhận Lam Linh không thể nhìn ra. Lục Lâm Thiên gật đầu, Lam Linh cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Người mặc áo bào xanh này chung quy tạo cho nàng một cảm giác quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra, mà bản thân nàng dường như thực sự không biết người này, chỉ là khí tức lại có chút quen thuộc. Cùng lúc này một ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về nơi phát ra ánh mắt. Người nhìn hắn lúc này không phải là ai khác mà chính là hôn phu của Lam Linh, Công Tôn Xuân Thu. Liếc mắt nhìn Công Tôn Xuân Thu, trong đôi mắt của Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Ấn tượng của hắn đối với người này cũng không quá tốt, tốt nhất tên này đừng có trêu vào hắn, bằng không hắn cũng sẽ không khách khí. Dù sao hắn và Thiên Địa Minh tùy thời có thể khai chiến với nhau. Lục trưởng môn, tông chủ Lam Linh của Vạn Thú Tông không nhận ra ngươi đó chứ? Nghe nói tông chủ Lam Linh này dường như có chút quen biết với Lục trưởng môn. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên và Lam Linh, ánh mắt lóe lên bất định, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Chắc là không, bộ dáng này của ta ngay cả nàng cũng không nhận ra, chắc hẳn không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên cười nói, bộ dáng lúc này của hắn so với bộ dáng trên Bình Nham đảo khi trước có chút bất đồng. Tăng thêm khí tức thu liễm, hẳn là không có ai có thể nhận ra. Tiểu tử, ngươi dám nhìn loạn một lần nữa thì bổn vương nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Trong đám người, Công Tôn Xuân Thu ở bên cạnh Lam Linh kinh ngạc. Nhìn Lam Linh gật đầu cười với một nam tử xa lạ, mà người xa lạ này hắn không biết, có lẽ chỉ là một tán tu mà thôi. Cho nên ánh mắt lập tức lạnh lẽo, coi Lục Lâm Thiên là nơi chút giận. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, hàn ý bắn ra. Ánh mắt nhìn vào trên người Công Tôn Xuân Thu, ngừng một cái, khóe miệng nở nụ cười lạnh lõ, âm thanh khàn khàn nói. Không biết con chó hoang ở đâu lại sủa loạn cắn người vậy? Âm thanh của Lục Lâm Thiên tuy rằng không lớn, thế nhưng lại đủ để cho mọi người chung quanh nghe rõ. Mà nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt không ít người biến hóa. Công Tôn Xuân Thu là người của Hóa Vũ Tông, tán tu mặc trường bào màu xanh này không ngờ lại dám trêu vào Hóa Vũ Tông, sợ rằng muốn tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Công Tôn Xuân Thu sao còn có thể nhịn được. Trong lòng hắn đã sớm khó chịu từ trước, trong mắt hiện lên sát ý, lạnh lùng quát. Tiểu tử, dám trêu vào Hóa Vũ Tông ta, cũng không tự biết lượng sức mình, muốn chết. Lục Lâm Thiên nhìn Công Tôn Xuân Thu, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nói. Ta thấy ngươi đừng có nên trêu vào ta, bằng không ngay cả cơ hội làm con rể Vạn Thú Tông cũng không có. Đáng hận. Trường bào trên người Công Tôn Xuân Thu run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chân khí tràn ra, dường như muốn ra tay. Dừng tay, chúng ta đi vào thôi. Công Tôn Hóa Nhai lên tiếng, khuôn mặt sẹo co lại, ánh mắt không có chút ý tốt nào nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này hắn không có cách nào nhìn thấu tu vi của nam tử áo bào xanh, thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được thực lực của nam tử áo xanh này nhất định còn trên Công Tôn Xuân Thu. Sợ rằng một khi động thủ Công Tôn Xuân Thu sẽ phải chịu thiệt.
nếu như Hóa Vũ Tông ra tay tương trợ thì sẽ làm mất mặt Hóa Vũ Tông trước mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang và Vạn Thú Tông. Ở bên trong nếu như có cơ hội thì động thủ cũng không muộn. Mà từ trong miệng nam tử áo xanh kia hắn không khó nhận ra dường như người này hiểu rất rõ Hóa Vũ Tông. Nhìn thấy Hóa Vũ Tông cùng với một thanh niên tán tu đối chọi gay gắt, người của Nhật Sát Các ở phía xa khẽ cười. Đám người Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Tử Yên, cũng không biểu hiện ra điều gì trên mặt. Tông chủ, tiểu tử này. Công Tôn Xuân Thu lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, dường như còn muốn động thủ. Chính sự quan trọng hơn. Công Tôn Hóa Nhai nhìn Công Tôn Xuân Thu, lập tức gật đầu với chúng cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông cùng tiến vào hạp gốc. Ngay sau đó Nhật Sát Các cũng theo đó tiến vào. Nhìn qua đám người Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, còn có Nhật Sát Các tiến vào, lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên mới khẽ đổi, sau khi truyền âm cho Tử Yên, hai người cũng lách mình tiến vào trong hạp gốc. Trong hạp gốc này lại vượt quá dự đoán của Lục Lâm Thiên. Đây là một mảnh sơn mạch vô tận, sơn mạch xanh ngắt, không gian cực kỳ bao la. Mà ở trong không gian này dường như có năng lượng chấn động cực kỳ cuồng bạo. Siêu siêu. Không ít thân ảnh tiến vào, sau đó biến mất ở phía xa. Lục trưởng môn, năng lượng chấn động ở nơi này không tầm thường. Tử Yên truyền âm nói, thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Coi chừng. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Lúc này, Tử Yên vừa mới đặt chân xuống, không biết chạm vào cái gì mà trên mặt đất lập tức có năng lượng chấn động, không gian đột nhiên vặn vẹo. Mặt đất bằng phẳng lập tức bắn ra một đạo lục mang. Một cọc gỗ lập tức phóng về phía Tử Yên. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho Tử Yên kinh ngạc một chút, thế nhưng cũng không có chút bối rối nào, thân hình mềm mại nhanh chóng lui về phía sau. Một cỗ linh lực cường hãn tuôn ra, hung hăng đánh vào trên cọc gỗ. Phanh! Âm thanh trầm thấp vang vọng, cây cọc gỗ này lập tức bị Tử Yên đánh thành cho tàn, hóa thành năng lượng tiêu tán trên không trung. Không sao chứ? Thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới bên người Tử Yên, nhìn Tử Yên rồi nhẹ giọng hỏi. Cây cọc gỗ vừa rồi là do năng lượng thuộc tính mộc ngưng tụ, trong hạp gốc này có chút kỳ lạ. Không có việc gì, chỉ là năng lượng thuộc tính mộc mà thôi. Uy lực không cao. Tử Yên nói, công kích thuộc tính mộc vừa rồi cũng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng sợ rằng dưới cường giả tôn cấp sợ rằng rất ít người có thể chống lại. Coi chừng. Lục Lâm Thiên nói, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Trên một vách núi dựng đứng, một cỗ năng lượng vô cùng bàng bạc lan tràn tới, mang theo dược hương nồng đậm. Trên vách đá này có một cây mây màu trắng, toàn thân trắng long lanh mọc trong khe nứt, cây mây này kéo dài chừng 1000 mét trên vách đá, bên trên có lá cây đỏ như lửa, mùi thơm lạ lùng lan tràn ra, khiến cho người khác hít vào không khỏi cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Mà ở giữa dây mây màu trắng long lanh này, dưới lá cây màu hồng thẫm có một linh quả nửa trắng nửa hồng, lớn chừng nắm tay, thế nhưng năng lượng chấn động kinh người từ trong đó tràn ra lại cực kỳ kinh người. Chỉ cần nhìn vào năng lượng chấn động kia cũng khiến cho người ta khiếp vía. Trời, là âm dương nguyên quả. Trong này thậm chí còn có âm dương nguyên quả. Âm thanh kinh ngạc, rung động vang lên. Sau đó có một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía vách đá dựng đứng, lao thẳng về phía âm dương linh quả. Vật này tuyệt đối là bảo vật, bên ngoài cơ hồ không có cách nào nhìn thấy thứ này. Đồn rằng sau khi phục dụng âm dương nguyên quả này người có tu vi tôn cấp cũng có thể trực tiếp tăng cường tu vi. Đồn rằng âm dương nguyên quả này còn có một tác dụng vô cùng quan trọng khác nữa, tóm lại đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Hỏa Lộ Vương, âm dương nguyên quả này không phải là thứ mà ngươi có thể thu được. Một tiếng quát vang lên, một cỗ chân khí thuộc tính thổ nặng nề bắn ra. Trong nháy mắt hung hăng đánh trúng đầu người kia. Kình phong cùng với lực lượng mạnh mẽ chút xuống trực tiếp đánh nát đầu người kia. Sau khi dùng một kích đánh chết người kia, một thân ảnh mặc hoàng bào xuất hiện trên vách đá. Người này chừng 50 tuổi, mặt mũi tràn ngập vẻ âm lệ, sắc mặt có chút vui vẻ, lập tức phóng về phía âm dương nguyên quả. Siêu! Mà lúc này khi lão giả kia vừa mới đắc ý phóng về phía âm dương nguyên quả, không đợi hắn đáp xuống, thân hình vừa mới có động tác thì trước mắt xuất hiện một bông hoa. Một tiếng quát trầm thấp vang lên bên tai hắn. Vũ Tôn nhất trọng nho nhỏ mà đã nghĩ tới chiếm âm dương nguyên quả này, chết cho ta. Tiếng quát trầm thấp vang vọng, người mặc hoàng bào kia lập tức kinh hãi. Chỉ là tốc độ của người nọ nhanh tới mức khiến cho hắn không kịp phản kháng,
một đạo quyền ấn đã hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phanh! Dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt này, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay thân hình hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất giống như chim gãy cánh. Nặng nề đập vào mặt đất khiến cho mặt đất run rẩy một chút. Phốc phốc! Trong miệng lão giả này phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu, cũng không biết còn sống hay đã chết. Siêu siêu! Cùng một lúc hai đạo thân ảnh đáp xuống, chính là hai người Lục Lâm Thiên, Tử Yên cảm nhận năng lượng của âm dương nguyên quả chấn động. Hai người đáp xuống, ánh mắt trước tiên nhìn về phía âm dương nguyên quả trên vách đá. Lục trưởng môn, loại bảo vật như âm dương nguyên quả này chính là thiên tài địa bảo. Tử Yên xuất hiện, mắt nhìn về phía âm dương nguyên quả, đôi mắt xinh đẹp biến đổi. Loại bảo vật như âm dương nguyên quả này nàng cũng không lạ gì. Trong tư liệu của thiên địa các cũng đã có nói tới khiến cho kiến thức của nàng so với đại đa số người trong đại lục còn lớn hơn. Quả thực là bảo vật. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn về phía âm dương nguyên quả trên cây mây lóng lánh kia. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong mắt có chấn động. Năng lượng kinh người kia chấn động khiến cho hắn kinh hãi. Đồn rằng sau khi phục dụng âm dương nguyên quả này có thể khiến cho tu vi cường giả tôn cấp trực tiếp đột phá, là loại thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong nháy mắt này người vừa mới đánh bại vũ tôn nhất trọng kia lăng không mà đứng, tuổi chừng 50, ánh mắt có chút âm trầm, dáng người trung đẳng, khí thế cực kỳ sắc bén. Mọi người trên không trung nhìn thấy vũ tôn nhất trọng kia chỉ một quyền đã bị đánh bay, lúc này vũ tôn nhất trọng kia mới ổn định lại thân hình. Âm dương nguyên quả là vật của Lan Lăng Sơn Trang, tất cả cút ngay cho ta. Lão giả 50 tuổi này quét mắt qua không trung, cũng không đặt đám người trong không tủng vào trong mắt. Có Lan Lan Sơn Trang hắn ở đây những tán tu này ai dám tiến lên tranh đoạt. Luận thực lực hắn là vũ tôn tứ trọng, ở nơi này cũng không có ai dám trêu vào hắn. Huống chi lúc này cũng có không ít cường giả Lan Lăng Sơn Trang có mặt. Lục trưởng môn, loại bảo vật như thế này không nên để rơi vào trong tay người khác. Tử Yên biến sắc, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Loại bảo vật như âm dương nguyên quả này cũng không thể để rơi vào trong tay đám người Lan Lăng Sơn Trang. Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang này cũng không có cường giả quá mạnh mẽ. Chậm đã. Lục Lâm Thiên giữ chặt Tử Yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai đạo thân ảnh phía trước. Lúc này lão giả thân bí vào đại hán trung niên mặc hoàng bào cũng có mặt ở đây. Siêu. Lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang ngẩng đầu nhìn về phía âm dương nguyên quả tràn ngập năng lượng bàng bạc trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, thân hình lập tức lao thẳng về phía trước. Cút xuống phía dưới cho ta. Ngay khi lão giả 50 tuổi kia sắp tiếp cận tới âm dương nguyên quả thì không gian trước người vặn vẹo, bỗng nhiên có một đạo quang mang lóe lên. Siêu. Một thân ảnh màu vàng lập tức xuất hiện trước mặt lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang. Trong sát na có một cỗ yêu nguyên từ trong lòng bàn tay thân ảnh màu vàng này tuôn ra. Một đạo trưởng ấn xé rách không gian trong nháy mắt đánh vào trên ngực lão giả của Lan Lăng Sơn Trang. Phốc phốc! Lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang có tu vi vũ tôn tứ trọng mà ngay cả cơ hội bố trí phòng ngự cũng không có cách nào, lập tức đã bị một trưởng đánh vào ngực. Phanh! Âm thanh trầm thấp vang lên. Lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang lập tức bị đánh từ trên vách núi đá rơi xuống mặt đất. Phốc phốc! Máu tươi phun ra, vũ tôn tứ trọng này trực tiếp đập vào mặt đất, sau đó bay về phía sau gần 100 mét mới chậm rãi dừng lại. Mặt đất trực tiếp bị kéo thành một rãnh sâu. Vũ tôn tứ trọng chỉ trong vòng một chiêu bị trọng thương, biến cố đột nhiên xảy ra như vậy khiến cho không ít người cả kinh. Từng ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về phía đại hán mặc hoàng bào. Yêu nguyên trên người đại hán mặc hoàng bào tràn ra, tu vi bát giai trung kỳ hiện ra, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn là một đầu yêu thú, một cường giả thực sự. Thực lực như vậy khiến cho đám người Gia Cát Tây Phong cùng với một người có tu vi tôn cấp khác đang định ra tay lập tức ngừng lại. Đại hán mặc hoàng bào trong vòng một chiêu đánh bại vũ tôn tứ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, thân hình không có một chút trì hoãn nào, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người trực tiếp thu âm dương nguyên quả vào trong một hộp ngọc. Siêu! Âm dương nguyên quả bị hái, cây mây long lanh này lập tức héo rũ, sau đó biến mất không thấy trong vách đá. Chủ nhân! Thân ảnh lóe lên, thân hình đại hán mặc hoàng bào đáp xuống bên cạnh lão giả, cung kính giao hộp ngọc trong tay cho lão giả kia. Mắt nhìn lão giả bình thường này, đám người Lan Lăng Sơn Trang cũng không khó đoán ra đầu yêu thú bát giai trung kỳ này hơn phân nửa là tọa kỵ của lão giả kia.
thân có yêu thú bát giai trung kỳ làm tọa kỵ, đám người Lan Lan Sơn Trang lúc này cũng không dám trêu vào. Các hạ là người phương nào? Sao lại giật đồ của Lan Lăng Sơn Trang ta? Còn làm bị thương cường giả Lan Lan Sơn Trang, các hạ có thể lưu lại danh tự hay không? Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói, không biết là hắn muốn biết danh tự của lão giả này hay là vì trước mặt bao nhiêu người muốn nói một ít câu vớt phát lại mặt mũi. Về phần động thủ sợ rằng tuyệt đối không dám. Trước mặt thực lực tuyệt đối bọn họ không cần suy nghĩ cũng biết mặt mũi của Lan Lăng Sơn Trang lớn bao nhiêu. Lan Lăng Sơn Trang. Lão giả này thì thào một tiếng, cũng không để ý tới người của Lan Lăng Sơn Trang, thân ảnh lóe lên, lập tức cùng với đại hán mặc hoàng bào biến mất trên không trung. Thực lực như vậy không phải là thứ mà đám người ở đây có thể so sánh. Trơ mắt nhìn lão giả kia rời đi, sắc mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang có chút khó coi. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào, bọn họ cũng không dám ngăn cản hai người kia. Giờ phút này đã có đệ tử Lan Lăng Sơn Trang đi tới nâng lão giả Vũ Tôn Tứ Trọng kia lên. Thương thế của hắn tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy được, tuyệt đối tới tình trạng nghiêm trọng. Đám người chung quanh trơ mắt nhìn Âm Dương Nguyên Quả bị đoạt, tuy rằng trong lòng không nỡ, thế nhưng lại hả giận không thôi. Lan Lăng Sơn Trang công khai chiếm Âm Dương Nguyên Quả, thế nhưng lại bị người khác cướp đi, coi như là một giáo huấn cho đám người Lan Lăng Sơn Trang. Nhìn thấy đám đại môn đại phái như Lan Lăng Sơn Trang bị người khác không thèm để ý tới, những tán tu cùng với người của các thế lực nhỏ đều âm thầm vui mừng, hả giận. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua đám người Lan Lăng Sơn Trang, trong mắt tràn ngập hàn ý, trong lòng có xúc động muốn ra tay đánh chết mấy người này. Thế nhưng lại do dự một chút rồi nhịn xuống, ý bảo Tử Yên, hai người lập tức rời đi. Lục trưởng môn, lão giả vừa rồi là ai? Thực lực người này không thể khinh thường đúng không? Một lát sau, trên sơn mạch Tử Yên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngăn nàng ra tay, nàng còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên biết lão giả kia. Ta cũng không biết, thế nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, chúng ta không nên trêu vào thì hơn. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của lão giả kia cực kỳ cường hãn. Nam Thúc thường nói, trên đời này có vô số cường giả, núi cao còn có núi cao hơn. Bởi vậy Lục Lâm Thiên không muốn trêu vào một cường giả lạ lẫm. Âm Dương Nguyên Quả tuy rằng là trọng bảo, thế nhưng không có thực lực tuyệt đối thì không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh đáp xuống. Người này tuổi chừng 40, dáng người tục tằn, vô cùng có lực. Ánh mắt đang cẩn thận đánh giá tảng đá lớn màu xanh trước mắt. Lúc này trước mặt hắn có một tảng đá lớn màu xanh chừng vài trăm mét, trên tảng đá có một cây linh thảo màu xanh đường kính bằng cánh tay. Nhưng màu xanh này không giống như màu xanh lá bình thường, mà toàn thân nó óng ánh sáng long lanh một màu xanh lá. Cẩn thận đếm kỹ linh thảo, thì cũng không có nhiều lắm, chỉ tổng cộng có 18 phiến lá thon dài xanh biếc. Lá cây này nhìn cũng rất kỳ lạ, nó có hình dáng giống như trái tim vậy. Phía trên linh thảo có một cỗ khí tức thấm đậm ruột gan lan tràn ra, ở phía xa căn bản không thể phát hiện ra điều này. Mắt nhìn thấy linh thảo, đại hán kia khẽ mỉm cười, thân ảnh phóng về phía linh thảo màu xanh lục. Thế nhưng lại cực kỳ cẩn thận, giống như đang đề phòng thứ gì đó. Siêu. Khi đại hán kia sắp tới gần linh thảo màu xanh lục này thì phía trên linh thảo bỗng nhiên có một đạo lục mang bắn ra. Lục mang bạo động, năng lượng khủng bố trong nháy mắt hóa thành một hư ảnh cự mãng dài hơn 100 mét, mở cái miệng máu ra, trực tiếp táp về phía đại hán kia. Đại hán này dường như cũng đã sớm có sự chuẩn bị, thủ ấn trong tay biến hóa, chảo ấn trong tay lập tức đánh ra. Linh lực phô thiên cái địa tuôn ra ào ào, cả không gian run lên. Chảo ấn trực tiếp đánh vào trên người hư ảnh cự mãng. Linh hỏa phía trên chảo ấn tràn ra khiến cho đầu cự mãng kia sợ hãi, bắt đầu rút lui. Trở về cho ta. Ánh mắt đại hán này trầm xuống, miệng quát khẽ một tiếng. Liên tiếp đánh ra mấy đạo thủ ấn, trực tiếp phong ấn đại mãng màu xanh vào trong linh thảo, lúc này mở thỏa mãn cười cười. Mà ngay trong nháy mắt khi đại hán này muốn hái linh thảo kia, trong lúc đang kích động thì không gian trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực. Siêu! Gợn sóng trong không gian lóe lên, bảo vật tới tay rồi thế nhưng lại biến mất dưới mí mắt đại hán. Hỗn trướng, kẻ nào dám động tới vật của bản tôn? Như phản xạ có điều kiện, vật tới tay rồi còn bị đoạt khiến cho đại hán kia giận dữ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lúc này trên không trung có một nam tử mặc áo dài màu xanh đang lơ lửng đứng trên không trung. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, trong tay cầm một khỏa linh quả,
18 linh tâm thảo đều không phải vật bình thường, luận giá trị tuyệt đối không dưới âm dương nguyên quả bị lão giả kia đoạt đi lúc trước. Cút đi cho ta tha cho cái mạng nhỏ của người. Thập bát linh tâm thảo không phải là của ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn đại hán thô lỗ kia, linh tôn tam trọng, thực lực cũng không yếu. Chỉ là hắn cũng không cần phải bận tâm, đạt được thập bát linh tâm thảo rồi cũng không cần phải lấy mạng đối phương. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên trên không trung, trong lúc vô hình có một cỗ khí thế khiến cho đại hán thô lỗ từ trong tức giận hồi phục tinh thần lại. Đại hán thô lỗ cảm nhận được khí tức trên người thanh niên này, khí tức khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm, cũng khiến cho hắn không có cách nào nhìn thấu. Đối phương có thể từ trong tay hắn cướp đi thập bát linh tâm thảo đã chứng minh thực lực còn ở phía trên hắn. Bảo vật như thập bát linh tâm thảo so với tính mạng hắn vẫn kém một chút. Khẽ cắn môi, trước mặt thực lực tuyệt đối, đại hán thô lỗ này tuy rằng có không cam lòng, thế nhưng thân là tán tu có thể tu luyện tới mức này cũng là người thông minh, cực kỳ thức thời. Sau khi hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lại tham lam nhìn thập bát linh tâm thảo trong tay Lục Lâm Thiên rồi mới định rời đi. Siêu! Quang mang màu trắng dưới chân đại hán thô lỗ lóe lên, mang theo một bụng lửa giận hóa thành một thân ảnh mơ hồ phóng về phía sơn mạch xa xa. Thập bát linh tâm thảo này cũng là một loại thiên tài địa bảo a. Tử Yên lách mình đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn vào thập bát linh tâm thảo trên tay hắn rồi nói. Linh tôn tam trọng kia dường như gọi là ngũ linh tôn giả, cũng không phải là kẻ bình thường, cũng biết cách ngắt thập bát linh tâm thảo này. Nếu như người bình thường đem hư ảnh lục mãng kia đánh tan thì thập bát linh tâm thảo này cũng không còn bao nhiêu giá trị. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lúc này ánh mắt mới cẩn thận nhìn vào phía trên thập bát linh tâm thảo, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Thập bát linh tâm thảo này cũng là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên gặp, là một linh dược thiên tài địa bảo cực kỳ khó gặp. Đồn rằng thập bát linh tâm thảo này chế luyện thành một loại đan dược có thể đề cao tâm cảnh cực lớn, nghe nói hiệu quả không dưới diễn linh thánh quả. Chậm rãi thu thập bát linh tâm quả vào trong nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên mừng rỡ, không ngờ bản thân hắn lại dễ dàng gặp được thập bát linh tâm thảo như vậy. Linh tôn tam trọng kia cũng thức thời, nếu như thập bát linh tâm thảo này đem ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thèm thuồng vì nó. Trong này dường như có không ít linh dược, chẳng lẽ nơi này có liên quan tới linh dược sao? Tử Yên nói, bên trong vùng sơn mạch này đã tìm thấy không ít linh dược, đều là thứ ở bên ngoài khó có thể thấy được. Trong này có chút kỳ quái. Trong lòng Lục Lâm Thiên đang không ngừng suy đoán, bên trong sơn mạch bị cấm chế này trên đường đi có không ít bảo vật. Coi chừng một chút, đạt được những linh dược này cũng coi như có thu hoạch rồi. Tử Yên dịu dàng nói, hai người không trì hoãn quá nhiều, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thân ảnh bắn về phía trước rồi lập tức biến mất. Lục địa lơ lửng này cũng không biết rộng bao nhiêu, Lục Lâm Thiên và Tử Yên xuyên qua bên trong cũng thấy được không ít linh dược. Trong đó đại bộ phận đều là Lục Lâm Thiên đoạt trong tay người khác. Ở trong này chuyện đoạt đồ của người khác quả thực là một chuyện vô cùng thường xuyên. Trong này chỉ có mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tất cả những chuyện khác đều là lời nói suông mà thôi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên cùng với Tử Yên cảm nhận được một cỗ khí tức, thân ảnh hai người đáp xuống phía trên vách núi của một hạp gốc. Cái đó đúng. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía một đóa hoa màu đỏ như máu. Đóa hoa màu đỏ như máu này vô cùng lớn, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, đường kính chừng 3 mét, toàn thân màu đỏ, bên trên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Khí tức này tựa như huyết sát chi khí, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho người khác hãi hùng, khiếp vía, trong lúc bất chi bất giác sẽ bị ảnh hưởng. Là huyết linh mẫu đơn, không được nhìn nhiều, loại huyết linh mẫu đơn này tuy rằng là bảo vật, thế nhưng lại có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí của chúng ta. Trong lúc vô thanh vô thức bị nó khống chế, đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. Tử Yên nhìn đóa hoa màu đỏ, ánh mắt biến đổi, có kinh ngạc, không dám nhìn nhiều vào đóa hoa huyết sắc này. Huyết linh mẫu đơn sao, thứ này là vật gì? Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào trên huyết linh mẫu đơn, đóa hoa màu đỏ đường kính chừng 3 mét này toàn thân giống như có huyết quang quanh quẩn, càng nhìn qua càng giống như bên trong có máu tươi đang chảy, có một vẻ đẹp thê lương. Khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải mê muội. Siêu. Bỗng nhiên trong đầu Lục Lâm Thiên run lên, ánh mắt bắn ra tinh quang, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã bị ảnh hưởng. May mà linh hồn của hắn không kém, sợ rằng ngay cả linh tôn bình thường nếu như gặp tình huống vừa rồi sẽ bị ảnh hưởng. Huyết linh mẫu đơn chính là một loại tà hoa thượng cổ, tuy rằng là bảo vật,
thế nhưng nếu không có cách nào khống chế nó thì sẽ bị huyết sát chi khí của nó khống chế. Đồn rằng khi huyết linh mẫu đơn tới tầng cao nhất còn có thể có linh trí, đến lúc đó nó sẽ khống chế hoa nô của nó. Tử Yên nói với Lục Lâm Thiên. Huyết linh mẫu đơn này ta cũng chỉ vô tình đọc được một ít tư liệu trong thiên địa các, đồn rằng thứ này đã sớm biến mất, rất khó phát triển, không ngờ ở nơi này còn có thứ này. Không ngờ trên đời lại còn có tà hoa như vậy. Lần nữa nhìn về phía huyết linh mẫu đơn, trong lòng Lục Lâm Thiên chính thức rung động. Huyết linh mẫu đơn này không ngờ có thể phản khống nhân loại thành hoa nô, lần đầu tiên Lục Lâm Thiên chứng kiến việc này. Từ trên sách cổ ta cũng biết được một chút, nếu như có thể khống chế hoa nô này cho bản thân mình sử dụng thì chính là một kiện bảo vật. Chỉ là ta cũng không biết làm cách nào mới có thể khống chế huyết linh mẫu đơn này. Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt nhảy lên. Huyết linh mẫu đơn này còn có chỗ tốt như vậy, đây tuyệt đối là bảo vật. Tuy rằng hắn cũng không biết phương pháp, thế nhưng nếu cứ ngắt huyết linh mẫu đơn này trở về, nói không chừng nghĩa phụ và sư phụ thánh thủ linh tôn sẽ có biện pháp. Trong mắt hiện lên sự phân vân, Lục Lâm Thiên không có lập tức hành động mà ánh mắt nhìn sang bên cạnh, đứng chắp tay nói. Các hạ xem lâu như vậy rồi, có phải cũng nên đi rồi hay không? Ha ha, không nghĩ tới nơi này lại có loại bảo vật thượng cổ như huyết linh mẫu đơn, phàm là thiên tài địa bảo, tuy rằng người gặp là có phần, thế nhưng cũng phải dựa vào thực lực. Hai người các ngươi không có tư cách, cút đi. Hôm nay tâm tình của bản tôn tốt, tha cho các ngươi một mạng. Trên không trung, không gian lắc lư, lập tức có một đạo thân ảnh màu đen bước ra ngoài. Người đến chừng 60 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, khí tức âm trầm, trong mắt hiện lên hung quang, xem ra cũng không phải loại người lương thiện gì. Lục Lâm Thiên nhếch miệng, nhìn qua lão giả bước ra từ không gian lắc lư. Lão giả áo đen này xuất hiện, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn đã sớm phát hiện ra lão giả áo đen này theo đuôi hắn và Tử Yên. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Khẩu khí của các hạ không nhỏ, thế nhưng không ngờ lại khoác loát như vậy. Vốn ta cũng định buông tha cho ngươi, hiện tại, ngươi có trốn cũng không thoát. Tiểu tử, đừng lắm lời, bản tôn gọi là ác linh tôn giả, không biết ngươi có nghe nói qua hay không. Thế nhưng cho dù ngươi biết rõ cũng đã muộn rồi. Lão giả áo đen nhìn Lục Lâm Thiên cười, trong nụ cười mang theo hàn ý nhàn nhạt, rõ ràng đã động sát. Giết người ở trong này chính là chuyện thường ngày. Lục trưởng môn, ác linh tôn giả này chính là một cường giả linh đạo thành danh đã lâu, thủ đoạn hung ác, lại là trưởng lão địa cấp của thiên địa các, đã từng tiếp nhận không ít nhiệm vụ. Tử Yên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, đối với lai lịch của ác linh tôn giả này nàng cũng biết một chút. Linh tôn lục trọng, quả thực rất mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn về phía ác linh tôn giả, không khó nhận ra người này là linh tôn lục trọng. Thế nhưng chỉ bằng vào loại thực lực này muốn đoạt huyết mẫu đơn trong tay hắn thì còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn ác linh tôn giả nói. Ác linh tôn giả, ta chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng ngay sau đây sợ rằng trên đại lục này sẽ không còn ai nghe nói tới ác linh tôn giả nữa. Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có ai dám hung hăng càn quấy như vậy trước mặt bản tôn. Ngươi muốn chết. Ác linh tôn giả lạnh nhạt quát một tiếng, linh lực chấn động. Trong tay lập tức đánh ra một đạo linh lực xuyên thủng không gian, bắn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhìn ác linh tôn giả ra tay, Tử Yên hoàn toàn không lo lắng, thân hình còn tự động lui về phía sau một chút, khóe miệng nở nụ cười. Một đạo linh lực thất luyện xuyên thủng không gian đánh tới, Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến. Quang mang quanh thân chớp động, một đạo quang mang trong tay phóng ra, hai đạo năng lượng thất luyện va chạm. Không gian run lên. Cũng không tạo thành sóng to gió lớn, hai đạo năng lượng lập tức biến mất trên không trung. Trong sát na khi Lục Lâm Thiên ra tay, khuôn mặt cười lạnh của ác linh tôn giả rốt cuộc cũng biến đổi. Đến giờ phút này hắn mới biết được thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt tuyệt đối không phải là người dễ trêu. Không biết là ai muốn chết. Trong nháy mắt này sắc mặt Lục Lâm Thiên lạnh như băng, trong hai mắt bắn ra hàn ý. Bàn tay vung lên. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía ác linh tôn giả. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp xé rách không gian, giống như là xuyên thủng không gian, dùng tốc độ kinh người nhanh như thiểm điện lướt tới trước người ác linh tôn giả. Tốc độ cực nhanh, khiến cho không gian chấn động tạo thành âm thanh trầm thấp, thân ảnh tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên gợn sóng trong không gian. Không xong. Ác linh tôn giả biến sắc, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Thân ảnh phá không lui lại.
quanh thân xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, thủ ấn trong tay biến hóa, dường như muốn toàn lực ra tay. Chậm rồi. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt ác linh tôn giả, tay phải nhanh như chớp tát một cái. Phanh. Cơ hồ là cùng lúc, âm thanh thanh thúy vang vọng, ác linh tôn giả có tu vi linh tôn lục trọng lại trực tiếp bị một cái tát của Lục Lâm Thiên đánh bay. Linh lực vừa mới tuôn ra lập tức bị tán loạn. Phốc phốc. Trong miệng phun ra máu tươi cùng với mấy cái răng, thân hình ác linh tôn giả giống như cục đá văng ra phía sau, hung hăng đập vào mặt đất ở phía xa. Luận tốc độ cùng thực lực, linh tôn lục trọng như hắn làm sao có thể chống lại thực lực biến thái của Lục Lâm Thiên. Ngay cả vũ tôn cửu trọng Lục Lâm Thiên cũng không sợ, huống chi bản thân hắn chỉ là linh tôn lục trọng. Phanh! Ác linh tôn giả hung hăng đập vào mặt đất, tạo thành một rãnh sâu trên mặt đất. Ánh mắt lúc này tràn ngập hoảng hốt, hắn thật không ngờ thực lực của nam tử áo xanh này lại mạnh tới như vậy. Tu vi linh tôn lục trọng như hắn không ngờ chỉ bị một cái tát của đối phương mà bị bay về phía sau, hắn còn có thể nói gì nữa. Chỉ có thể trách mình không có mắt. Trốn! Ác linh tôn giả không dám nghĩ nhiều, thân hình trên mặt đất dựa thế mà trốn, đâu còn dám ở lại. Muốn chạy sao, ta đã sớm nói qua ngươi không trốn nổi đâu. Lúc này một đạo âm thanh mang theo hàn ý nhàn nhạt vang lên bên tai ác linh tôn giả. Trong nháy mắt này ác linh tôn giả lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng không gian bao phủ quanh thân khiến cho linh lực trong cơ thể hắn đình trệ. Ngay khi ác linh tôn giả còn chưa kịp phản ứng, trên người đã bị đánh xuống mấy đạo cấm chế. Thủ đoạn phòng ngự còn chưa kịp thúc dục đã bị người khác bắt. Thân hình bị cấm chế, miệng đầy máu tươi, trong mắt ác linh tôn giả lần nữa xuất hiện thân ảnh mặc áo xanh kia. Giờ phút này trong mắt ác linh tôn giả tràn ngập sự kinh ngạc, hắn đường đường là linh tôn lục trọng, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng cấm chế như vậy. Tiền bối, ta có mắt không tròng, mong tiền bối tha cho ta một mạng. Trong lúc kinh hãi đồng thời âm thanh của ác linh tôn giả cũng không bị cấm chế. Lập tức mở miệng cầu khẩn Lục Lâm Thiên. Miệng nói tiền bối, trong lòng tự nói là mình không có mắt. Đối phương nhìn như không lớn hơn hắn, thế nhưng có tu vi như vậy sợ rằng cũng là cường giả lánh đời đã lâu. Tiền bối sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn vào ác linh tôn giả nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đây chính là kết cục mà ngươi tự chọn. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, ác linh tôn giả tuyệt vọng. Lần này hắn đi ra coi như động thủ trên đầu thái tuế, xuất môn bất lợi, ai biết lại đỡ upsilon.ng phải người mạnh như vậy. Trước tiên cho ngươi sống thêm vài ngày. Dẫn theo ác linh tôn giả, Lục Lâm Thiên do dự, linh tôn lục trọng thích hợp cho hắn thôn phệ, chỉ là hiện tại cũng không phải lúc thôn phệ. Sau khi tâm thần dò xét bốn phía, tâm thần khẽ động, trong tay hắn lập tức có một đạo lưu quang màu tím lóe lên, tử lôi huyền đỉnh. Xuất hiện trong tay. Tử lôi huyền đỉnh, ngươi là linh vũ chiến tôn, Lục Lâm Thiên của phi linh môn. Nhìn thấy tử lôi huyền đỉnh trong tay Lục Lâm Thiên, sắc mặt ác linh tôn giả biến thành màu đen. Lúc tiến vào tử vong thâm uyên này từ xa hắn đã nhìn thấy tử lôi huyền đỉnh, trong người thanh niên áo xanh này có tử lôi huyền đỉnh, không phải Lục Lâm Thiên thì còn có thể là ai được. Hắn thật không ngờ thanh niên áo xanh này lại là Lục Lâm Thiên của phi linh môn. Bộ dáng này rõ ràng không phải. Khả năng duy nhất chính là Lục Lâm Thiên dịch dung, loại thủ đoạn này hắn cũng dùng qua không ít. Ác linh tôn giả tuyệt vọng, sớm biết người này là Lục Lâm Thiên hắn trốn còn không kịp, sao lại dám đi trêu vào. Siêu! Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, không để ý tới ác linh tôn giả đang tuyệt vọng mà thu hắn vào trong tử lôi huyền đỉnh. Tử Yên nhìn thấy tất cả, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười tiến lên nói. Huyết linh mẫu đơn này làm sao bây giờ? Trước tiên cứ lấy rồi nói sau. Lục Lâm Thiên suy tư một chút, thân ảnh lướt đi, lập tức đi tới trước huyết linh mẫu đơn. Trong tay xuất hiện một cỗ quang mang bao phủ phía trên huyết linh mẫu đơn. Siêu! Lục Lâm Thiên tiếp cận, huyết linh mẫu đơn xinh đẹp này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn năng lượng mang theo khí tức bạo ngược, cực lớn. Sát khí bàng bạc lan tràn, trong khoảnh khắc khiến cho không gian to lớn chấn động. Mau lui lại! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, cỗ khí tức này khiến linh hồn hắn cũng run lên. Huyết sát chi khí này vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tới linh hồn. Siêu siêu! Hai đạo thân ảnh nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực bị khí tức huyết sát bao phủ, trong nháy mắt huyết sát chi khí trong không gian to lớn cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Huyết sát chi khí thật mạnh!
Trong mắt Tử Yên hiện lên sự kinh ngạc, vừa rồi huyết linh mẫu đơn bộc phát bắn ra huyết sát chi khí, nếu không phải nàng ở xa, lại thêm có thủ đoạn phòng ngự linh hồn, bằng không vừa rồi sẽ phiền toái lớn. Mà lúc này trong không gian bị huyết sát chi khí bao phủ, vừa rồi vốn là một mảnh xanh biếc. Lúc này lại là một mảnh khô héo, hoang vu, tất cả các sinh linh đều bị phá hủy. Trong không gian còn có một cỗ khí tức huyết sát như ẩn như hiện. Đáng tiếc, huyết linh mẫu đơn này đã bị hủy. Lục Lâm Thiên đau lòng không thôi, không ngờ huyết linh mẫu đơn này đỡ upsilon.ng một cái lập tức nổ tung. Chỉ tiếc hắn cũng không hiểu cách hái huyết linh mẫu đơn, không công mất đi một loại bảo vật. Huyết linh mẫu đơn chính là tà vật, không có được nó nói không chừng cũng là chuyện tốt. Tử Yên nói, chúng ta đi thôi, đi xem còn có thu hoạch gì không. Mất đi huyết linh mẫu đơn trong lòng Lục Lâm Thiên đau một hồi, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Thời gian tử vong thâm uyên mở ra cũng không biết dài bao lâu, Lục Lâm Thiên cũng không dám làm chậm trễ thời gian. Quang mang cơ nơ thân lóe lên, thân hình lơ lửng trên không trung, sau khi liếc nhìn chung quanh hai người lập tức biến mất tại chỗ. Ở trong đại lục lơ lửng này khắp nơi đều là linh dược. Một lần nữa Lục Lâm Thiên và Tử Yên đều có thu hoạch không nhỏ, đồng thời tìm kiếm phương hướng ra bên ngoài. Đoạn đường mà hai người đi qua gặp phải không ít cường giả tán tu, từng người gặp phải hai người đều vô cùng cảnh giác, thậm chí còn tránh ra. Hiển nhiên lo lắng hai người đột nhiên ra tay. Loại chuyện như vậy lúc này cũng không khó nhìn thấy được, ngược lại còn vô cùng bình thường. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng, dùng thực lực và thủ đoạn của hắn hiện giờ người vào trong tử vong thâm uyên hiện tại dường như cũng không có nhiều người có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút có lẽ cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đối với tán tu bình thường chỉ cần tránh đi, không trêu chọc vào hắn là Lục Lâm Thiên cũng không để ý nhiều. Những người này còn chưa tạo thành được uy hiếp với hắn. Đương nhiên nếu như nhìn thấy đang thu thập linh dược thì Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không khách khí. Dọc theo đường đi, Lục Lâm Thiên cũng gặp phải mấy tán tu tôn cấp, luận thực lực không có ai bằng ác linh tôn giả kia. Những người này vừa mới thấy Lục Lâm Thiên và Tử Yên, dường như cũng phát hiện ra hai người Lục Lâm Thiên không dễ trêu cho nên sau khi nhìn thấy từ phía xa lập tức tránh ra. Những người này thức thời như vậy Lục Lâm Thiên cũng không có ra tay. Dọc đường đi, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà lo lắng cho đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Cầu nguyện hai người không được gặp phải chuyện không may, mà hắn cũng tin rằng đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng có ông trời phù hộ, gặp nguy hiểm cũng có thể hóa nguy thành an. Đại khái tìm kiếm trong sơn mạch ở Hạp Cốc chừng một ngày, trong mắt hai người xuất hiện một mảnh sơn mạch bao la. Năng lượng thật nồng đậm. Hai người chăm chú nhìn vào sơn mạch trước mắt, trong mắt có chút kinh ngạc. Năng lượng thiên địa ở sơn mạch này đặc biệt nồng đậm. Lục Lâm Thiên đánh giá sơn mạch này bao la, liên miên không ngớt, xanh biếc vô cùng. Trên những ngọn núi tràn ngập sương mù nồng đậm, những đám sương mù này cũng không phải là sương mù tự nhiên mà là do năng lượng nồng đậm ngưng tụ mà thành. Không ngờ năng lượng lại nồng đậm tới tình trạng này, thế cho nên cây cối trên sơn mạch này so với nơi khác đều to lớn hơn nhiều. Nơi này bất phàm. Phàm là nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm đều không đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhìn sơn mạch phía trước, Tử Yên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, ý bảo Tử Yên cũng nên cẩn thận. Tâm thần tràn ra, trong lúc mơ hồ hắn cũng cảm giác được sơn mạch này không quá bình thường. Phàm là nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm tất có chỗ bất thường. Phía trước dường như có người. Lục Lâm Thiên nói. Bên trong tâm thần dò xét của hắn phát hiện ra phía trước có không ít khí tức. Thả người tiến về phía trước, xuyên qua mấy ngọn núi, tại một sườn núi bằng phẳng lúc này có không ít thân ảnh. Từng đạo thân ảnh xúm lại cùng một chỗ, sợ rằng ít nhất có hơn mấy trăm người. Lục Lâm Thiên cùng Tử Yên có chút nghi hoặc, nhiều người tụ tập lại như vậy, xem ra tốc độ của những người này cũng vô cùng nhanh. Hai người Lục Lâm Thiên và Tử Yên đáp xuống khiến cho không ít người quay đầu lại nhìn. Trong mắt hiện lên sự cảnh giác. Mọi người nghe kỹ đây, theo tin tức mà Lan Lăng Sơn Trang chúng ta dò xét được, phía trước có một nơi có thanh lôi huyền đằng. Thanh lôi huyền đằng này là vật thượng cổ, nó đã có linh trí, người bình thường căn bản không có cách nào đối phó với nó. Lục Lâm Thiên vừa mới đáp xuống phía trước đã có âm thanh truyền tới. Gia Cát Tây Phong. Nghe thấy đạo âm thanh này Lục Lâm Thiên lập tức nhận ra, người này hắn không xa lạ gì. Chính là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong. Nhíu mày,
ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua khe hở giữa đám người, quả nhiên bên trong hắn nhìn thấy mười mấy người của Lan Lăng Sơn Trang. Gia Cát Tây Phong hiện tại đang nói với mọi người. Đều ở đây sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua, có chút ngoài ý muốn khi phát hiện ra đám người Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông, Nhật Sát Các đều ở cách đó không xa. Còn có đám người Công Tôn Hóa Nhai, Doãn Ngạc, Lạc Kiến Hồng. Trong đám người, Lục Lâm Thiên lần nữa nhìn thấy Lam Linh, vẫn vũ mị khiến cho người ta sôi trào. Thân hình linh lung khiến cho người ta xịt máu mũi, khiến cho vô số ánh mắt mang theo lửa nóng vụng trộm nhìn sang, cũng không dám nhìn thẳng. Thanh Long Huyền Đằng. Lục Lâm Thiên rõ ràng nghe nói tới Thanh Lôi Huyền Đằng trong miệng Gia Cát Tây Phong, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng. Huyết Linh Mẫu Đơn thì Lục Lâm Thiên không biết, thế nhưng hắn lại biết rõ một chút về Thanh Lôi Huyền Đằng này. Trên Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có ghi chép, đồn rằng Thanh Lôi Huyền Đằng chính là tài liệu cực phẩm luyện khí. Là Thanh Lôi Huyền Đằng. Thanh Lôi Huyền Đằng thượng cổ, còn có linh trí, đây chính là trọng bảo a. Gia Cát Tây Phong vừa dứt lời, mọi người chung quanh xôi trào. Cả đám ghé đầu lại, đại bộ phận người cũng biết rõ Thanh Lôi Huyền Đằng này là vật thế nào. Thế nhưng cũng còn có một ít người vẻ mặt mờ mịt, không phải ai cũng biết Thanh Lôi Huyền Đằng này. Là Thanh Lôi Huyền Đằng, Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí. Lục trưởng môn, nhất định phải đạt được vật này. Tử Yên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, âm thanh có chút kích động. Tử Yên cô nương, Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí là sao? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi, đối với Thanh Lôi Huyền Đằng Lục Lâm Thiên cũng biết rõ một chút. Thế nhưng Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí, Lục Lâm Thiên cũng không biết rõ khái niệm này. Thanh Lôi Huyền Đằng chính là tài liệu cực phẩm luyện chế linh khí. Bình thường đều dùng luyện chế hồn linh khí. Đồn rằng Thanh Lôi Huyền Đằng này ở trên đại lục đều không phải là vật có linh trí. Bản thân mang theo linh lực bàng bạc, đồng thời có thể khống chế linh hồn. Là do năng lượng thiên địa ôn dưỡng, sinh trưởng thành. Chỉ có tại địa phương vô cùng đặc biệt mới có thể có được Thanh Lôi Huyền Đằng. Vạn vật đều có linh hồn của mình, coi như không phải là vật có linh trí thì cũng có khả năng dựng dục linh trí. Ví dụ như huyết linh mẫu đơn mà chúng ta gặp chính là một loại trong đó. Mà Thanh Lôi Huyền Đằng này nếu như mở ra linh trí thì lập tức có thể luyện chế thành thần khí. Thanh Lôi Huyền Đằng luyện chế thần khí, có thể khắc chế linh hồn, tuyệt đối là trọng bảo. Tử Yên một hơi truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy trong lòng cũng có chút động tâm. Tuy rằng hắn có hai kiện thần khí trên người, thế nhưng không ngờ Thanh Lôi Huyền Đằng lại là loại bảo vật như vậy, đương nhiên đã gặp thì không thể buông tha. Dừng lại một lát, trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người, ánh mắt lóe lên, thu quạt trong tay nói. Chư vị, Thanh Lôi Huyền Đằng phía trước đã có linh trí, uy lực rất mạnh, khó đối phó. Một mình đi tới đó sợ rằng có đi mà không có về. Bất quá ta tin rằng nhiều người như chúng ta liên thủ lại đến lúc đó nhất định có thể đoạt được Thanh Lôi Huyền Đằng kia. Nghe thấy Gia Cát Tây Phong nói vậy tiếng nghị luận chung quanh lại càng lớn hơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, đám người Lan Lăng Sơn Trang này lôi kéo mọi người cùng nhau đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi có chút nghi hoặc. Loại bảo vật như vậy dưới tình huống bình thường sợ rằng Lan Lăng Sơn Trang tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết. Càng không kêu gọi mọi người liên thủ. Suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên nhìn đội hình Lan Lăng Sơn Trang, hóa ra trong mười mấy người kia có ba vị trưởng lão tu vi vương cấp đã biến mất. Nhíu mày, Lục Lâm Thiên suy đoán nếu như hắn đoán không sai, sợ rằng uy lực của Thanh Lôi Huyền Đằng kia cũng không yếu, tuyệt đối cường hãn. Lục trưởng môn, Lan Lăng Sơn Trang lôi kéo nhiều người như vậy để đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng, chuyện này có chút kỳ quái. Tử Yên truyền âm nói, trong mắt có chút nghi hoặc. Không có gì là kỳ quái cả. Nếu ta đoán không sai thì Lan Lăng Sơn Trang đã bị hao binh tổn tướng, căn bản không thể một mình nuốt trọn Thanh Lôi Huyền Đằng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ánh mắt Tử Yên nhảy lên, truyền âm nói. Ta đã quên, Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí, thực lực đã tới tình trạng khủng ố. Thực lực của Lan Lăng Sơn Trang căn bản không thể làm gì được nói. Gia Cát Trang chủ, nếu như mọi người cùng liên thủ, cuối cùng đạt được Thanh Lôi Huyền Đằng thì nên phân phối như thế nào? Trong đám người, một lão giả mặc hoàng bào hỏi, trước mặt bảo vật, đầu tiên là nghĩ tới phân phối, không có ai nghĩ tới tại sao Lan Lăng Sơn Trang lại lôi kéo bọn họ. Thanh Lôi Huyền Đằng chỉ có một, cho dù ai cũng không thể một mình nuốt trọn. Đến lúc đó sau khi đạt được chúng ta dựa theo việc xuất lực ra sao mà tính điểm.
Thanh Lôi Huyền Đằng này cũng phân thành nhiều phần, giá trị mỗi một phần đều liên thành. Sau Thanh Lôi Huyền Đằng này nói không chừng còn có không ít bảo vật. Lúc đó cũng chia đều ra. Thế nào, trong thời gian chúng ta liên thủ, không được ra tay với người khác. Người vi phạm sẽ bị tất cả mọi người liên thủ đối phó. Mọi người cảm thấy thế nào? Gia Cát Tây Phong hỏi mọi người. Đám người kia nghe vậy trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, thế nhưng bảo vật trước mắt khiến cho mọi người không còn cố kỵ quá nhiều. Vạn Thú Tông ta không phản đối. Doãn Ngạc nhìn mọi người rồi nói. Công Tôn Hóa Nhai cũng gật đầu nói. Hóa Vũ Tông ta cũng không có ý kiến. Có hai sơn môn lớn Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông không có ý kiến, những tán tu có mặt sau khi chần chừ một thoáng rồi cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên, tuy rằng những tán tu này gật đầu, thế nhưng người ngu cũng không có mấy. Có thể tu luyện tới tu vi cùng thực lực như hiện tại, kẻ ngu ngốc đã không còn bao nhiêu. Tuy rằng Gia Cát Tây Phong nói êm tai, thế nhưng ở thời điểm này, nếu như tin lời Lan Lăng Sơn Trang nói thì quả thực vô cùng ngu ngốc. Chỉ sợ phải tính cho riêng cho bản thân mình. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, Lan Lăng Sơn Trang và đám người Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông tụ tập nhiều người tới như vậy, cũng là một cỗ thực lực không nhỏ. Không biết đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng kia có bao nhiêu phần nắm chắc. Không biết Nhật Sát Các có muốn tham dự hay không? Mọi người đồng ý, Gia Cát Tây Phong khẽ thở phào một hơi, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Nhật Sát Các phía xa. Nhật Sát Các ta không có hứng thú. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, trực tiếp từ chối. Nhật Sát Các và đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã kết thành thù hận trong Thiên Môn Cốc. Lúc này liên thủ với đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, coi như là có lợi Lạc Kiến Hồng cũng không thể không để phòng hai sơn môn này. Huống chi tâm tư của Lan Lăng Sơn Trang sao Lạc Kiến Hồng lại không biết cơ chứ? Nhìn thấy Lạc Kiến Hồng trực tiếp từ chối, ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ biến đổi. Hai người các ngươi thì sao? Có đồng ý không? Thu hồi ánh mắt, Gia Cát Tây Phong nhìn Lục Lâm Thiên và Tử Yên. Tất cả mọi người vừa rồi đều đồng ý, ánh mắt của hắn đã chú ý tới chỉ có hai người này không gật đầu, dường như không muốn liên thủ với mọi người. Không có hứng thú, ai muốn đi chịu chết thì cứ việc, đến lúc đó bị người khác bán còn không biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, trực tiếp cảnh cáo đám tán tu kia. Có thể quấy rầy chuyện của Lan Lăng Sơn Trang, Lục Lâm Thiên không ngại tốn thêm một chút nước bọt. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, trong mắt không ít tán tu bắt đầu có ý rút lui. Tiểu tử, ngươi nói gì? Ngươi không muốn tham gì thì cút ngay. Nếu như bước vào nơi này một bước, giết không tha. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên. Một thanh niên dậm chân nhảy ra. Tuổi chừng 30 tuổi, gầy gò. Trên người mặc một bộ cẩm bào. Dáng người cao ngất. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng coi như có phong độ. Chỉ là khí tức trên người thanh niên này có chút âm lệ, khí tức quanh thân như có như không lan tràn ra. Cũng đã tới Linh Vương cửu trọng, trong đám người trẻ tuổi cũng coi như có thực lực không kém. Gia Cát Tử Vân. Thanh niên này đương nhiên Lục Lâm Thiên không xa lạ gì. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, ban đầu ở trong tay Lục Lâm Thiên đã tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ là có Lan Lăng Sơn Trang sau lưng sao? Nếu như Lan Lăng Sơn Trang ngươi không thích, có bản lĩnh thì cứ lên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói xong, miệng phun ra một ngụm nước bọt. Đối với người Lan Lăng Sơn Trang, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không cần phải khách khí. Nếu như đám người Lan Lăng Sơn Trang này dám trêu vào hắn thì cũng chỉ trách bọn họ không may. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Gia Cát Tử Vân nghẹn khuất đã lâu, nhìn thấy đối phương không có danh tiếng gì. Thế nhưng lại dám tranh luận với mình, hắn lập tức giận dữ. Tiểu tử này quả thực là muốn chết. Lại một âm thanh lạnh lẽo vang lên, dứt lời Công Tôn Xuân Thu nhảy ra. Bước về phía trước mấy bước, Công Tôn Xuân Thu cũng đã sớm nhìn Lục Lâm Thiên không vừa mắt. Nếu lúc trước không phải bởi vì có thúc thúc ngăn cản thì ở cửa vào hạp cốc hắn đã ra tay với tên thanh niên mặc áo xanh này rồi. Nhìn Công Tôn Xuân Thu, Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Công Tôn Xuân Thu này sợ rằng có người của Hóa Vũ Tông ở đây cho nên mới không biết sợ. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Ngay khi Lục Lâm Thiên nhíu mày, Công Tôn Xuân Thu còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, mặt mũi tràn ngập vẻ âm lệ, nở nụ cười lạnh nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi cũng không quá tốt, nếu không liên thủ với chúng ta thì chết đi vậy.
Ngươi có thực lực này sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Công Tôn Xuân Thu nói. Ánh mắt đảo qua đám người Hóa Vũ Tông, ngoại trừ Công Tôn Hóa Nhai ra còn có hai cường giả tôn cấp khác. Tầm 10 người có tu vi vương cấp, nếu như đối phó Lục Lâm Thiên cũng không quá quan tâm. Tiểu tử, muốn chết. Công Tôn Xuân Thu lạnh lùng quát một tiếng, dường như đã sớm muốn ra tay với thanh niên áo xanh trước mắt. Cường giả Hóa Vũ Tông cũng không có ý tứ ngăn cản. Thanh niên áo xanh này vừa rồi đã khiến cho trong lòng không ít tán tu phân vân. Nếu như không để cho thanh niên áo xanh này nhận một chút giáo huấn, sợ rằng khó có thể trấn nhiếp tất cả mọi người liên thủ với nhau. Như vậy càng thêm khó đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng. Tuy rằng người Hóa Vũ Tông cũng nhìn ra thanh niên áo bào xanh thoạt nhìn có chút bất phàm. Thế nhưng để cho Công Tôn Xuân Thu tiến lên thử người này cũng không tệ, có nhiều cường giả ở bên cạnh xem xét cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Gia Cát Tử Vân đang muốn ra tay thì bị Gia Cát Tây Phong lặng lẽ ngăn cản. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, Công Tôn Xuân Thu đã sớm muốn đánh chết tiểu tử trước mắt, ngoài ra còn biểu hiện một chút. Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt hắn lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng mang theo sát ý. Bước chân tiến lên, chân khí bàng bạc tuôn ra. Siêu siêu. Chung quanh có không ít tán tu mặc kệ là tu vi cao hay thấp đều nhanh chóng tản ra, tránh cho bị liên lụy. Lục Lâm Thiên căn bản không thèm để ý, nhìn Công Tôn Xuân Thu, loại thực lực này muốn đối phó với hắn, Công Tôn Xuân Thu này quả thực có chút ngây thơ. Chết đi. Trong nháy mắt. Công Tôn Xuân Thu mang theo sát ý ngập trời đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Hóa trưởng thành quyền, một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, gần như đánh nát gợn sóng trong không gian mang theo nụ cười lạnh lẽo đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hung hăng đánh vào ngực Lục Lâm Thiên. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng, cơ hồ tất cả mọi người nhìn vào, chỉ thấy thanh niên áo xanh kia không có ý tứ lùi lại, mặc cho một quyền của Công Tôn Xuân Thu đánh vào ngực. Tùy ý để cho lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Cảnh này khiến cho vô số ánh mắt kinh hãi. Phanh! Công Tôn Xuân Thu đánh một quyền xuống, âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, người này không ngờ ngay cả một quyền của hắn cũng không trốn thoát, quả thực chính là muốn chết. Mà trong khi Công Tôn Xuân Thu nở nụ cười lạnh, sắc mặt hắn lập tức đen lại. Hắn cảm giác một quyền của mình giống như đánh vào một vật cứng rắn nhất trên đời. Lực lượng gần như phá nát không trung thế nhưng không có cách nào làm dung chuyển thân hình đối phương. Thậm chí ngay cả góc áo cũng không thể tác động vào một chút nào. Trên nắm tay lập tức vang lên tiếng răng rắc. Răng rắc. Trên nắm tay Công Tôn Xuân Thu vang lên tiếng răng rắc, hắn có cảm giác một cỗ lực lượng cực lớn xuyên qua nắm tay trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Những nơi lực lượng cực lớn đi qua, xương cốt trong cánh tay bị chấn thành mảnh vỡ, cơ hồ nứt vỡ từng khúc. A. À. Xương cốt nứt vỡ từng khúc, đau đớn kịch liệt khiến cho Công Tôn Xuân Thu lập tức hét lớn một tiếng. Con sâu cái kiến, không biết tự lượng sức mình. Trong sát na, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cánh tay nhanh như thiểm điện vươn ra. Lập tức nắm lấy vai Công Tôn Xuân Thu, dưới lực lượng áp chế vô hình, chân khí trong cơ thể Công Tôn Xuân Thu cứng lại, không có cách nào nhúc nhích. Dừng tay. Trong Hóa Vũ Tông, Công Tôn Hóa Nhai hét lớn một tiếng. Siêu. Mà đồng thời đã có một cường giả Vũ Tôn thấy tình thế không ổn, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thân hình cường giả Vũ Tôn này giống như lưu quang mang theo kình phong khủng bố, một đạo chân khí nóng bỏng trong nháy mắt bắn về phía Lục Lâm Thiên. Dưới đạo chân khí thất luyện này không gian trực tiếp bị đỡ upsilon.ng nát, xuất hiện khe nứt đen kịt. Hóa Vũ Tông muốn nhiều người bắt nạt ít người sao? Tử Yên lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên. Một đạo linh lực tinh luyện mang theo linh hỏa nóng bỏng đột nhiên hội tụ, năng lượng đáng sợ khiến cho không gian bạo liệt từng khúc. Siêu! Đạo linh lực thất luyện trong tay Tử Yên giống như một đạo lưu quang xé rách bầu trời hung hăng bắn về phía trước. Nhanh chóng va chạm với đạo chân khí thất luyện của cường giả Vũ Tôn của Hóa Vũ Tông. Oanh! Hai đạo năng lượng dưới vô số ánh mắt va chạm vào nhau. Âm thanh kinh thiên đột nhiên vang vọng trong phiến không gian này. Cả hai đạo năng lượng giống như thiên thạch va chạm, năng lượng khủng bố rung động giống như sóng to gió lớn bỗng nhiên khuếch tán ra chung quanh. Dưới một kích, cường giả Vũ Tôn của Hóa Vũ Tông trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trở nên khó coi. Vừa mới ra tay hắn đã biết rõ tu vi của đối phương. Nữ nhìn qua mỹ mạo, xinh đẹp kia ngờ đã là linh tôn ngũ trọng. Thân hình Tử Yên khẽ lay động, thân ảnh xinh đẹp không bị ảnh hưởng quá nhiều.
vũ tôn tứ trọng mà thôi, còn không có cách nào làm gì được nàng. Nếu không phải thương thế trên người nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục thì một kích vừa rồi cũng đủ để làm cho đối phương bị thương. Thật mạnh, Tử Yên ra tay mọi người mới biết rõ thực lực của hai người này. Một nam một nữ này tuyệt đối không phải dễ trêu, khó trách không đặt Lan Lăng Sơn Trang vào trong mắt, thì ra là có thực lực tuyệt đối. Lục Lâm Thiên không để ý tới xung quanh, thực lực Tử Yên hiện tại trong đám người Hóa Vũ Tông còn chưa có ai có thể làm gì được nàng. Miệng nở nụ cười lạnh, nhấc công Tôn Xuân Thu đang bị cấm chế, không do dự trực tiếp tát một cái. Phanh! Một cái tát rơi xuống khuôn mặt công Tôn Xuân Thu khiến cho miệng hắn phun ra máu tươi. Trên mặt xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng. Một cái tát này đã khiến cho công Tôn Xuân Thu hoa mắt. Lúc này mới ý thức được mình gặp phải người nào. Vẻ âm lệ trong mắt đã hiện thành sự sợ hãi. Giờ phút này Gia Cát Tử Vân nhìn thấy cảnh này không khỏi nghẹn họng, thầm than may mà người ra tay không phải là hắn. Ai có thể nghĩ tới thực lực của nam tử áo xanh lại khủng bố tới tình trạng như vậy. Dừng tay! Công Tôn Hóa Nhai hét lớn, cháu trai rơi vào trong tay đối phương, thực lực của đối phương lại cường hãn như vậy, trường bào màu trắng tung bay, vết sẹo trên mặt thoáng run rẩy nói. Các hạ có thể thả tiểu chất được không? Việc này Hóa Vũ Tông ta cũng không truy cứu nữa. Con kiến hôi, ngươi không nên trêu vào ta. Lục Lâm Thiên cười lạnh, nâng công Tôn Xuân Thu, nhìn đám người Hóa Vũ Tông nói. Mặt mũi của Hóa Vũ Tông lớn thật, ngươi không truy cứu, thế nhưng ta phải truy cứu chuyện này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người Lam Linh, lập tức nói. Hắn đánh ta một quyền, vậy thì ta cũng phải đánh hắn một quyền mới công bằng. Lục Lâm Thiên dứt lời, ném công Tôn Xuân Thu trong tay đi, một đạo quyền ấn trực tiếp chút vào bụng công Tôn Xuân Thu, một cỗ quang mang lập tức chút xuống. Phanh! Dưới một quyền này đan điền của công Tôn Xuân Thu lập tức vang lên âm thanh trầm đỡ Upsilon, C. Phốc phốc! Công Tôn Xuân Thu lập tức trợn mắt, phun ra máu tươi cùng với nội tạng bị nghiền nát. Thân hình đập xuống mặt đất trước người công Tôn Hóa Nhai. Mặt đất thoáng run rẩy, máu tươi tràn ngập. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc cùng với kinh hãi. Chết rồi. Mọi người chung quanh hít sâu một hơi. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, lúc này công Tôn Xuân Thu đã bị phá hủy đan điền cùng với lục phủ ngũ tạng. Không những thế, sợ rằng ngay cả hồn anh trong đầu cũng trực tiếp bị phá hủy. Hỗn trướng. Một tiếng hét lớn vang lên, trước mặt bao nhiêu người công Tôn Xuân Thu bị đánh chết. Hai cường giả tôn cấp trong Hóa Vũ Tông sao có thể nhịn được. Đây tuyệt đối là Upsilon của Hóa Vũ Tông, sắc mặt hai lão giả này âm trầm, trong đó có một người vừa vặn là người vừa bị Tử Yên đẩy lui. Hai người đạp mạnh mặt đất, thân hình hóa thành hai đạo tàn ảnh mơ hồ mang theo hai cỗ kình phong sắc bén nhanh như chớp xuyên qua không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, giết người Hóa Vũ Tông ta, người nhất định phải chết. Hai cường giả Vũ Tôn lớn tiếng quát, một Vũ Tôn ngũ trọng, một Vũ Tôn tứ trọng. Hai người đều đánh ra một chưởng về phía Lục Lâm Thiên, dẫn động năng lượng thiên địa hội tụ. Không thể nghi ngờ ý định của hai người này là dùng một chiêu đánh chết Lục Lâm Thiên. Công kích xé rách không gian, khiến cho cả không trung ầm ầm run rẩy. Cường giả Vũ Tôn ra tay, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng thiên địa. Phanh phanh! Hai cường giả Vũ Tôn đồng thời đánh ra một chưởng, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Hung hăng nhằm vào trên người Lục Lâm Thiên. Ngay cả không gian chung quanh cũng bị đánh vỡ từng khúc. Trong ánh mắt của mọi người Lục Lâm Thiên bị đánh nát, thế nhưng cũng không có máu tươi phun ra, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Là tàn ảnh. Hai cường giả Vũ Tôn lập tức biến sắc, hai người nhanh chóng đánh ra một kích, lực lượng không gian tập trung vào đối phương, thế nhưng không ngờ đối phương lại có thể biến mất như vậy. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện sau lưng hai Vũ Tôn này, khóe miệng nở nụ cười tà. Trong nụ cười ta có sát ý nhàn nhạt. Không tốt. Hai Vũ Tôn biến sắc, cảm nhận nam tử áo xanh kia xuất hiện sau lưng mình, không dám có chút chậm trễ nào trực tiếp lùi lại. Không dám dừng lại, tốc độ của nam tử áo xanh này khiến cho hai người bọn họ trực tiếp rung động. Còn muốn chạy, không cảm thấy đã chậm rồi hay sao? Lục Lâm Thiên dứt lời, bàn chân đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Thân hình giống như một đạo lưu quang đuổi theo hai người không bỏ, tốc độ nhanh tới mức vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng hai người, từng đường vòng cung huyền ảo xuất hiện. Thời không lao ngục, thủ ấn đánh xuống,
trong hai tay Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, trực tiếp bao phủ trong không gian. Lực lượng thời gian tác dụng khiến cho gợn sóng trong không gian bị đồng hóa. Trong sát na, thời không lao ngục thuộc tính thủy đem vũ tôn ngũ trọng cùng với vũ tôn tứ trọng bao phủ vào bên trong. Trực tiếp bao phủ không gian chừng nghìn mét, cả không trung gió nổi mây phun. Trong thời không lao ngục thuộc tính thủy, năng lượng thuộc tính thủy trong sát na hội tụ. Linh hồn lực mênh mông cùng với lực lượng thời gian và lực lượng không gian dung hợp vào bên trong nháy mắt chút xuống không gian. Đây là vũ kỹ gì? Cê Lâm Thiên thi triển thời không lao ngục khiến cho không ít người kinh hãi, cực kỳ nghi hoặc. Thời không lao ngục chính là thứ Lục Lâm Thiên mới lĩnh ngộ ra trong tổ yêu lâm, bên ngoài cũng không thi triển mấy lần cho nên không ai có thể nhận ra thân phận của Lục Lâm Thiên. Vũ tôn tứ trọng cùng với vũ tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông lập tức bị nhốt vào bên trong. Ở trong không gian quỷ dị này có nhiều loại năng lượng công kích khiến cho trong lòng hai người này hoảng hốt, trong lúc vô hình bị áp chế tuyệt đối. Phanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong thời không lao ngục thuộc tính thủy đột nhiên khiến năng lượng thuộc tính thủy đóng băng không gian, trực tiếp đem không gian chung quanh hai cường giả vũ tôn của Hóa Vũ Tông đóng băng.